Triệu Phi Dương nhìn đồng hồ, để Đường Kinh Vĩ từ Nam Giang chuyên chạy đến một chuyến tham gia ngày mai ký kết nghi thức giống như không quá hiện thực, biết rõ Đường Kinh Vĩ sẽ không cao hứng, Triệu Phi Dương vẫn là gọi điện thoại cho hắn, đem gần đây phát sinh tình trạng hướng hắn tiến hành báo cáo. Đường Kinh Vĩ cho là mình hiện tại chính là hổ lạc đồng băng, đổi thành đi qua hắn căn bản sẽ không đem chỉ là 2 ức hợp đồng để vào mắt, nhưng bây giờ đừng nói 2 ức, liền xem như 2.000 vạn hắn đều phi thường trọng thị. Nghe Triệu Phi Dương nói xong Nguy Sơn đảo bên kia tình trạng về sau, hắn lập tức làm ra quyết định, để công ty CEO Đường Kinh Luân đi Nguy Sơn đảo, lúc trước khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục chính là hắn làm ra, hiện tại kết thúc cũng hẳn là hắn đi, thiện bắt đầu kết thúc yên lành nha. Lần này ký kết nghi thức liền an bài tại Hồ Sơn Trấn trong chính phủ đúng hạn cử hành, Đường Kinh Luân tiếp đến đại ca chỉ thị sau vội vàng từ Nam Giang chạy tới Đông Châu, còn mang tới cháu của hắn Đường Thiên Nhất. Đường Kinh Vĩ đem Đường Thiên Nhất An sắp xếp ở bên cạnh hắn làm phụ tá. Đường Kinh Vĩ bản ý là để nhi tử nhiều hơn lịch luyện, nhưng Đường Kinh Luân cho rằng Đường Thiên Nhất chính là cái đuôi ngựa sách đậu hũ để không nổi bại hoại mặt hàng, tại bên cạnh mình cũng chính là cái người hầu, thuận tiện còn có thể dám thì mình bất quá chỉ bằng lấy người này năng lực, mình không bán hắn đi đều là đọc lấy thân tình. Trên đường Đường Thiên Nhất cũng là bực tức không ngừng, hắn thấy căn bản không cần thiết đến chuyến này. Đường Kinh Luân trong lòng tự nhủ tên phá của này còn không có nhận rõ hiện thực, Hoa Niên tập đoàn lúc này không giống ngày xưa, nếu như không phải quay vòng vốn mất linh, cũng sẽ không nóng lòng tinh giản hạng mục, liên tiếp bộ hiện, Nguy Sơn đảo bệnh viện khối này có thể đổi lấy 200 triệu vẫn là tương đối có lời, dù sao ban đầu ở cái này một hạng mắt trên đầu nhập không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng chính là kiến thiết bản mẫu khu đầu tư 8,9 triệu. Đường Kinh Luân nhận là vận khí của mình kém một chút. Lúc đầu tỉ mỉ chuẩn bị lợi tốt tam bản phủ, nhưng thứ nhất dìu to bản liền không có đưa đến vốn có hiệu quả, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện điện cơ lễ đầu nhập vào không ít tiền, cuối cùng liền cái bọt nước cũng không dậy. Hắn tại cùng đại ca đánh cờ bên trong cũng không có chiếm được tiện nghi, thật vất vả tìm tới cơ hội lợi dụng bê bối bức bách đại ca rời khỏi, tướng Hoa Niên quyền quản lý giao cho mình, hết lần này tới lần khác lúc này Hoa Niên xuất hiện đại quy mô nợ nần trái với điều ước. Đường Kinh Luân vẫn là có tự biết rõ. Nếu như đại ca không xuống núi, chỉ bằng năng lực cá nhân của hắn là không cách nào giải quyết nợ nần trọng tổ, nhưng là hắn lại không cam tâm, Hoa Niên tập đoàn sở dĩ sẽ luân lạc tới hôm nay tình trạng hoàn toàn là bởi vì đại ca quyết sách sai lầm, mù quáng hải ngoại bố cục, thương nghiệp bản đồ khuếch trương quá nhanh, cuối cùng dẫn đến kế tục không còn chút sức lực nào, lại gặp phải trong nước bất động sản ngày đông giá rét, lại thêm quốc tế hoàn cảnh không ngừng chuyển biến xấu. Mấy loại nhân tố chồng chất lên nhau, gia tốc Hoa Niên nguy cơ bộc phát. Mặc dù bọn hắn chảy nước mắt bán phá giá hải ngoại vật nghiệp, có tiền mặt còn chưa đủ lấy bổ sung mấy năm này thâm hụt, trong nước nợ nần trái với điều ước càng làm cho Hoa Niên tình cảnh đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. May mắn Đường Kinh Vĩ dựa vào cùng nơi đó chính phủ quan hệ tốt đẹp, thuyết phục chính phủ ra mặt dẫn đầu đảm bảo, không phải Hoa Niên tập đoàn liền xoay người cơ hội đều không có. Lúc trước Đường Kinh Luân lực bài chúng nghị thu mua Trường Hưng Bệnh viện, bây giờ biến thành Hoa Niên trong tay chất lượng tốt nhất tài sản. Đường Kinh Luân thường xuyên đang nghĩ, nếu như lúc trước đại ca nghe theo đề nghị của mình, trước thời gian bố cục trong nước lớn khỏe mạnh thị trường, mà không phải cái gì toàn cầu hóa bố cục, Hoa Niên cũng sẽ không hãm sâu vũng bùn. Làm một chuyện gì cũng không thể cùng đại thế chống lại, sinh ý cũng giống như vậy, nói tới doanh thương hoàn cảnh, kiếm tiền cơ hội, trong nước tại toàn cầu phạm vi bên trong cũng là số một, Đường Kinh Vĩ hết lần này tới lần khác muốn bỏ gốc lấy ngọn, một tay bài tốt đánh đến nát bét. Đường Kinh Luân cảm giác có loại gia đạo sa sút không thể không bán gia sản lấy tiền bi thương, thiếu niên không biết sầu tư vị Đường Thiên Nhất đang cùng bằng hữu của hắn Hàn Văn Thắng thổi đến nước miếng tung bay, con hàng này căn bản đều không có ý thức được Hoa Niên bột lâm sâu nặng nguy cơ, còn đang bởi vì một chỗ Hương Trấn bệnh viện bán 200 triệu mà đắc chí. Tại Đường Thiên Nhất xem ra, Nguy Sơn đảo chính là cái địa phương cứt chim cũng không có, cho dù Đông Châu thị chính đang kiến thiết cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu, chủ đánh cái gì dưỡng sinh khái niệm. Đối bọn hắn loại người này tới nói vẫn là không có chút nào hấp dẫn lực, có thể hấp dẫn đến bọn hắn chính là ánh nắng bãi cát đồ tắm mỹ nữ, là xa hoa trụy lạc ngợp trong vàng son, mà hết thảy này Nguy Sơn đảo tất cả cũng không có, Hoa Niên ở chỗ này đầu tư chính là đổ xuống sông xuống biển, hiện tại có thể an toàn rút lui còn có thể kiếm lớn 2 ức đã là vận khí bạo dạp. Đường Thiên Nhất khinh thường nói, cái chỗ chết tiệt này lấy cái gì cùng Quỳnh đảo đánh đồng. Quay đầu ta cùng ta cha nói một tiếng. Để hắn đi Quỳnh đảo ném một lần giả khu, kia tài nguyên kia cấp bậc không phải nơi này có thể so sánh. 1. Hàn Văn Thắng lần này theo tới là xem náo nhiệt, hắn gật đầu nói,
vẫn là ngươi có ánh mắt có cách cục. Đường Kinh Luân ngại cái này hai tiểu tử quá ồn ào, nhíu mày một cái nói, hôm nay ký xong hợp đồng về sau, cái chỗ chết tiệt này liền cùng Hoa Niên không quan hệ rồi, về sau các ngươi coi như nghĩ đến cơ hội cũng không nhiều. Đường Thiên Nhất nói, ngài làm ta vui lòng đến, nếu không phải cha ta không phải để cho ta đại biểu hắn tới, ta mới không đến đâu. Hứa Thuần Lương tự mình tiến về bến tàu tiếp đãi Phó Quốc Dân một nhóm, Phó Quốc Dân lần này cùng Lý Ngọc Sơn cùng đi đến, từ mặt ngoài nhìn hai người chung đụng coi như không tệ. Phó Quốc Dân đem Hứa Thuần Lương giới thiệu cho Lý Ngọc Sơn nhận biết, Lý Ngọc Sơn cầm Hứa Thuần Lương tay nói, ta đối tiểu Hứa đồng chí là ngưỡng mộ đã lâu. Hứa Thuần Lương nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, hổ thẹn, hổ thẹn. Lý Ngọc Sơn nói, ta nghe nói đều là chuyện tốt. Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng danh tiếng của mình đều là hồi trước đánh người trên nóng lục soát cho mang lên, sự kiện kia là bởi vì phía sau đẩy tay vận hành, Hứa Thuần Lương sau đó phục bàn sự kiện kia toàn bộ quá trình, càng phát giác Vũ Pháp Quân người này khả nghi. Thường nói, hăng quá hóa dở, Vũ Pháp Quân ngày đó biểu hiện được so với hắn người trong cuộc này còn kích động hơn, cái thứ nhất lao ra đánh người, sau đó Hứa Thuần Lương thông qua quan sát, phát hiện Vũ Pháp Quân cũng không phải là tính tình lỗ mãng xông động người. Trận kia ẩu đả trực tiếp đưa đến Hứa Thuần Lương từ Hoa Niên tập đoàn bị loại, có thể nói Vũ Pháp Quân chính là dây dẫn nổ, Hứa Thuần Lương mặc dù không có tìm tới xác thực chứng cứ, nhưng là sự kiện kia người bị hại là mình, thu lợi người là Vũ Pháp Quân, người này chẳng những không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại đạt được Bùi Lâm trọng dụng. Phó Quốc Dân cùng Lý Ngọc Sơn đều là lần đầu tiên đến Nguy Sơn Đảo, hai người đến Nguy Sơn Đảo về sau lựa chọn trạm thứ nhất không phải trấn chính phủ, cũng không phải Nguy Sơn Đảo bệnh viện. Bọn hắn muốn đi quốc gia nghỉ phép khu hạng mục bộ chỉ huy nhìn nhìn, cái này cũng không tại dự an bài trước quá trình bên trong. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian cho Phạm Lý Đạt gọi điện thoại, đoạn thời gian gần nhất đều âu sầu thất bại Phạm Lý Đạt chính ở bên hồ câu cá, nghe nói lãnh đạo tới, cuống quýt thu dọn đồ đạc hướng trở về. Phạm Lý Đạt trở về coi như kịp thời, hắn chân trước vừa tới, Phó Quốc Dân bọn hắn chân sau đã đến. Bởi vì văn lữ cục thành lập, bọn hắn hạng mục này bộ chỉ huy tình cảnh phi thường xấu hổ, trong thành phố không có minh xác bọn họ có phải hay không thuộc về văn lữ cục, cũng không có minh xác nói bộ chỉ huy muốn hay không hủy bỏ. Phạm Lý Đạt hiện tại hối hận nhất liền đã tới nơi này, nếu như lưu tại cục du lịch, chí ít văn lữ cục phó cục trưởng trên danh sách sẽ có hắn. Hiện tại tốt, treo hạng mục bộ chỉ huy tổng chỉ huy chức vụ, cụ thể làm cái gì cũng không biết, hạ bột nhân viên công tác càng là không hiểu ra sao. Cũng không biết công việc làm như thế nào khai triển. Trong thành phố thành lập cái này bộ chỉ huy dự tính ban đầu là muốn vĩ mô bố cục, thống nhất điều tiết khống chế, làm tốt cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu kiến thiết giám sát chỉ huy công việc, nhưng về sau định vị tiến hành điều chỉnh, công việc chủ yếu là cân đối cùng Tế Châu ngành tương quan quan hệ, mọi người bù đắp nhau, làm được tập hợp ưu thế tài nguyên, thống nhất điều phối, không làm lặp lại hạng mục, ngăn chặn lãng phí. Lần này điều khiển tinh vi tương đương tướng ban sơ giao phó quyền lực của bọn hắn đè rụt. Tuy nói Đông Châu cùng Tế Châu cấp lãnh đạo trên mặt cân đối không tệ, ký tên không ít cộng đồng kiến thiết cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu văn kiện, nhưng chứng thực đến công tác cụ thể bên trên, hai bên chân chính câu thông không nhiều, trên cơ bản đều là làm theo ý mình. Kỳ thật đây cũng là khó mà tránh khỏi, dù sao hai tòa thành thị lệ thuộc vào khác biệt tỉnh, đều có các phát triển quy hoạch, đều có các lợi ích nhu cầu, tương hỗ hợp tác nói đến dễ dàng, làm rất khó khăn. Cứ như vậy Phạm Lý Đạt phụ trách hạng mục này bộ chỉ huy liền thành cái bài trí, văn lữ cục thành lập về sau, hắn nguyên bản trông cậy vào bộ chỉ huy một lần nữa thuộc văn lữ cục, mình trở về đảm nhiệm phó chức, nhưng là không biết làm sao, lãnh đạo đem cái này bộ chỉ huy đem quên đi, lại càng không cần phải nói hắn cái này phó sự cấp cán bộ. Phạm Lý Đạt nguyên trông cậy vào chính sử cũng biến thành xa không thể chạm, cũng là thông qua chuyện lần này hắn hiểu được mình tại lãnh đạo thành phố trong mắt cái rắm cũng không bằng. Phạm Lý Đạt đến Nguy Sơn Đảo công tác thời gian mặc dù không dài, nhưng là cải biến rất lớn, nhất là màu da phương diện, bởi vì cơ hồ mỗi ngày đều kiên trì ngoài trời câu cá nguyên nhân, phơi rất đen. Lý Ngọc Sơn cùng Phạm Lý Đạt rất quen, mặc dù như thế lần đầu tiên cũng thiếu chút không thể đem Phạm Lý Đạt nhận ra, Phạm Lý Đạt chào đón cùng Phó Quốc Dân nắm tay, Phó Cục trưởng, chào mừng ngài đến chỉ đạo công việc. 1. Phó Quốc Dân bởi vì trường kỳ tại Đông Châu chú kinh bản công việc. Cho nên hắn cùng Đông Châu bản địa những này trung tầng cán bộ không quen, hắn tại chú kinh bản công việc chủ yếu là phục vụ tại lãnh đạo, về phần những này cùng cấp hoặc là so với hắn cấp đừng muốn thấp cán bộ, trừ phi rất có tiềm lực, hoặc là hắn hữu tâm tương giao, hơn phân nửa cũng không nhận ra.
Lý Ngọc Sơn giới thiệu nói, Phạm Lý Đạt đồng chí, đi qua tại Cục Du lịch gánh làm phó cục trưởng, năng lực làm việc phi thường đột xuất. Hắn nói lời nói này thời điểm chính mình cũng muốn cười, Phạm Lý Đạt nổi danh nhất chính là Tửu Lượng, con hàng này có Cục Du lịch thứ nhất Tửu Tiên xưng hào, không phải nói hắn có thể uống, mà là uống rượu xong về sau sự tình gì cũng dám hứa. Phó Quốc Dân nói, Phạm chủ nhiệm vất vả. Phạm Lý Đạt nói, không khổ cực. Phó Quốc Dân thị sát một chút bọn hắn làm việc hoàn cảnh, nơi này xác thực gian khổ một chút, Hứa Thuần Lương trước đây đã từng ở trước mặt hắn đề cập qua Phạm Lý Đạt người. Phó Quốc Dân cũng bớt thì giờ hiểu rõ một chút, lần này văn lữ cục thành lập mang ý nghĩa trong thành phố muốn tại văn hóa du lịch phương diện trọng điểm phát lực. Phó Quốc Dân cá nhân nhận là quốc gia này cấp du lịch nghỉ phép khu bộ chỉ huy là dư thừa, công năng cùng Hồ Sơn trấn chính phủ tồn tại trùng điệp. Nếu như nói trọng điểm tại cân đối cùng Tế Châu ngành tương quan quan hệ, Phó Quốc Dân cũng cảm thấy không cần thiết chút nào, hai tòa thành thị ở giữa văn lữ phương diện mặc dù có hợp tác bộ phận, nhưng là càng nhiều là cạnh tranh. Tác giả cảm nghĩ, Bạch Tuộc thấy được mọi người phản hồi, cái này mấy chương bởi vì là quá độ chuyển trận, tương đối bình thản một chút, nhưng là một bản tiểu thuyết dài thích hợp làm nền là ắt không thể thiếu, ai cũng không có khả năng cam đoan một quyển sách từ đầu tới đuôi đều là cao trào. Bình thường gặp được loại tình huống này đều sẽ đại lượng đổi mới, nhưng là Bạch Tuộc hơn nửa năm tình trạng hoàn toàn chính xác làm không được, trên muốn chiếu cố lão nhân, hạ phải bồi bạn tử thi đại học, ta có thể làm được không? Đức Trương đã lấy hết toàn lực. Trường Hưng bệnh viện, Nguy Sơn đảo là ban đầu cố sự cũng nên phát sinh, đương nhiên muốn quay chung quanh nơi này tiến hành, còn xin bộ phận độc giả nhiều chút kiên nhẫn, ta từ vừa mới bắt đầu liền nói qua đây là bản tình đời tiểu thuyết, hiểu được tự nhiên hiểu, không hiểu ta cũng không bắt buộc. Chỉ hy vọng chớ ra ác ngôn, tất cả thành khẩn ý kiến ta đều tiếp nhận. Quyển sách viết cho tới bây giờ, ta đều theo chiếu cố định tiết tấu đang tiến hành, mọi người cứ yên tâm, trừ không thể kháng cự lực bên ngoài, sẽ không xuất hiện thái giám hoặc đuôi nát. Tạm định 500 vạn chữ trở lên. Phó Quốc Dân đi vào cấp quốc gia nghỉ phép khu quy hoạch đồ phía trước dừng bước lại, nhìn trong chốc lát, hướng Phạm Lý Đạt nói, chương này quy hoạch đồ cũng bao quát Tế Châu. Phạm Lý Đạt gật đầu nói, lãnh đạo thành phố chỉ thị, chúng ta muốn tại hạng mục này bên trong cùng Tế Châu bù đắp nhau, cân đối phát triển. Phó Quốc Dân nở nụ cười chỉ Tế Châu Thái Bạch Hoa bộ phận, người ta quy hoạch đã sửa lại, nơi này muốn kiến thiết một cái cỡ lớn trên nước nhạc viên, danh xưng châu Á lớn nhất, mùa hè sang năm liền sẽ bắt đầu chín. Phạm Lý Đạt ra đầu siết chặt, sơ sót. Hứa Thuần Lương nói, Tế Châu bên kia không tử tế A hẳn là thông chi chúng ta một tiếng. Chúng ta Nguy Sơn đảo cũng có trên nước nhạc viên hạng mục, đây không phải lặp lại xây dựng. Lãng phí quốc gia tài nguyên, văn lữ phương diện mặc dù không là hắn phụ trách lĩnh vực, nhưng là Hứa Thuần Lương không muốn Phạm Lý Đạt khó xử, nói như vậy là vì hắn giải vây. Phạm Lý Đạt nói, là ta cùng bọn hắn câu thông không đủ, quay đầu ta lập tức an bài điều chỉnh. Phó Quốc Dân nói, không cần, người ta quy hoạch đương nhiên muốn từ tự thân lợi ích xuất phát, căn bản sẽ không cùng chúng ta thương lượng, coi như thương lượng. Cũng không có khả năng bởi vì chúng ta kiến thiết cùng loại hình hạng mục liền thả vứt bỏ. Lý Ngọc Sơn nói, thành thị cùng người, đều là có tư tâm. Phó Quốc Dân cười nói, có tư tâm không sợ, vậy liền cạnh tranh nha, chỉ cần là tốt liền tốt, mọi người không muốn tương hỗ phá, cạnh tranh có thể xúc tiến lẫn nhau tiến bộ phát triển. Nghe lời nghe âm, tất cả mọi người đã hiểu, Đông Châu tại văn lữ phương diện chiến lược bố cục hẳn là lần nữa tiến hành điều chỉnh, đến Phó Quốc Dân loại này cấp bậc. Nói chắc chắn sẽ không là tùy tiện nói, nhất là tại cái này loại công cộng trường hợp. Phạm Lý Đạt tự hỏi nhân sinh, ta mẹ nó đến Nguy Sơn đảo mưu đồ gì? Đều nói người chuyển sống cây chuyển chết, ta mẹ nó đem mình chuyển đến một cái góc chết, nếu như về sau Đông Châu cùng Tế Châu tại văn lữ phương diện đi cạnh tranh lộ tuyến, kia bộ chỉ huy tồn tại còn có ý nghĩa gì? Ta tồn tại còn có ý nghĩa gì? Lãnh đạo thành phố tại văn lữ phương diện chính sách điều chỉnh cũng quá nhanh, lần trước muốn làm bộ chỉ huy. Nói cái gì xong thành trung xây, nên không là vị nào lãnh đạo uống nhiều quá nghĩ ra được a. Phạm Lý Đạt nhìn Hứa Thuần Lương một chút, Hứa Thuần Lương đều cảm thấy Phạm Lý Đạt đáng thương, hiện tại con hàng này cùng cái không có mẹ hài tử, không hiểu thấu liền treo tại trong giữa không trung, không trên không dưới cực kỳ khó chịu. Phó Quốc Dân nói, Phạm chủ nhiệm tại Đông Châu văn lữ hệ thống công việc nhiều năm, người đối chúng ta Đông Châu du lịch tương lai phát triển có đề nghị gì? Phạm Lý Đạt khiêm tốn nói, từ trong thành phố thành lập văn lữ cục đến xem, ta đi qua ánh mắt vẫn là cực hạn. Phó Quốc Dân nói, đừng khiêm nhường nha, người cho lãnh đạo thành phố Đông Châu du lịch đề nghị sách ta cũng nhìn thấy.
Phạm Lý Đạt ra đầu tê dần, kia phần đề nghị sách là Văn Lữ Cục thành lập trước đó hắn cho phân công quản lý lãnh đạo đưa qua, hắn chỉ là nghĩ tại trước mặt lãnh đạo tìm một chút tồn tại cảm, tuyệt không phải nhằm vào Phó Quốc Dân. Phạm Lý Đạt lo lắng Phó Quốc Dân hiểu lầm, cuống quýt giải thích nói, ta kia phần đề nghị sách chỉ là cá nhân quan điểm, làm trò hề cho thiên hạ. Phó Quốc Dân nói, có chút đề nghị rất tốt, nhất là ngươi đưa ra mỹ thực là du lịch một cái trọng yếu tạo thành bộ phận, Đông Châu những năm này tại đại lực chỉnh đốn bộ mặt thành phố đồng thời, cũng ít đi rất nhiều khói lửa nhân gian khí, thủ tiêu nhiều cái chợ đêm, thủ tiêu lộ thiên đồ nướng, cải thiện hoàn cảnh đồng thời cũng mang đến một chút mặt trái ảnh hưởng. Phạm Lý Đạt lúng túng nói, nhất ra chi ngôn, chỗ thiếu sót mong rằng cục trưởng nhiều hơn chỉ ra chỗ sai. Phó Quốc Dân nói, Phạm chủ nhiệm A ta đi qua vẫn luôn tại chú kinh bản, đối Đông Châu bản địa tình huống khẳng định không bằng các ngươi hiểu rõ, trong thành phố thành lập Văn Lữ Cục, muốn phát triển mạnh văn hóa du lịch, chế tạo toàn vực du lịch thành thị, các ngươi đều muốn ra một phần lực A. Nhất định, nhất định, Phạm Lý Đạt lễ phép tính đáp lại, nhưng trong lòng suy nghĩ, ta hiện tại đến tột cùng thuộc về ai lãnh đạo? Ta có phải hay không Văn Lữ Cục? Phó Quốc Dân mãi cho đến rời đi đều không có cho Phạm Lý Đạt giải thích thuộc về vấn đề. Hứa Thuần Lương đem bọn hắn dẫn tới Hồ Sơn trấn chính phủ, Tần Chính Dương cũng qua tới đón tiếp. Ký kết nghi thức định tại 10 rưỡi sáng, ký kết xong phương đại biểu lần lượt đến. Hoan Niên CEO Đường Kinh Luân lần nữa leo lên Nguy Sơn đảo, trong lòng không thắng thổn thức, lần trước đến thời điểm hùng tâm bừng bừng, muốn lợi dụng khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện khởi công lợi tin tức tốt kích thích Hoan Niên tập đoàn giá cổ phiếu, đáng tiếc trời không theo ý người, bị Đại Hằng tập đoàn duy quyền sự kiện đoạt đi danh tiếng. Lần này tới là vì kết thúc công việc. Vô luận như thế nào còn là thông qua Nguy Sơn đảo bệnh viện cầm đi 2 ức, Đường Kinh Luân cho rằng cái này 2 ức là công lao của mình, nếu như không phải mình khởi động khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết, xích đạo vốn liếng là không thể nào hoa 2 ức đến thu mua bọn hắn hạng mục. Triệu Phi Dương nhìn thấy Đường Kinh Luân đã không có đi qua hèn mọn cùng cung kính, trong mắt hắn Đường Kinh Luân chính là một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại, chuyển nhượng hợp đồng ký tên về sau. Mang ý nghĩa Hoan Niên lớn khỏe mạnh hạng mục bên trong có giá trị nhất bộ phận bị bán mất, Hoan Niên lớn khỏe mạnh trở nên càng thêm hữu danh vô thực. Triệu Phi Dương dẫn vào dân doanh vốn liếng mới bắt đầu cũng không nghĩ tới Hoan Niên tập đoàn lại nhanh như vậy xảy ra vấn đề, càng thêm không có nghĩ tới là Trường Hưng bệnh viện lại biến thành Hoan Niên tập đoàn chất lượng tốt nhất tài sản, hắn bắt đầu ý thức được, hiện tại về sau Hoan Niên đối Trường Hưng ỷ lại so Trường Hưng đối Hoan Niên phải mạnh mẽ được nhiều. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hiện thực lại tại lặp đi lặp lại nhắc nhở hắn, lúc trước công tư hợp doanh cũng không công bằng, là Hoan Niên chiếm Trường Hưng bệnh viện tiện nghi, tỉ như trước mắt chuyển nhượng, xích đạo vốn liếng trao 2 ức chuyển để kim là thuộc về Trường Hưng, cùng Hoan Niên tập đoàn không có bất cứ quan hệ nào. Triệu Phi Dương trước kia liền đến, hắn đi trước Nguy Sơn đảo bệnh viện thị sát một vòng, thuận tiện tổ chức một hội nghị, tuyên bố đã an bài tài vụ phát lại bổ sung trước đây khất nợ tích hiệu tiền lương, đối với còn nghi vấn bộ phận cũng làm ra giải thích. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trấn an lòng người, ngàn vạn không thể phức tạp. Triệu Phi Dương yên lặng hạ quyết tâm, hôm nay ký kết về sau, hắn sẽ không còn đến Nguy Sơn đảo tới, không chỉ là bởi vì đã mất đi phân viện, mà là bởi vì nơi này nghiệm chứng hắn thất bại. Sớm tại Nguy Sơn đảo bố cục người kia là Cố Hậu Nghĩa mà không phải mình không thể hoàn thành Cố Hậu Nghĩa lúc trước hoành đồ đại trí, cái này 2 ức là Cố Hậu Nghĩa lưu lại chính trị tiền lãi, cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Triệu Phi Dương cảm thấy một loại sâu nặng cảm giác bị thất bại, nhìn thấy mặt mày hớn hở chậm rãi mà nói Đường Thiên Nhất, nhìn thấy biểu lộ bình tĩnh phong ba không sợ hãi Đường Kinh Luân, hắn ý thức được những người này đối với nơi này hết thảy không có tình cảm, bọn hắn đối Trường Hưng cũng giống như vậy, bọn hắn để ý chỉ có tiền tài. Triệu Phi Dương cho là mình có cần phải cường điệu một chút cái này 2 ức chuyển nhượng kim công dụng, uyển chuyển nhắc nhở Đường Kinh Luân, Trường Hưng 2 kỳ công trình tại nghèo rất mồng tơi. Hiện tại Hoan Niên tập đoàn toàn lực bảo hộ hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết Trường Hưng 2 kỳ công trình tiến độ cũng có chỗ chậm dần. Đường Kinh Luân nói, người cứ yên tâm đi, hiện tại Đông Châu bên này là tập đoàn quan trọng nhất. Triệu Phi Dương kỳ thật cũng minh bạch Đường Kinh Luân quyền lực đang bị Đường Kinh Vĩ không ngừng áp xúc. Đường Kinh Vĩ mặc dù bây giờ không có đối với hắn có đại động tác, nhưng là sớm tối đều sẽ ra tay, dù sao Đường Kinh Luân trước đây bức thoái vị đi là đã phạm vào tối kỵ. Đường Thiên Nhất cùng Hàn Văn Thắng không biết cho tới cái gì vui vẻ chủ đề, hai người không chút kiêng kỵ cười ha hả, Triệu Phi Dương nhíu mày, chính muốn nhắc nhở bọn hắn một câu, nhưng không đợi hắn nhắc nhở, hai người tiếng cười liền im bặt mà dừng, bởi vì Hứa Thuần Lương đi vào phòng nghỉ.
Cái này hai hàng đều tại Hứa Thuần Lương thân bên trên bị thua thiệt, nhìn thấy Hứa Thuần Lương là thật cười không nổi. Hứa Thuần Lương nhìn cũng chưa từng nhìn hai người bọn họ, trực tiếp đi hướng Đường Kinh Luân nói, Đường Tổng, ngài cũng tới. Đường Kinh Luân nói, chuyện trọng yếu như vậy ta không đến sao được a? Hứa Thuần Lương cười nói, tha thứ ta nói thẳng, 200 triệu liền đem tốt như vậy hạng mục bán đi, các ngươi đi một bước cờ dở a. Đường Kinh Luân thầm mắng người này cuồng vọng lại dám giáo huấn ta. Hắn cười lạnh nói, chúng ta cũng nghĩ đặt chân bản địa trường kỳ phát triển, đáng tiếc hiện thực không cho phép a. Có câu nói thế nào, gọi cường long không ép địa đầu xà, các ngươi Hồ Sơn trấn tình huống quá phức tạp đi. Hứa Thuần Lương ha ha cười nói, còn có câu nói gọi không phải mãnh long không qua sông, Đường Tổng, ngài đây là muốn đem thua chạy trách nhiệm đều đẩy cho chúng ta Hồ Sơn trấn, cái này nhưng không công bằng, mọi thứ nghĩ thêm đến chính mình vấn đề, không hiểu được tổng kết sai lầm, về sau sẽ còn tại cùng một vấn đề trên thất bại, thái độ như vậy các ngươi tập đoàn là đi không xa. Đường Thiên Nhất nghe không nổi nữa, tại trước mặt bằng hữu cũng nghĩ phơi bày một ít mình không sợ, tập đoàn chúng ta cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Từ khi có ít người đi vào Hồ Sơn trấn liền không ít cho chúng ta hạ ngáng chân. Hứa Thuần Lương chuyển hướng Đường Thiên Nhất, ánh mắt lãnh khốc thấy hắn không rét mà run, ngươi tới làm gì? Đường Kinh Luân nói, Thiên Nhất là phụ tá của ta. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, Hoa Niên tập đoàn đi đến hôm nay quả nhiên là có nguyên nhân. Đường Thiên Nhất đỏ mặt lên, ngươi có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương khinh thường nói, nghe không hiểu tiếng người có phải không? Đường Kinh Luân vỗ vỗ Đường Thiên Nhất bả vai để hắn chấn định, hắn đối đứa cháu này hiểu rõ vô cùng, thành sự không có bại sự có dư, căn bản cùng người ta Hứa Thuần Lương không phải một cái đẳng cấp, kỳ thật Đường Thiên Nhất mình cũng là mạnh chứa dũng khí, hắn cũng không dám cùng Hứa Thuần Lương xung đột chính diện. Triệu Phi Dương cũng cho rằng Hoa Niên đi bước cờ dở, nhưng là Hứa Thuần Lương không nên công khai nói ra, ai không sĩ diệt, xuyên phá tầng này giấy chẳng tốt cho ai cả. Hắn cười nói, Thuần Lương a. Mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, đừng tổn thương hòa khí. Hứa Thuần Lương cười nói, Triệu Viện yên tâm, ta không theo hắn so đo, đúng, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đến hội nghị thất chuẩn bị ký kết đi. Triệu Phi Dương đứng dậy, Đường Kinh Luân để Đường Thiên Nhất chớ cùng lấy đi qua, ký kết trọng yếu như vậy trường hợp, cũng đừng lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Hứa Thuần Lương cũng không có đi ký kết hiện trường, lúc đầu nhân vật chính của hôm nay cũng không phải là hắn. Cho người khác khiêng kiệu sự tình hắn không có nhiều hứng thú, chuyện kế tiếp là xích đạo vốn liếng cùng Hoa Niên tập đoàn ở giữa đánh cờ. Mặc Hàm sẽ không thống khoái đem 2 ức giao cho Hoa Niên, căn cứ mới nhất bổ sung điều lệ, bên trong sẽ có 5.000 vạn làm bảo hộ kim đánh vào Hồ Sơn Trấn chính phủ chỉ định tài khoản, chờ đến hạng mục thuận lợi giao tiếp về sau trải qua Hồ Sơn Trấn chính phủ đồng ý mới có thể chuyển cho Hoa Niên tập đoàn. Đường Kinh Luân mặc dù cho rằng 5.000 vạn tiền đặt cọc có hơi nhiều, nhưng là hiện tại bọn hắn ở vào bị động, cò kè mặc cả chỗ trống cũng không nhiều. Văn Lữ cục trưởng phó quốc dân một nhóm chứng kiến lần này ký kết quá trình, cùng ngày Đông Châu đài truyền hình cũng phái ra phỏng vấn tổ, trong tin tức chủ nhiệm Tiết Mỹ Chân tự mình dẫn đội. Tần Chính Dương cũng có chút buồn bực, không hiểu rõ vì cái gì radio vì sao để cho lần này ký kết nghi thức như thế lớn chú ý, về sau mới biết được, phó quốc dân đảm nhiệm Văn Lữ cục trưởng về sau, đầu tiên cùng Đông Châu radio đạt thành chiều sâu hợp tác hiệp nghị. Bọn hắn hợp tác liên quan đến rộng khắp, từ ký kết chiến lược hợp tác hiệp nghị đến chế tạo du lịch mục đích sản phẩm, lại đến chế tạo du lịch nhãn hiệu hạng mục IP, lại đến định chế tiết mục hoặc trực tiếp, hình thức nhiều mặt, quy mô có lớn có nhỏ, trình độ sâu có nông có, song phương sẽ trong tương lai tìm tòi thích hợp lẫn nhau giai đoạn phát triển các loại phương thức hợp tác. Tiết Mỹ Chân người ký tên đầu tiên trong văn kiện bên ngoài hái tổ phụ trách phỏng vấn chính là Mã Tây, Mã Tây gần nhất cũng là thời giờ bất lợi. Từ khi chủ trì Triệu Phi Dương hôn lễ ra bất nhã chiếu sự kiện, khiến cho hắn đầy bụi đất, đài truyền hình nội bộ thông báo phê bình, Mã Tây cũng tạm dừng người chủ trì công việc, trong đài cân nhắc đến ảnh hưởng không tốt, tạm dừng hắn chủ trì mấy cái tiết mục. Tiết Mỹ Chân cùng Mã Tây tư giao rất tốt, để hắn tạm thời tới trước bên ngoài hái tổ công việc. Mã Tây hôm nay nhìn thấy Triệu Phi Dương thời điểm còn chủ động cho hắn lên tiếng chào, nhưng Triệu Phi Dương không có phản ứng hắn, Mã Tây cảm xúc nhiều ít thụ điểm ảnh hưởng. Chủ trì xong ký kết nghi thức, tranh thủ thời gian tản bộ đi ra bên ngoài rút khói. Tại hành lang trên gặp Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương nói, Mã lão sư tốt. Mã Tây đối Hứa Thuần Lương không có nhiều ấn tượng, còn tưởng rằng là mình nào đó fan, cười cười nói, ngươi nhìn ta tiết mục a. Hứa Thuần Lương nói, không có, ta lần trước gặp ngươi vẫn là tại Triệu Phi Dương trong hôn lễ.
Mã Tây nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liếm, hết chuyện để nói, thật sự là phiền muộn đây này. Lúc này Tiết Mỹ Chân ra tìm Mã Tây, bên trong công việc vẫn chưa xong đâu Mã Tây thế mà chạy đến hút thuốc, Tiết Mỹ Chân thúc giục hắn tranh thủ thời gian đi vào. Mã Tây sau khi đi vào, Tiết Mỹ Chân hướng Hứa Thuần Lương cười cười, Hứa Trấn Trưởng, vừa rồi ta làm sao không có gặp ngươi. Hứa Thuần Lương nói, xem lại các ngươi đài truyền hình tới ta liền rút lui, con người của ta không thích lên TV. Tiết Mỹ Chân nhớ tới kinh nghiệm của hắn nhịn không được bật cười, kỳ thật ngươi rất thượng kính. Hứa Thuần Lương nói, về sau gặp được đánh võ phiến đạo diễn giúp ta giới thiệu a. Tiết Mỹ Chân cười đến càng phát ra vui vẻ, nàng lĩnh giáo qua Hứa Thuần Lương thủ đoạn, lần trước bởi vì đưa tin nhà máy rượu suối nước nóng sự kiện bị đài lãnh đạo lên án mạnh mẽ một trận, sau tới vẫn là dùng lộ ra ánh sáng Hán Nguyên suối nước nóng làng du lịch vi quy sự kiện đưa nhập đội, mới tính được là đến người này thông cảm. Hiểu Tuệ Sinh cái tiểu tử béo, ta hôm qua còn cùng với nàng video tới. Tiết Mỹ Chân chủ động nhắc tới Triệu Hiểu Tuệ lấy rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Hứa Thuần Lương nói, nàng có nói gì hay không thời điểm về nước. Tiết Mỹ Chân lắc đầu, không nói, nàng hiện tại sinh sống rất thoải mái, đoán chừng hai năm này trọng tâm đều là nuôi dưỡng hài tử, đáng tiếc, Hiểu Tuệ như thế điều kiện tốt. Hứa Thuần Lương nói, ai cũng không thể đương cả một đời người chủ trì, nàng đi, có thể tiếp tục bồi dưỡng người mới a. Tiết Mỹ Chân nói, ngươi là không biết. Chúng ta Đông Châu đài truyền hình căn bản lưu không được nhân tài ưu tú, Hiểu Tuệ đi, thật vất vả bồi dưỡng được tới một cái Tô Tình, nàng cũng đi, ta nghe nói người cùng Tô Tình cũng rất quen thuộc a. Hứa Thuần Lương dám đoán chắc Tiết Mỹ Chân không phải trùng hợp nhắc lên Tô Tình liền là bởi vì chính mình nguyên nhân rời chức, đài truyền hình nội bộ có không ít người đều biết, Tiết Mỹ Chân thân là trong tin tức người phụ trách không có khả năng không có nghe thấy. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta là bạn tốt. Theo ta được biết lúc trước Tô Tình đến Đông Châu chủ yếu là vì chiếu cố phụ thân, không phải lấy điều kiện của nàng ít nhất phải lưu tại cấp tỉnh truyền hình. Tiết Mỹ Chân đối Hứa Thuần Lương cách nhìn biểu thị tán đồng, Tô Tình vô luận bên ngoài điều kiện vẫn là khống chàng năng lực đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, nàng tổng hợp năng lực thậm chí vượt qua Triệu Hiểu Tuệ. Tiết Mỹ Chân nói, nàng hiện tại đi tỉnh đài, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Trò chuyện khởi Tô Tình về sau. Hứa Thuần Lương Phương mới ý thức tới từ khi Tô Tình rời đi về sau, bọn hắn rất ít liên hệ. Hứa Thuần Lương đổi chủ đề, Tiết tỷ, các người đài truyền hình cùng mới thành lập văn lữ cục quan hệ không tệ a. Tiết Mỹ Chân nói, hiện tại đạt thành song phương chiều sâu quan hệ hợp tác, hiện tại đề xướng các bộ môn trợ giúp lẫn nhau, trong thành phố đại lực tinh giản cơ cấu, hôm nay ba cục hợp nhất thành lập văn lữ cục, chưa chừng ngày mai radio chữ nhật lữ lại sát nhập nữa nha. Hứa Thuần Lương nói, ta đều không nghĩ tới trong thành phố đối văn lữ công việc coi trọng như vậy. Tiết Mỹ Chân nói, chẳng những là Đông Châu, những thành thị khác cũng giống như vậy, văn lữ là một tòa thành thị mặt bài, quan hệ đến đối ngoại tuyên truyền cùng thành thị hình tượng, về sau văn lữ cục địa vị khẳng định sẽ càng ngày càng trọng yếu. Nàng nhìn một chút chung quanh nhỏ giọng nói, người cùng phó cục rất quen a. Hứa Thuần Lương cười cười, hết thảy đều không nói bên trong. Tiết Mỹ Chân nói, tốt như vậy quan hệ. Người muốn giỏi về lợi dụng a. Hứa Thuần Lương trong lòng minh bạch nàng chỉ là cái gì, lại nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói, Tiết tỷ có ý tứ là. Tiết Mỹ Chân nói, chẳng lẽ ngươi dự định tại Hồ Sơn trấn công việc cả một đời. Hứa Thuần Lương nói, ta tới nơi này làm việc ngắt đầu bỏ đuôi cũng liền một tháng, lại nói ta là điều tạm thân phận, trước mắt ta biên chế còn tại Trường Hưng. Trường Hưng bệnh viện, Tiết Mỹ Chân nhếch miệng nói, tha thứ ta nói thẳng, Trường Hưng bệnh viện không có tiền đồ. Lúc này Triệu Phi Dương cũng từ bên trong ra, Tiết Mỹ Chân cùng Hứa Thuần Lương liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời lộ ra chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ý cười, quả nhiên không thể tùy tiện nói người khác nói xấu, cái này nói chuyện, chính hạng người liền xuất hiện. Triệu Phi Dương hướng Hứa Thuần Lương nói, Thuần Lương, ngươi tới đây một chút. Hứa Thuần Lương cùng Tiết Mỹ Chân một giọng nói, hướng Triệu Phi Dương đi đến. Thuận lợi sao? Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu, ký kết quá trình coi như thuận lợi. Mang ý nghĩa từ hôm nay trở đi vô luận là Trường Hưng vẫn là Hoa Niên đã cùng Nguy Sơn đảo bệnh viện lại không bất kỳ quan hệ gì. Triệu Phi Dương nói, kia 5.000 vạn tiền đặt cọc là ngươi nghĩ ra được chủ ý a. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng đừng oan uổng ta, các ngươi hai nhà từ đạt thành hiệp nghị đến ký kết, ta toàn bộ hành trình đều không có tham dự, ta nhiều nhất là cái nhân chứng. Triệu Phi Dương thở dài nói, vô luận như thế nào chuyện này đều đã qua một đoạn thời gian. Ngươi về sau còn dự định về Trường Hưng sao?
Hứa Thuần Lương hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta còn về được sao? Triệu Phi Dương đã sớm rõ ràng tiểu tử này sẽ không trở về, hắn rời đi Trường Hưng về sau làm hết thảy cho thấy, con hàng này căn bản không có ý định quay về lối, đáng giận nhất là Trường Hưng hiện tại còn phải đưa cho hắn tiền lương. Triệu Phi Dương nói, ta còn đánh giá thấp năng lực của ngươi, đối với ngươi mà nói Trường Hưng căn này miếu vẫn là nhỏ. Hứa Thuần Lương nói, miếu không quan tâm lớn nhỏ, mấu chốt tại hương hỏa phải chăng tràn đầy. Triệu Phi Dương nở nụ cười, hắn vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai nói, chúc sự nghiệp ngươi thuận lợi, tiền đồ như gấm. Nói xong câu đó, hắn liền cáo từ rời đi, Triệu Phi Dương liền một khắc đều không muốn ở chỗ này các loại, hắn đã không có là Nguy Sơn đảo phân viện mang đến cải biến, cũng không có từ cái này lấy được cái gì, nếu như nói cứng có, vậy chỉ có thể là thật sâu tiếc nuối. Lần này thất bại để Triệu Phi Dương tỉnh táo, hắn càng gia tăng hơn cách nghĩ phải hoàn thành Hoa Niên tại Đông Châu đầu tư hạng mục. Vô luận là Trường Hưng hai kỳ vẫn là hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện đều không cho sơ thất, nếu như lại ra cái gì sai lầm hắn đối với mình đều khó mà đã thông báo đi, mang ý nghĩa hắn dốc hết sức thúc đẩy hình thức đầu tư cổ phần cải cách sẽ cuối cùng đều là thất bại. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu xích đạo vốn liếng cùng Mộc Thiên tập đoàn không thể nghi ngờ trở thành lần này chuyển nhượng lớn nhất người được lợi. Mộc Thiên tập đoàn giám đốc Vương Hoành Phong có mặt lần này ký kết nghi thức, về sau khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục sẽ từ bọn hắn toàn diện tiếp nhận. Hắn trước mặt mọi người tuyên bố, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục sẽ một lần nữa khởi động, tại vốn có trên cơ sở tiến hành hoàn toàn mới thiết kế, hợp tác mới là Bình Hải Trung Nhật Hữu Hảo Bệnh viện. Bình Hải Trung Nhật Hữu Hảo Bệnh viện là tại Bình Hải xếp hạng 5 vị trí đầu tổng hợp tam giác bệnh viện, đẳng cấp muốn so Trường Hưng bệnh viện cao hơn không ít. Vương Hoành Phong tuyên bố tin tức này là tại ký kết nghi thức sau khi hoàn thành, hắn giới thiệu sơ lược một chút tương lai quy hoạch, xây thành bệnh viện là Trung Nhật Hữu Hảo hạng mục. Tập hợp trị liệu, dưỡng lão, an dưỡng, bảo vệ sức khỏe, hưu nhàn làm một thể, chế tạo toàn phương vị khỏe mạnh trung tâm. Sau khi xây xong bệnh viện chẳng những đối diện trong nước lão niên quần thể phục vụ, sẽ còn đưa ánh mắt về phía hải ngoại, phục vụ tại hải ngoại có được dưỡng lão an dưỡng quần thể. Tần Chính Dương nghe Vương Hoành Phong giới thiệu, nhịn không được hướng bên người Phó Quốc Dân nói, đây là muốn chế tạo quốc tế hóa an dưỡng trung tâm. Phó Quốc Dân nói, có thể kiếm tiền của người ngoại quốc đồng thời mở rộng quốc tế ảnh hưởng cũng không tệ. Bởi vì có Hoa Niên tập đoàn vết xe đổ, Tần Chính Dương lòng vẫn còn sợ hãi nói, bánh vẽ cho dù tốt cũng cần chứng thực. Phó Quốc Dân cười nói, bọn hắn lưng tựa xích đạo vốn liếng ngươi lo lắng cái gì? Ta nhìn ngươi chân chính cần muốn cân nhắc vấn đề là bọn hắn địa phương có đủ hay không dùng. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, Đường Kinh Luân nghe Mộc Thiên tập đoàn quy hoạch, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Nhất là nghe được người ta đồng thời đầu tư liền đạt tới 1 tỷ, âm thầm cảm khái không phải là của mình năng lực không được, là không bột đố gột nên hồ, nếu như có thể cho mình 50 ức đầu nhập lớn khỏe mạnh hạng mục, hắn không tới 3 năm liền có thể để Hoa Niên lớn khỏe mạnh độc lập đưa ra thị trường. Hoa Niên cuối cùng vẫn là Đường Kinh Vĩ Hoa Niên, hắn đi qua dung không được mình, về sau vẫn là đồng dạng. Trước mắt hắn không hề động mình không phải là bởi vì hắn rộng lượng, mà là bởi vì Hoa Niên nguy cơ tứ phía. Hắn còn đằng không xuất thủ đến, thế cục bức bách hắn không thể không tạm thời bảo trì tầng quản lý ổn định. Là thời điểm lựa chọn rút lui, Đường Kinh Luân yên lặng tự nhủ. Trưa hôm đó Hồ Sơn Trấn chính phủ làm chủ yến các phương khách quý, Hoa Niên một phương không ai có mặt, ký tên chuyển nhượng hợp đồng về sau mang ý nghĩa bọn hắn cùng Nguy Sơn đảo lại không có bất kỳ cái gì liên quan, lấy thất bại người thân phận có mặt người khác tiệc ăn mừng là một loại giày vò, cũng là đối bọn hắn lớn nhất trào phúng. Mặc Hàm đối dạng này mở tiệc chiêu đãi cũng không có chút nào hứng thú, ủy thác Vương Hoành Phong toàn quyền đại diện. Tần Chính Dương đối hôm nay ký kết toàn bộ hành trình biểu thị hài lòng, hắn lúc đầu cảm thấy Hứa Thuần Lương là cái lớn nhất không xác định nhân tố, dù sao người này cùng Hoa Niên vẫn luôn không đối thủ, còn tốt Hứa Thuần Lương hôm nay tương đối phối hợp. Trong bữa tiệc Tần Chính Dương đơn độc cùng Hứa Thuần Lương uống một chén, đương nhiên hắn uống chính là nước, khen, Thuần Lương, cách cục càng lúc càng lớn. Hứa Thuần Lương cười nói, còn không phải ngươi Tần Bí Thư có phương pháp giáo dục. Tần Chính Dương nói, lần này có thể giải quyết Nguy Sơn đảo bệnh viện vấn đề, tất cả đều dựa vào ngươi a. Hắn không phải cùng Hứa Thuần Lương khách khí, đích thật là lời từ đáy lòng, nếu như không phải Hứa Thuần Lương thanh Hoa Niên bước đến không đường thối lui Hoa Niên tập đoàn cũng sẽ không như thế thống khoái mà tướng bệnh viện chuyển nhường lại. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không làm cái gì, chính là không quen nhìn Hoa Niên tập đoàn chiếm mao. Tần Chính Dương cười khổ nói, minh bạch, minh bạch. Ngăn cản con hàng này nói tiếp, chính ăn cơm đâu.
Lúc này Phạm Lý Đạt khoan thai tới chậm, kỳ thật buổi sáng Hứa Thuần Lương liền hướng hắn đưa ra mời, nhưng là Phạm Lý Đạt cảm thấy mình cùng chuyện này không quan hệ, giữa trưa chạy tới ăn cơm tính chuyện gì, sau tới vẫn là Phó Quốc Dân lại gọi điện thoại, hắn lúc này mới tới, không phải không cho người ta mặt mũi, là cảm thấy tại công chúng trường hợp ngượng nghịu gương mặt này. Hứa Thuần Lương an bài hắn đi Phó Quốc Dân ngồi xuống bên người, cũng là đang cho hắn sáng tạo cơ hội, để hắn nhiều tiếp xúc một chút đang hồng lãnh đạo. Phạm Lý Đạt minh bạch khổ tâm của hắn, nhưng là vẫn xấu hổ. Phó Quốc Dân nhớ tới một sự kiện, hướng Phạm Lý Đạt nói, Phạm chủ nhiệm, cuối tuần có cái cả nước văn hóa cùng du lịch thị trường quản lý công tác hội nghị tại Nam An Huy Quá Minh Hồ tổ chức, chúng ta Đông Châu Văn Lữ Cục cũng phái ra đội ngũ xâm thêm tỉnh đoàn đại biểu, trong tỉnh chỉ định 3 cái trọng điểm thành thị tiến hành phát biểu, trong đó có chúng ta, chủ yếu chính là liên quan tới Nguy Sơn Hồ Quốc gia du lịch nghỉ phép khu kiến thiết khâu, người tương đối quen thuộc tình huống. Cùng ta cùng một chỗ qua đi tham dự đi. Phạm Lý Đạt có chút thụ sủng nhược kinh, hắn là muốn đi, dù sao cùng Phó Quốc Dân nhiều tiếp xúc một chút không có chỗ xấu. Phạm Lý Đạt khiêm tốn nói, ta nhất định chuẩn bị cẩn thận bất quá Nguy Sơn đảo tình huống vẫn là Hồ Sơn Trấn phương diện hiểu rõ nhất. Phó Quốc Dân nói, Tần Bí Thư, ta phải tìm ngươi mượn tiểu hứa dùng mấy ngày. Tần Chính Dương cười nói, người khác ngay ở chỗ này, ta bên này không có bất cứ vấn đề gì. Hứa Thuần Lương nói, Tần Bí Thư, ta nhưng không mang theo dạng này, Nguy Sơn đảo bệnh viện sự tình vừa giải quyết liền vội vàng thanh ta đẩy ra phía ngoài. Tần Chính Dương nói, ta nhưng không nỡ thả, nhưng là lãnh đạo có công việc cần, ta phải lấy đại cục làm trọng. Hứa Thuần Lương lại đi bàn bên cho đài truyền hình đám người kia mời rượu, Mã Tây Thế mới biết cái này tuổi quá trẻ tiểu hỏa tử lại là Hồ Sơn Trấn phó trấn trưởng, gặp hắn du tộc cùng các cấp giữa lãnh đạo nâng ly cạn chén người đến không cự. Biết hắn chẳng những hay nói mà lại thiện uống. Hứa Thuần Lương cho Mã Tây mời rượu thời điểm, Mã Tây tranh thủ thời gian đứng lên, Hứa trấn trưởng khách khí. Hứa Thuần Lương nói, Mã lão sư, ngài gọi ta tiểu Hứa, ta đặc biệt thưởng thức ngài chủ trì phong cách. Mã Tây cũng là người biết chuyện, về sau có chỗ cần hỗ trợ một mực tìm ta. Uống hai chén rượu, chủ động tăng thêm Hứa Thuần Lương WeChat. Cùng ngày ký kết nghi thức thuận lợi kết thúc. Hứa Thuần Lương cùng đi Tần Chính Dương cùng một chỗ đưa tiễn khách nhân. Đợi đến tàu thủy đi xa, Tần Chính Dương như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, Nguy Sơn đảo bệnh viện sự tình cuối cùng đạt được viên mãn giải quyết, hắn cảm khái nói, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, mặc dù quá trình có chút khúc chiết, nhưng kết quả vẫn là tốt, Hoa Niên tập đoàn cuối cùng rời đi. Hứa Thuần Lương nói, đừng quên còn có cái đại hàng đâu, bọn hắn tình huống hiện tại cũng không thể lạc quan, làm không tốt liền làm ra một cái đuôi nát công trình. Tần Chính Dương nói, ta thật sự là không rõ, bọn hắn đã vận doanh khó khăn, vì cái gì không thừa cơ hội này thanh hạng mục tặng cho xích đạo vốn liếng. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ngài hiện tại là hoàn toàn đứng tại xích đạo vốn liếng trên lập trường cân nhắc vấn đề. Tần Chính Dương nói, ta ai lập trường cũng không đứng, chỉ cần bọn hắn thành thật thật chấp hành hợp đồng, thực hiện lúc trước hứa hẹn, ta đối tất cả mọi người đối xử như nhau. Hứa Thuần Lương nói, trong thành phố muốn phát triển mạnh văn lữ sự nghiệp. Nguy Sơn đảo là quan trọng nhất, ngoại trừ Hoa Niên tập đoàn loại này thiển cận tầng quản lý, ai bỏ được từ bỏ tốt như vậy hạng mục, tới tay thịt mỡ đều bỏ được ném đi. Tần Chính Dương nói, xem ra Hoa Niên gặp phải cũng không phải vấn đề nhỏ, đúng, Thuần Lương, xích đạo vốn liếng bên kia xin độc nhất vô nhị khai phát nhà máy rượu suối nước nóng, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Thuần Lương nói, cái này cũng không thể đáp ứng bọn hắn, không phải lại là một cái sinh thái vòng ném tập đoàn. Tần Chính Dương gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, một khi thanh suối nước nóng tài nguyên giao cho bọn hắn độc nhất vô nhị vận doanh, tệ nạn liền sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện, chúng ta không thể tại cùng một nơi ngã quỵ hai lần. Hứa Thuần Lương nói, theo ta được biết hiện tại có không ít nhà đầu tư đối suối nước nóng cảm thấy hứng thú, Hiển Hồng Nông Trường cũng chuẩn bị cùng chứ danh mắt xích khách sạn hợp tác, khai phát suối nước nóng khách sạn hạng mục. Tần Chính Dương cười tủm tỉm nhìn qua Hứa Thuần Lương, hai người nghĩ đến cùng một chỗ. Nhất định phải dẫn vào cạnh tranh cơ chế, vô luận xích đạo vốn liếng thực lực như thế nào hùng hậu cũng không thể để bọn hắn một nhà độc đại, suối nước nóng nước tài nguyên nhất định phải một mực khống chế tại trấn chính phủ trong tay, tại Hồ Sơn trấn quyết không cho phép lũng đoạn phát sinh. Tần Chính Dương nói, phó cục có phải hay không muốn đem người điều đến văn lữ cục đi? Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, ta không có nghe hắn nói qua, hôm nay để cho ta đi tham gia hội nghị ta cũng cảm thấy rất đột nhiên. Tần Chính Dương nói, văn lữ cục là ba cục hợp nhất, hắn lại là một cái không hàng cán bộ, muốn đem công việc sắp xếp như ý chỉ sợ không dễ dàng như vậy.
Hứa Thuần Lương biết Tần Chính Dương nói đến đều là tình hình thực tế, phó quốc dân trước mắt tại Văn Lữ Cục kỳ thật chính là cái quang can tư lệnh, đừng nhìn Lý Ngọc Sơn đối với hắn không phải thường khách khí, nhưng là chưa hẳn tâm phục, phó quốc dân chính sử vẫn là vừa vừa nhắc lên, mà Lý Ngọc Sơn đã sớm là chính sử, liền nói phó cục trưởng Tiếu Đông, người ta đi qua mặc dù là cục văn hóa khảo cổ phó cục trưởng, nhưng là hắn cũng là chính sử, nếu như không có ba cục hợp nhất, năm nay cục văn hóa khảo cổ cục trưởng liền là của hắn rồi. Hai người này hiện tại cũng là chức cao thấp phối, đối vừa mới mài chính phó quốc dân chắc chắn sẽ không chịu phục. Phó quốc dân vấn đề lớn nhất là hắn quá khứ là Đông Châu chú kinh bản phó chủ nhiệm, vẫn luôn ở kinh thành công việc đối Đông Châu bản địa tình huống cũng chưa quen thuộc, mà Văn Lữ công việc lại vừa vặn yêu cầu đối thành thì cực kỳ thấu hiểu, còn muốn đối Đông Châu mảnh đất này tràn ngập tình cảm. Mà đây chính là phó quốc dân làm người lên án địa phương, vợ của hắn hài tử đều ở kinh thành, sớm đã chuyển thành kinh thành hộ khẩu. Kỳ thật đa số người đều xem không hiểu Chu thư ký đối phó quốc dân phân công, cho rằng phó quốc dân khẳng định ở sau lưng đã làm nhiều lần công việc. Hứa Thuần Lương nói, lão phó trưởng kỳ tại chú kinh bản công việc, rất được lãnh đạo tín nhiệm. Tần Chính Dương nở nụ cười, Hứa Thuần Lương câu nói này nói đến chỗ mấu chốt, lãnh đạo cho rằng ngươi đi, không được cũng được, lãnh đạo nếu là cảm thấy ngươi không được, đi cũng không được. Hắn nhắc nhở Hứa Thuần Lương, vẫn là xử lý cái chính thức thủ tục đi. Biên chế cũng không thể một mực lưu tại Trường Hưng. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài là sợ ta bị Văn Lữ Cục cho đào đi. Tần Chính Dương nói, người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, người nếu là có tốt hơn chỗ, ta tuyệt đối tán thành, chắc chắn sẽ không cho ngươi chế tạo bất kỳ chướng ngại. Đối Hứa Thuần Lương sử dụng bên trên, Tần Chính Dương không phải thường cẩn thận, tiểu tử này là thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt nhưng hoành tảo thiên quân, nhưng nếu như dùng không tốt, rất có thể sẽ thương tới tự thân. Triệu Phi Dương chính là có sẵn ví dụ. Hứa Thuần Lương đi nhà máy rượu dạo qua một vòng, Vương Phương Điền đã trở về, đang cùng Đinh Tứ, Phổ Kiến nói chuyện phiếm. Đinh Tứ nói, Hứa Trấn Trưởng, hôm nay ký kết còn thuận lợi sao? Hứa Thuần Lương gật đầu nói, hết thảy thuận lợi, từ hôm nay trở đi Nguy Sơn đảo bệnh viện mảnh đất kia thuộc về Xích Đạo vốn liếng. Đinh Tứ nói, kia, ta có phải hay không muốn để công trình đội rút lui trận A? Hắn trông mong nhìn qua Hứa Thuần Lương, kỳ thật tại Hứa Thuần Lương trước khi đến, bọn hắn cũng đang thảo luận chuyện này, dựa vào Hứa Thuần Lương cùng Mặc Hàm quan hệ, giống như Lưu Dụng khả năng lớn hơn. Hứa Thuần Lương cười nói, tạm thời còn không biết, bất quá ngươi yên tâm, Hoan Niên tập đoàn đáp ứng ngươi công trình khoản một phân tiền đều không thể thiếu. Vương Phương Điền nói, tiểu Hứa, ta đã hướng Hoan Niên đưa thư từ chức, bọn hắn đồng ý. Hứa Thuần Lương nói, hạng mục đã đổi nhà đầu tư. Ngươi rời đi Hoa Niên cũng là chuyện tốt, bất quá Mặc Hàm. Hứa Thuần Lương lời còn chưa nói hết, Mặc Hàm cùng Vương Hoành Phong cùng nhau tới. Phổ Kiến cùng Đinh Tứ cơ hồ tại đồng thời đứng lên, Mặc Tổng tới. Hứa Thuần Lương nhìn qua cái này hai hàng, có thể a, đây rõ ràng là muốn cướp lấy quy hàng tiết tấu. Mặc Hàm nói, đều tại a, vừa vặn có chuyện tìm các ngươi. Nàng trước hướng Vương Hoành Phong giới thiệu Vương Phương Điền. Vương Hoành Phong hướng Vương Phương Điền vươn tay ra, Vương công ngài tốt ngài thiết kế phương án ta cẩn thận nghiên cứu qua, đối ta rất có dẫn dắt, ta thưởng thức người thiết kế lý niệm, bất quá tại chi tiết khả năng còn muốn làm ra một chút điều cả. Vương Phương Điền nói, ta là tại bọn hắn vốn có thiết kế trên cơ sở tiến hành cải tiến, kỳ thật ta còn có một bộ càng tiên tiến phương án. Vậy thì tốt quá, có thể hay không cho ta nhìn một chút? Đương nhiên có thể. Vương Phương Điền cùng Vương Hoành Phong đi xưởng bên trong lâm thời khu làm việc nghiên cứu thiết kế phương án. Hứa Thuần Lương đối loại kia chuyên nghiệp sự tình không có hứng thú gì, hướng Mặc Hàm cười cười nói, các người đây là định đem Vương công cũng hợp nhất rồi. Mặc Hàm nói, Hoa Niên có thể cho đãi ngộ ta cũng có thể cho, xem ở ngươi Hứa Trấn Trưởng trên mặt mũi ta cũng không thể bắt hắn cho mở. Hứa Thuần Lương nói, đừng nói như vậy, giải quyết việc chung, không có bất kỳ cái gì người có thể nhờ vào nhân tình mà thoát. Các ngươi nếu là cảm giác đến người ta có tài hoa liền mướn, ta cũng không nhận ngươi phần nhân tình này. Mặc Hàm nhịn không được bật cười, ánh mắt chuyển hướng Đinh Tứ nói, Đinh Tổng, ta hướng Mộc Thiên tập đoàn đề cử các ngươi đỉnh lập kiến thiết, ngươi cũng đi cùng Vương Tổng hảo hảo nói chuyện đi. Đinh Tứ mừng rỡ, cái này Mặc Hàm nhìn lạnh lùng như băng, nhưng là vẫn có tình vị, Đinh Tứ cũng phi thường minh bạch, người ta cùng mình không có giao tình tất cả đều là xem ở Hứa Thuần Lương phân thượng, Đinh Tứ một giọng nói tạ ơn đứng dậy đi. Phổ Kiến nhìn một chút Mặc Hàm lại nhìn một chút Hứa Thuần Lương, ý gì, ta có phải hay không cũng muốn đi. Hứa Thuần Lương nói, không ai ngăn đón ngươi.
Phổ Kiến nói, Mạc Tổng, người dự định an bài cho ta điểm cái gì công việc? Mạc Hàm nói, người kinh thành bên kia rất bận, ngàn vạn đừng chậm trễ ngươi sinh ý. Phổ Kiến thở dài nói, đúng vậy, ta thỏa mãn. Đứng dậy đi suối nước nóng bên kia tản bộ, không chậm trễ đôi cậu nam nữ này trò chuyện tao. Mạc Hàm nói, các ngươi Hồ Sơn trấn chơi đến một tay cân bằng thuật, đem chúng ta Xích Đạo vốn liếng dẫn vào cục, lại không có ý định cho chúng ta độc nhất vô nhị vận doanh quyền. Hứa Thuần Lương cười nói, người khác không rõ ràng, người còn không rõ ràng lắm, nếu như không phải ta, người cũng nhặt không đến như thế đại nhất tiện nghi, thỏa mãn người thường vui vẻ, ai cũng không thể thanh chỗ tốt đều chiếm hết, dù sao cũng phải lưu cho người khác một ngụm canh uống. Mạc Hàm lông mi đen dài phiến bỗng nhúc nhích, tựa như gió xuân bên trong rung động hồ điệp cánh, Đông Nghiễm Sinh muốn tại nông trường của hắn kiến thiết khách sạn sự tình ngươi biết không? Hứa Thuần Lương nói, có nghe thấy, bất quá cái này cùng các ngươi thật giống như không có gì cạnh tranh đi, người ta làm là khách sạn nghiệp, các ngươi là khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, không liên quan nhau. Mạc Hàm nói, mọi người bình an vô sự tốt nhất. Lần này cả nước văn hóa cùng du lịch thị trường quản lý công tác hội nghị là Đông Châu Văn Lữ Cục lần thứ nhất hoàn toàn mới biểu diễn. Phó Quốc Dân đối hội nghị phi thường trọng thị, hắn tự mình tham dự, tại hộ tống nhân viên lựa chọn bên trên có điểm không đi đường thường, ngoại trừ lái xe Tiểu Mạnh bên ngoài đồng hành hai người đều là ngoại viện. Phạm Lý Đạt một đã sớm tới cửa tiểu khu, đứng tại gió lạnh trung đẳng 20 phút, nhìn thấy cục du lịch chiếc kia màu xám GL8, ba cục hợp nhất về sau, tất cả cỗ xe cũng gom vào văn lữ cục dưới cửa thống nhất điều phối. Ô tô dừng hẳn về sau, Tiểu Mạnh xuống tới giúp hắn cầm hành lý. Tiểu Mạnh đi qua chính là cục du lịch lái xe, cùng Phạm Lý Đạt rất quen, hắn cười hô, Phạm cục tốt. Phạm Lý Đạt làm ho hai tiếng, Tiểu Mạnh lúc này mới ý thức được mình xưng hô sai, tranh thủ thời gian sửa lời nói, Phạm chủ nhiệm, ngài lên xe trước, đồ vật giao cho ta là được. Phạm Lý Đạt lên xe, Phó Quốc Dân đã ngồi ở bên trong, cười nói, lão Phạm, chờ thời gian rất lâu đi. Phạm Lý Đạt nói, ta vừa mới đi ra ngoài, kỳ thật ngài không cần tới tiếp ta. Ta trực tiếp đi trong đám cùng mọi người sẽ cùng là được. Phó Quốc Dân nói, vẫn là đến cửa nhà thuận tiện, lại nói cũng tiện đường. Phạm Lý Đạt ngồi xuống về sau nói, Tiểu Hứa còn chưa tới. Phó Quốc Dân nói, ta để hắn trong nhà chờ lấy, nhanh tới chỗ lại gọi điện thoại cho hắn. Phạm Lý Đạt hỏi một chút Hứa Thuần Lương địa chỉ, nghe nói hắn ở tại ẩn hồ quan để, trong lòng không khỏi cảm thán, đây chính là Đông Châu số 1 số 2 hào trạch khu. Nghĩ không ra tiểu tử này ra cảnh tốt như vậy. Ô tô khởi động về sau Phạm Lý Đạt cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi một câu, Phó Cục, còn có những người khác sao? Phó Quốc Dân lắc đầu nói, không có, liền bốn người chúng ta. Phạm Lý Đạt trong lòng có phổ, Phó Quốc Dân đây là muốn coi hắn là thành người một nhà phát triển. Phó Quốc Dân mở ra cặp công văn, từ đó lấy ra một phần văn kiện đưa cho hắn. Phạm Lý Đạt triển khai xem xét, là một phần nghị định bổ nhiệm. Bổ nhiệm hắn là văn lữ cục phó cục trưởng, phân công quản lý văn hóa sản nghiệp, du lịch thị trường, hạng mục kiến thiết, chiêu thương dẫn tư, nhân tài đưa vào công việc, phụ trách cục tài vụ công việc phụ liên và văn hóa sản nghiệp công việc, phụ trách du lịch thị trường an toàn sản xuất công việc, phân công quản lý du lịch cùng sản nghiệp khoa. Văn kiện ngày là hôm qua, nói cách khác trong thành phố vừa mới quyết định để hắn trở về văn lữ cục, Phạm Lý Đạt kích động mặt đỏ dần, trong lúc nhất thời không biết ứng làm như thế nào biểu đạt lòng cảm kích. Phó Quốc Dân nói, ta hướng trong thành phố đề cử ngươi, lão Lý cùng lão Tiêu bọn hắn đi qua một cái chủ quản văn hóa, một cái phụ trách văn vật, du lịch phương diện không có chuyên gia không thể được, ngươi là cục du lịch lão đồng chí, tại cương vị lãnh đạo nhiều năm, nghe Tiểu Hứa nói ngươi năng lực làm việc cũng phi thường đột xuất. Lái xe Tiểu Mạnh nghe đến đó có chút muốn cười, cái này Phạm Lý Đạt uống rượu năng lực phi thường đột xuất, năng lực làm việc thế nào hắn cũng không rõ ràng, dù sao đi qua cục du lịch tất cả mọi người là hỗn. Đông Châu bản thân cũng không phải thật sao thành phố du lịch. Phạm Lý Đạt nói, Phó Cục yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống đất, cái này may mắn mà có Hứa Thuần Lương đề cử, mình cùng Phó Quốc Dân ở giữa cũng không có sâu như vậy giao tình. Phó Quốc Dân nói, lãnh đạo thành phố cho ta gánh rất nặng, bọn hắn muốn tại trong vòng 5 năm thanh Đông Châu chế tạo thành toàn vực thành phố du lịch, người đối Đông Châu du lịch hoàn cảnh so ta muốn rõ ràng. Chúng ta đừng nói tại cả nước, coi như tại Bình Hải du lịch thu nhập cũng xếp tại cuối cùng, ngoại trừ Hán văn hóa giống như không có gì hấp dẫn chỗ của người khác. Phạm Lý Đạt thở dài nói, Đông Châu cũng không phải là cái thành phố du lịch, danh sơn đại xuyên, lịch sử di tích cổ,
chúng ta cơ hồ cái gì đều không chiếm, nhiều nhất chính là đào than đá còn lại sụp đổ khu, còn có mấy cái quy mô không lớn hán mộ. Phó quốc dân nói, cho nên a, ta dự định vẫn là từ Nguy Sơn đảo tiến hành đột phá, mượn kiến thiết cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu gió đông, từng bước một thanh chúng ta Đông Châu du lịch làm lớn làm mạnh. Phạm Lý Đạt nói, ngài yên tâm về sau ngài hướng chỗ nào chỉ, ta liền hướng chỗ nào đánh, nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Lái xe Tiểu Mạnh ở phía trước nghe, câu nói này giống như đã từng quen biết, tốt như quá khứ Phạm Lý Đạt liền đối trước Nhâm cục trưởng Tần Tân Lập nói qua, đập cấp trên mông ngựa không mất mặt, nghĩ đập đều đập không lên mới mất mặt. Tiểu Mạnh đem xe dừng ở ẩn hồ quan để đại môn bên cạnh, không đợi hắn dừng hẳn, một bảo vệ liền chạy tới, ra hiệu hắn đem xe ngừng xa một chút, đừng ảnh hưởng cỗ xe ra vào. Tiểu Mạnh có chút buồn bực, mình lại không ngăn chặn bọn hắn cửa ra vào, làm sao lại ảnh hưởng cỗ xe ra vào rồi. Phó quốc dân để hắn đem xe lui về sau một chút, không đáng cùng bảo an lý luận, bất quá bởi vậy nhưng nhìn nhân gia cấp cao cư xá quản lý là phi thường nghiêm khắc. Hứa Thuần Lương từ trong tiểu khu ra bên người còn đi theo một cái lão đầu, Phạm Lý Đạt nhận ra là Hứa Trường Thiện Hứa lão gia tử, hắn tranh thủ thời gian từ trên xe bước xuống. Hứa Trường Thiện có luyện công buổi sáng thói quen, biết cháu trai muốn ra ngoài họp, cho nên bồi tiếp hắn đi ra ngoài. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Phạm Lý Đạt cùng phó quốc dân đều đi ra, hướng ra ra cười nói, ra ra, ta cùng ngài nói cái gì, để người ta trông thấy không tốt, đều cảm thấy ta không có lớn lên đâu. Hứa Trường Thiện nói, đưa cháu của ta thế nào? Phó quốc dân cùng Phạm Lý Đạt đều nghênh tới chào hỏi, Hứa Trường Thiện để bọn hắn mau lên xe trên đường lái xe cẩn thận. Ô tô mở ra một khoảng cách, Hứa Thuần Lương quay đầu nhìn thấy Gia Gia vẫn là đứng tại chỗ cũ. Phó quốc dân nói, các ngươi hai người tình cảm thật tốt. Hứa Thuần Lương nói, là Gia Gia thanh ta nuôi dưỡng thành người. Phó quốc dân thanh Phạm Lý Đạt trở về văn lữ cục tin tức nói, Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian chúc mừng. Phạm Lý Đạt tiếu trục nói mở, ngoài miệng nói đa tạ phó cục hỗ trợ, trong lòng chân chính nghĩ cảm tạ người là Hứa Thuần Lương, nhưng là không thể tại loại trường hợp này nói, dù sao bọn hắn lần này họp muốn cùng một chỗ ngốc một tuần thời gian, có rất nhiều cơ hội. Phó quốc dân nói, tiểu Hứa A, có hứng thú hay không đến chúng ta văn lữ cục công việc A? Hứa Thuần Lương cười nói, ta cái này vừa tới Hồ Sơn Trấn không bao lâu, cái mông đều không có thanh ghế ngộ nóng đâu. Phạm Lý Đạt nói, Thuần Lương, ta cảm thấy phó cục đề nghị có thể cân nhắc, lấy năng lực của ngươi, Hồ Sơn Trấn quá nhỏ, Đông Châu văn lữ cần ngươi. Hắn cũng hy vọng Hứa Thuần Lương tới làm việc với nhau, Hứa Thuần Lương đi Hồ Sơn Trấn thời gian mặc dù không dài, nhưng là đã để xích đạo vốn liếng tiến vào Nguy Sơn đảo, đuổi đi chiếm hầm cầu không gãy phân hoa niên tập đoàn. Phạm Lý Đạt có tự mình hiểu lấy, mình không có năng lực thanh Đông Châu văn lữ làm, nhưng là hắn tin tưởng Hứa Thuần Lương có năng lực như thế. Phó quốc dân nói, người tại Hồ Sơn Trấn cùng người văn kiện đến lữ cục cũng không mâu thuẫn, muốn tại thể chế bên trong đi được lâu dài, cơ sở rèn luyện là ắt không thể thiếu, ta hiện tại cũng không tốt để ngươi rời đi Hồ Sơn Trấn, bất quá, ngươi nhân sự hồ sơ có thể từ trường hưng điều văn kiện đến lữ cục, biên chế rơi vào văn lữ cục, ngươi có thể tiếp theo tại Hồ Sơn Trấn làm ngươi phó trấn trưởng, vẫn là điều tạm quan hệ, chỉ là đổi cái đông ra, ngươi suy tính một chút. Phạm Lý Đạt nói, cái kia còn dùng cân nhắc à? Loại cơ hội này đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm a. Hứa Thuần Lương cười nói, Phạm ca, ngài nhanh như vậy liền bị phó cục thu mua, hiện tại là giúp đỡ hắn lừa phỉnh ta a. Mấy người đồng thời nở nụ cười. Phó quốc dân nói, ta cũng không phải lắc lư ngươi, văn lữ cục vừa mới tổ kiến, chúng ta thiếu khuyết một cái dám đánh dám liều mãnh tướng, Nguy Sơn đảo kiến thiết là trong khoảng thời gian này văn lữ cục công việc trọng điểm, ngươi văn kiện đến lữ cục, ta có thể cho ngươi lớn nhất tự do, có bất cứ chuyện gì, ta cùng lão Phạm thay ngươi chỗ dựa. Hứa Thuần Lương nói, ngài đều biểu hiện ra như thế lớn thành ý, ta nếu là cự tuyệt, đây chẳng phải là không biết điều. Hắn xem như đã nhìn ra, phó quốc dân lần này ra họp chính là có dự mưu, hắn là mượn lấy cơ hội lần này thanh mình vòng quan hệ dựng lên, cấp lãnh đạo phương diện có Phạm Lý Đạt làm hô ứng, công tác cụ thể phương diện hắn muốn lợi dụng mình thanh này khoái đao. Không thể không nói phó quốc dân vẫn là có biết nhân chi có thể, một cái hảo hán ba cái giúp, chớ nhìn hắn là văn lữ cục người đứng đầu, nếu như không nhanh chóng thành lập được mình vòng quan hệ, nghĩ trưởng khống như thế lớn cơ cấu cũng rất khó. Phó quốc dân thuận lợi làm xong hai người trợ giúp, trong lòng cũng là phi thường thư sướng, ngay tại vui vẻ thời điểm, lão bà gọi điện thoại tới, rõ ràng cảm xúc có chút kích động, trong điện thoại liền kêu la, một nữ nhân độc tự mang hài tử, khẳng định sẽ có cảm xúc,
Phó quốc dân cũng không dễ dàng, cách xa như vậy còn phải đối điện thoại cười làm lành mặt. Hứa Thuần Lương cùng Phạm Lý Đạt chỉ coi không nghe thấy, Phạm Lý Đạt nhắm mắt dưỡng thần, Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra cho Mai Như Tuyết phát cái hôn biểu lộ. Không bao lâu Mai Như Tuyết liền hồi đáp một nải hôn gió. Thuận buồm xuôi gió, Mai Như Tuyết biết hắn trước kia tiến về Nam An Huy họp sự tình, mặc dù nghĩ đến tiễn hắn, lại sợ bị người nhìn đến, người tại thể chế bên trong, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ. Hứa Thuần Lương trở về một đầu, bây giờ liền bắt đầu nhớ ngươi. Ta cũng thế. Văn tự so trò chuyện chỗ tốt nhất chính là có thể đem buồn nôn nói thoải mái nói ra, đổi thành mặt đối mặt, Mai Như Tuyết mới sẽ không dễ dàng biểu lộ. Đằng sau Phó Quốc Dân tâm lý khai thông công việc còn chưa làm xong, hắn đáp ứng các loại mở xong ngay lập tức sẽ trở lại kinh thành một chuyến. Phạm Lý Đạt nhắm mắt lại, kỳ thật Phó Quốc Dân điện thoại ngoại phóng thanh âm rất lớn, cặp vợ chồng đối thoại hắn đều nghe được rõ ràng, hắn đối vị này người lãnh đạo trực tiếp hiểu rõ lại sâu hơn một tầng. Làm nửa ngày giống như ta là cái thê quản nghiêm a. Hứa Thuần Lương ngón tay ấn đến nhanh chóng, người cảm thấy ta đi văn lữ cục thế nào? Mai Như Tuyết hồi phục, Phó Quốc Dân chiêu mộ đả thủ. Hứa Thuần Lương có chút muốn cười, tay chân cái từ này dùng đến tương đối tinh diệu, cũng phù hợp khí chất của hắn, nếu không ta đi khu công nghệ cao tiếp nhận Mai Bí Thư lãnh đạo. Như người loại này không thuộc hạ nghe lời ta cũng không thích. Ta không nghe người khác lời nói. Còn có thể không nghe ngươi Mai Bí Thư. Mai Bí Thư để cho ta làm cái gì ta làm gì. Ngoan. Mai Như Tuyết phát cho hắn một cái hôn biểu lộ. Hứa Thuần Lương một kích động, ngón tay trượt đi, phát trương tiểu hoàng đồ, tranh thủ thời gian trơn tru rút về, cũng không biết Mai Bí Thư nhìn không nhìn thấy. Ta nên rời giường chuẩn bị đi làm. Từ câu nói này phán đoán, Mai Bí Thư đại khái suất là nhìn thấy. Hứa Thuần Lương có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại phát một chương, lần này cố ý không có rút về. Mai Như Tuyết cho hắn trả lời một câu, bao ở tay của ngươi. Hứa Thuần Lương lý trực khí tráng trả lời, ai bảo ngươi không giúp ta. Không có rảnh để ý đến ngươi, làm việc cho tốt. Hứa Thuần Lương thu hồi điện thoại, phát hiện Tiểu Mạnh đang len lén liếc mình, ta nói ngươi an tâm lái xe già nhìn lén ta làm gì đồ chơi. Tiểu Mạnh cười bắt chuyện nói, cùng bạn gái nói chuyện phiếm đâu. Làm sao ngươi biết? Tiểu Mạnh nói, ngươi cười đến tương đối mập mờ. Đằng sau vừa ngủ Phạm Lý Đạt vừa đúng bổ một đao, dùng chúng ta Đông Châu bản địa nói chính là ngươi cười đến tương đối tao. Lần này tất cả mọi người nở nụ cười. Nam An Huy Thái Minh Hồ ở vào Y Sơn dưới chân, Thái Minh Hồ ở vào Lư Giang đến Y Sơn Hoàng Kim Lữ bơi tuyến bên trên, xen vào Y Sơn, Cửu Tử núi ở giữa, bắc cách Phật giáo Thánh địa Cửu Tử Sơn Nam Đại Môn 30 km. Nam cách quốc chi côi bảo Y Sơn Bắc Đại Môn 30 km, vị trí địa lý 10 phần ưu việt. Du lịch tài nguyên phong phú, non sông tươi đẹp được trời ưu ái, nước hồ thanh tĩnh bích thấu, thanh sơn chập trùng liên miên, nước phong thái hiểu điệu, hòn đảo tản mát như châu, bị ca tụng là Trung Hoa phỉ thúy, thế giới Minh Châu. Đông Châu đến Thái Minh Hồ hơn 500 cây số, bọn hắn trước kia xuất phát, giữa trưa liền đã tới Thái Minh Hồ cảnh nội. Phó quốc dân đề nghị bọn hắn không vội mà báo đến. Đi trước bên hồ ăn nơi đó đặc sắc thổ đồ ăn. Phạm Lý Đạt là cái thâm niên ăn hàng, hắn lập tức đề cử Lam Vịnh làng trài, đi qua đã từng tới mấy lần. Tiểu Mạnh một xe đem bọn hắn mang đến lúc đó, chính là ăn cơm buổi trưa cao phong thời đoạn, làng trài nặc lớn trong bãi đỗ xe cỗ xe đều ngừng đến tràn đầy, thật vất vả mới tìm được một cái chỗ đậu xe. Hứa Thuần Lương bọn hắn xuống xe trước, Phó Quốc Dân giãn ra một thoáng hai tay. Ngóng nhìn cách đó không xa xanh như mới rửa Thái Minh Hồ cảm thán nói, chúng ta Đông Châu du lịch tài nguyên lấy cái gì cùng người ta so a, đây chính là đến trời độc dày lão thiên gia thưởng cơm ăn địa phương. Phạm Lý Đạt nói, nơi này cũng là lũ lụt kho cùng chúng ta Đông Châu ẩn Long Hồ không sai biệt lắm. Hứa Thuần Lương lần đầu tới đây, cũng nói một câu lời công đạo, không cách nào so sánh được, đều không cùng đẳng cấp. Phạm Lý Đạt nói, người đừng xem thường chúng ta Đông Châu, ẩn Long Hồ là 5 cấp A. Cái này Thái Minh Hồ mới là cấp 4A. Phó Quốc Dân nói, loại này bình xét cấp bậc không có chút ý nghĩa nào, bên trong nhân tố đông đảo, muốn đem phục vụ nguyên bộ công trình tất cả đều cân nhắc ở bên trong, cũng không phải là đơn thuần lấy cảnh sắc đến đánh giá, nếu như đơn thuần lấy cảnh sắc mà nói, mới được xuyên thanh tàng tùy tiện tìm khối địa phương đều đạt đến 5 cấp A. Phạm Lý Đạt nói, Nam An Huy tại tự nhiên phong quang phương diện viễn siêu chúng ta Bình Hải, tiên thiên không đủ chúng ta chỉ có thể hậu thiên cố gắng. Tự nhiên phong quang không đấu lại, chúng ta liền liều nhân văn cảnh quan.
Bọn hắn đi vào tiệm cơm hỏi một chút, phòng là khẳng định không có, bất quá có thể ở đại sảnh lâm thời cho bọn hắn chi một cái bàn. Dù sao là đến ăn nơi đó thổ đồ ăn, cũng không có ý tứ gì. Phạm Lý Đạt biểu thị cái này bỗng nhiên hắn đến mời, Phó Quốc Dân nói không cần, cũng không phải không có khách lữ hành phí, chỉ cần không phô trương lãng phí là được. Đi vào Thái Minh Hồ, nơi đó tôm cá tất ăn, Phạm Lý Đạt điểm một đầu lớn hoa liên làm một cá ba ăn, cá đều là tại hòm đựng lưới bên trong nuôi, hiện vớt hiện giết, bất quá cái đầu cũng không nhỏ, lại điểm nông gia tịch răm bông, măng làm thịt nướng, nông gia thổ gà con, nước muối tôm, sang đậu phộng mầm, chai cỏ canh. Hứa Thuần Lương một bên đi theo xem náo nhiệt, Phạm Lý Đạt thường xuyên tại ngoại địa chạy, biết nơi đó có chút tiệm cơm không quy củ, đi theo nhìn sưng, hoa liên cân thế mà 12 cân. Dựa theo 38 một cân giá cả, còn cá này liền hơn 400, Phạm Lý Đạt để chủ quán một lần nữa cho chọn một đầu nhỏ, bọn hắn ít người, 6-7 cân cá liền đầy đủ ăn. Không nghĩ tới chủ quán kia thái độ phi thường ngang ngược, lạnh lấy cái mặt nói cho Phạm Lý Đạt, bọn hắn nơi này hoa liên liền không có nhỏ, người yêu có ăn hay không, không muốn ăn liền đi nhà khác. Đi ra ngoài bên ngoài, lại cùng lãnh đạo cùng một chỗ, Phạm Lý Đạt cũng không muốn sinh sự, đang định nhận xui xẻo thời điểm, Hứa Thuần Lương không vui, chất vấn chủ quán, ta nói ngươi thái độ gì? Cẩn thận ta khiếu nại ngươi, ta liền thái độ này, làm gì? Ngươi yêu có ăn hay không, đều giống như ngươi thiêu tam giản tứ, cá không chịu nổi dày vò, chết ngươi phụ trách a. Hứa Thuần Lương còn muốn cùng hắn lý luận, bị Phạm Lý Đạt cho đẩy đi ra, được rồi, ta đến xử lý, đừng lộ ra, phó cục ở đây. Phạm Lý Đạt cho rằng Hứa Thuần Lương dù sao vẫn là tuổi trẻ, không đáng bởi vì điểm ấy nhỏ sự tình cùng người ta so đo, lớn một chút liền lớn một chút, dù sao cũng là thanh lý. Phạm Lý Đạt bồi cười hỏi chủ tiệm có phải hay không thanh nhựa plastic dương trọng lượng trừ đi, luôn cảm thấy con cá này không có 12 cân, nghĩ không ra cái này hỏi một chút, thanh chủ tiệm triệt để chọc giận, hắn khoát tay áo nói. Không bán, các ngươi nơi khác mà ăn đi, ta liền chưa thấy qua các ngươi khó phục vụ như vậy khách nhân. Phạm Lý Đạt cân nhắc đến Phó Quốc Dân còn ở bên ngoài chờ lấy ăn cơm, không muốn bởi vì việc này hỏng lãnh đạo tâm tình, đè ép hỏa đạo, được, 12 cân liền 12 cân, làm phiền ngươi cho chúng ta bắt chút gấp. Cái này chủ tiệm cũng là sinh ý quá tốt, kiếm lợi ít tiền bành trướng, liếc mắt nói, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao thế. Không bán ta không hầu hạ các ngươi dạng này. Phạm Lý Đạt không thể nhịn được nữa chỉ vào chủ tiệm nói, ngươi chờ đó cho ta. Sao thế, ngươi còn muốn đánh ta? Chủ tiệm hung thần ác sát la hét. Phạm Lý Đạt đầy bụi đất đến đi ra bên ngoài, nhìn thấy Phó Quốc Dân ba người vẫn chờ mang thức ăn lên đâu, Hứa Thuần Lương ngược lại là nghe hắn nói không có tiếp tục lộ ra, cho nên Phó Quốc Dân cùng Tiểu Mạnh đối cứng mới phát sinh sự tình một chút cũng không biết. Hứa Thuần Lương nhìn mặt hắn sắc liền biết con hàng này khẳng định bị khinh bỉ, cái này có thể trách ai? Trách chỉ có thể trách mình uất ức, gặp được loại này không công bằng đối đãi thời điểm nhất định phải kiên định duy quyền, đa số người đều là lấn yếu sợ mạnh. Phạm Lý Đạt còn chưa tới cùng bọn hắn giải thích, phục vụ viên mang theo một đám khách nhân đến đây, cái này vội vã đuổi bọn hắn. Phó Quốc Dân không hiểu ra sao nói, tình huống như thế nào. Chúng ta tới trước. Phạm Lý Đạt nói, Phó Cục, hắn chỗ này không có gì đồ ăn, nếu không chúng ta đổi một nhà. Phó Quốc Dân cũng là người biết chuyện, từ phục vụ viên không thân thiện thái độ đã đoán được xảy ra chuyện gì, hắn nhẹ gật đầu, hắn cũng cho là nên dàn xếp ổn thỏa, dù sao không phải tại Đông Châu bản địa, mà lại bọn hắn đều là có thân phận cán bộ quốc gia, không đáng cùng loại này cảnh khu quán cơm nhỏ chấp nhặt. Hứa Thuần Lương nghĩ phát tác, Phạm Lý Đạt lặng lẽ bóp bóp hắn cánh tay, Hứa Thuần Lương minh bạch hắn ý tứ, được, vậy liền đổi một nhà. Hôm nay cho lão Phạm một bộ mặt. Mấy người đứng dậy đi vào bãi đỗ xe nhìn thấy xe của bọn hắn bị một cỗ công nông ba lượt cho chắn bên trong, Tiểu Mạnh đi tìm phụ trách bãi đỗ xe lão đầu quái nhãn lật một cái, chỉ nói mình không biết, muốn đem lái xe ra đi tìm khách nhân khác chuyển xe A. Hắn cũng không chịu trách nhiệm hỗ trợ tìm, ai để bọn hắn không có ở trong tiệm ăn cơm, không thu bọn hắn phí đỗ xe cũng không tệ rồi. Mấy người đều rõ ràng đây nhất định là chủ quán cơm dở trò quỷ, Tiểu Mạnh thở phì phò nói. Cái này không phải cố ý gây chuyện sao? Phạm Lý Đạt nói, ta tìm bọn hắn lão bản đi. Phó Quốc Dân biểu thị muốn đi nhà cầu. Hứa Thuần Lương chủ động đưa ra cùng hắn cùng đi, hai người trải qua mỏ cá địa phương, Hứa Thuần Lương hỏi Phó Quốc Dân, có thuốc lá không? Phó Quốc Dân móc ra một gói thuốc lá, Hứa Thuần Lương muốn một điếu thuốc đốt. Phó Quốc Dân nhớ kỹ hắn không hút thuốc lá,
có chút hiếu kỳ nói, lúc nào học được hút thuốc lá? Hứa Thuần Lương nói, ngài đi nhà vệ sinh, ta chờ ngươi. Phó Quốc Dân nói, ngươi không đi. Hứa Thuần Lương lắc đầu, ta nhìn một lát cá. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn xem lão bản ở nơi đó lắc lư mới tới khách nhân, chủ tiệm ý thức được có người đang nhìn hắn, cũng quay đầu lại hướng Hứa Thuần Lương nhìn lại, ánh mắt hung ác, biểu lộ cực kỳ bất thiện. Hứa Thuần Lương thở dài, hít một hơi thuốc lá tất cả đều phun ra, hắn sẽ không hút thuốc, cũng không có ý định học. Chủ tiệm chỉ vào hắn nói, người hút thuốc cách ta cá đường xa một chút. Hứa Thuần Lương cố ý gõ gõ khói bụi theo gió phiêu tán, 89/10 đều rơi xuống cá đường bên trong. Nói ngươi đâu, đừng đem khói bụi lấy tới ta cá đường bên trong. Hứa Thuần Lương cười nói, nơi này lại không chỉ ta một người hút thuốc, ngươi chỉ ta làm gì? Ngươi cá hư dễ như vậy, rút điếu thuốc còn có thể chết sao thế? Ngươi tại sao không nói những này cá đều là chết đuối? Lúc này một đầu lớn hoa liên đảo bạch cái bụng nâng lên, Hứa Thuần Lương tựa như phát hiện đại lục mới một dạng chỉ vào đầu kia lớn hoa liên nói, lật cái bụng, người nguyên lai bán cá chết à. Người nói hưu nói vượn, ta bán đều là sống cá. Nói đều chưa nói xong, lại có hai đầu hoa liên lật ra bạch cái bụng, một đầu tiếp lấy một đầu. Phó Quốc Dân lúc đi ra, chủ tiệm vòng đến kia phiến thủy vực đã lít nha lít nhít hiện lên mảng lớn cá chết, Phó Quốc Dân cho là mình nhìn lầm, nháy nháy mắt. Vững tin phát sinh đều là hiện thực, cá còn là một đầu tiếp lấy một đầu đi lên bốc lên, không chỉ là hoa liên, cá đường bên trong cái khác tôm cá cua cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bên ngoài chết nhiều cá như vậy, khách bên trong cũng nghe nói, toàn đều đi ra xem náo nhiệt, vừa nhìn thấy tràng diện này, đều cảm giác sợ nổi da gà, tất cả mọi người chạy sống cá tới, cá đường bên trong chết nhiều như vậy cá, ai có thể bảo chứng chủ quán cho bọn hắn trên chính là sống cá, đâu còn dám ở lại ăn cơm. Không có tính tiền khách nhân lần lượt rời đi, thanh toán vây quanh chủ tiệm muốn thuyết pháp, yêu cầu hắn lui khoản, yêu cầu hắn bồi thường. Chủ tiệm cái nào gặp qua loại tràng diện này, vừa rồi vinh vang đắc ý hoàn toàn không thấy, hèn mọn giống cái quy tôn tử, đối diện ngàn người chỉ trỏ, hắn cũng không dám cứng rắn đòn khiêng, phàn nàn cái mặt mo liên tục chịu tội. Phó Quốc Dân hỏi Hứa Thuần Lương tình huống như thế nào, Hứa Thuần Lương lắc đầu biểu thị mình không biết rõ tình hình. Đoán chừng lão bản này chuyện xấu làm nhiều rồi bị thiên khiển. Phó Quốc Dân trong lòng tự nhủ may không có ở chỗ này ăn cơm, vạn nhất ăn cá chết chúng độc chẳng phải là phiền phức. Chủ tiệm cắn răng làm ra cho khách nhân lui khoản quyết định, hắn tuyên bố quyết định thời điểm vẫn không quên giải thích, mọi người xin yên tâm, cá của ta không có vấn đề, hẳn là tăng dưỡng cơ hỏng, cá thiếu dưỡng. Dẹp đi đi, ta nhìn ngươi con cá này chính là chúng độc, ăn xảy ra vấn đề ta không tha cho ngươi. Chủ tiệm hướng Hứa Thuần Lương nhìn lại, tiểu tử này một mặt cười trên nỗi đau của người khác, hắn chỉ vào Hứa Thuần Lương hét lớn, chúng độc cũng là ngươi làm, ngươi hướng ta cá đường bên trong đạn khói bụi, cá của ta bị nicotine độc chết. Hứa Thuần Lương ha ha cười nói, đi mẹ nó, có chứng cứ ngươi đi cáo ta à? Phó Quốc Dân vỗ vỗ bờ vai của hắn, chủ tiệm khí cấp bại phôi, không đáng cùng loại người này chấp nhặt. Bởi vì khách nhân không chia lìa mở, bãi đỗ xe trống ra hơn phân nửa. Tiểu Mạnh nhẹ nhõm liền đem lái xe ra. Phạm Lý Đạt đi hiện trường nhìn một chút cá chết, mừng rỡ không ngậm miệng được, mới vừa rồi bị bại hoại tâm tình hoàn toàn chữa khỏi, mặc dù cười trên nỗi đau của người khác không đúng, nhưng điếm lão bản kia là đáng đời không may, ai bảo hắn phách lối như vậy. Tiểu Mạnh nói, có câu nói thế nào, gọi ác giả ác báo, cái này chủ tiệm đáng đời không may, hôm nay tổn thất lớn rồi đi. Hứa Thuần Lương cảm thán nói, đáng tiếc những cái kia cá. Con hàng này một mặt thương xót chi sắc, kỳ thật chính là hắn làm. Phó Quốc Dân nói, kỳ quái a, ta đi nhà cầu công phu làm sao cá đều đã chết. Hứa Thuần Lương nói, có phải hay không bị ngài nước tiểu cho hạ độc chết. Phó Quốc Dân cười nói, ta nhổ vào, ta có độc như vậy sao? Phạm Lý Đạt nói, Tiểu Mạnh, phía trước ngừng một chút, nhà kia nông ra đồ ăn cũng không tệ. Trải qua vừa rồi phong ba, Phó Quốc Dân đã không có tâm tình. Khoát tay áo nói, vẫn là trực tiếp đi khách sạn đi, đại hội thống nhất có sắp xếp, chúng ta ban đêm lại đi ra ăn cơm. Ngủ lại khách sạn là Minh Hồ Chi Châu, cấp 5 sao, các phương diện công trình đều rất không tệ, bọn hắn đi vào đánh dấu đài đánh dấu nhận chìa khóa, dựa theo đại hội quy định, phó sự cấp trở lên mới có thể đơn độc một cái phòng, Hứa Thuần Lương chỉ là cái khoa viên cấp bậc muốn cùng Tiểu Mạnh một cái tiêu ở giữa. Bất quá gian phòng điều kiện đều rất tốt, Hứa Thuần Lương nhận một phần nhật trình biểu. Giữa chưa có tiệc đứng,
ban đêm là tập thể ăn liên hoan, nói tóm lại trên cơ bản không cần mình dùng tiền. Trải qua một phen dày vò, Phó Quốc Dân hơi mệt chút, để mọi người riêng phần mình ăn cơm nghỉ ngơi, buổi chiều có thể tự do hoạt động, ban đêm phải tất yếu tham gia thống nhất liên hoan. Hứa Thuần Lương trở về phòng buông xuống hành lý, cùng Tiểu Mạnh cùng đi phòng ăn ăn cơm. Tiệc đứng phẩm loại phi thường phong phú, Hứa Thuần Lương cầm đĩa chọn lựa đồ ăn thời điểm, cảm giác có người đứng tại phía sau hắn. Hứa Thuần Lương cảm giác lực siêu cấp nhạy cảm, nghe được một cỗ nhàn nhạt ưu nhã hoa lan hương, mùi thơm này hết sức quen thuộc, hắn nghĩ tới một người, lại cảm thấy rất không có khả năng, xoay người sang chỗ khác nhìn thấy một cái mỹ lệ nữ hài cười nhẹ nhàng nhìn lấy mình, chính là đã tiến về Nam Giang Tô Tình. Tô Tình nói, không dễ chơi, ta còn muốn dọa ngươi một chút đâu. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cũng không phải dọa lớn, nếu không chúng ta lần nữa tới một lần, ngươi dọa một chút ta. Tô Tình nói, ta cũng không có nhàm chán như vậy. Trùng hợp như vậy à, người đến du lịch vẫn là học. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Tô Tình tuyết trắng phần cổ trên treo phỏng vấn chứng. Tô Tình nói, cả nước văn lữ hội nghị chuyện lớn như vậy tỉnh đài khẳng định phải đến phỏng vấn à. Hứa Thuần Lương nói, người không nói ta đều quên chúc mừng, đi tỉnh vệ thị cũng không nói với ta một tiếng. Tô Tình cười nói, thử việc, ta tính toán đợi thử việc qua ký chính thức hợp đồng sẽ nói cho người biết. Sớm nói cho ngươi, vạn nhất đem người tới nhà thanh ta cho từ, vậy ta rất không bột. Hứa Thuần Lương nói, người ưu tú như vậy, bọn hắn nếu là đem ngươi từ, là bọn hắn không có ánh mắt. Ngươi thật nghĩ như vậy, Tô Tình sáng đôi mắt đẹp tách ra thần thái khác thường, vốn cho rằng đi Nam Giang cách xa Hứa Thuần Lương, liền sẽ từ từ đem hắn quên lãng, nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện, thời gian cùng không gian vẫn không cách nào ngăn cách đối một người tưởng niệm, vừa mới đi vào phòng ăn một khắc này. Nàng lần đầu tiên liền trong đám người thấy được hắn, chỉ bằng bóng lưng của hắn liền nhận ra hắn, đến tột cùng là mình đối với hắn tình hữu độc chung đâu, còn là bản thân hắn cũng quá mức ưu tú, đến đâu mà đều hơn người. Nàng cũng không rõ ràng. Tô Tình chỉ là có chút không tin Hứa Thuần Lương cũng sẽ xuất hiện ở đây, nghe nói Hứa Thuần Lương là Đông Châu mới thành lập văn lữ cục đặc biệt tham dự đại biểu, Tô Tình nhìn không được bật cười, Đông Châu động tác có chút chậm chúng ta Bình Hải 13 cái thị. Liền Trung Ngô Thị Văn Lữ Cục đều thành lập hơn 2 năm. Tô Tình sở dĩ nói như vậy là bởi vì Trung Ngô Thị GDP thứ nhất đếm ngược, mà Đông Châu đứng hàng lão lục, lại được xưng Giang Bắc lão đại, văn lữ phương diện động tác hoàn toàn chính xác quá chậm, bất quá Trung Ngô Thị cái này tiểu lão để cái này 2 năm tiến bộ thần tốc, năm nay lớn sẽ vượt qua Hải Châu chi thế. Hai người lấy tốt cơm trưa, đi vào ngồi xuống một bên, Tô Tình hỏi Hứa Thuần Lương có ăn hay không mì hoành thánh, giúp hắn đi lấy mì hoành thánh. Có một số việc chính là không nói rõ được cũng không tả rõ được, bình thường đều là người khác cho nàng xung xoe, nhưng nhìn thấy Hứa Thuần Lương, chính là xuất phát từ nội tâm nghĩ chiếu cố hắn. Tô Tình bên này vừa đi, bên kia Tiểu Mạnh liền bưng khay hướng Hứa Thuần Lương đi tới, nhìn thấy Hứa Thuần Lương đối diện bàn ăn, một mặt cười xấu xa nói, có người à nha. Hứa Thuần Lương ghét bỏ con hàng này nhiều chuyện, hướng một bên chép miệng, ý là để hắn một bên ngồi đi. Lúc này Phó Quốc Dân cùng Phạm Lý Đạt cũng tới, Tiểu Mạnh thở dài nói, trọng sắc khinh hữu, người được lắm đấy. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ con hàng này có chút bầy không chính vị đưa, ta tính với người bằng hữu gì. Cũng chính là an bài ở tại một gian phòng. Tô Tình lấy mì hoành thánh trở về, hướng Hứa Thuần Lương cười cười nói, muốn hiện nay, xếp hàng rất nhiều người. Hứa Thuần Lương đưa cho nàng một ly bia. Tô Tình nói, ta buổi chiều còn có phỏng vấn. Bận bịu xong công tác lại cùng ngươi uống, dù sao có thời gian. Hứa Thuần Lương nghe được cùng ngươi hai chữ này, trong lòng có điểm ngứa một chút, nguyên bản cảm thấy ba ngày này hội nghị tương đối buồn tẻ không thú vị đâu, Tô Tình xuất hiện để lần này lữ trình tăng thêm không ít tình thú. Hứa Thuần Lương thanh bia lấy tới, uống vào mấy ngụm. Tô Tình nói cho hắn biết, lần này tỉnh văn lữ người đứng đầu cũng đến đây, Bình Hải là kinh tế tỉnh lớn, văn lữ phương diện tự nhiên cũng là không kém. Bất quá cái này cùng GDP cũng kém không nhiều, ba vị trí đầu là Nam Giang, Cô Tô cùng Tân Ngô năm ngoái du lịch thu nhập đều vượt qua 100 tỷ, những thành thị khác đều tại 100 tỷ trở xuống, Đông Châu ở phương diện này lộ ra cùng GDP không ngang nhau, du lịch thu nhập đứng hàng toàn tỉnh thứ 9, vừa qua khỏi 30 tỷ. Lần này văn lữ đại hội, Bình Hải cũng không phải là tất cả thành thị đều tới tham gia, Nam Giang, Cô Tô, Tân Ngô, Yêm Thành. Giang Đô cái này 4 tòa thành thị đều là 100 tỷ trở lên hoặc là tiếp cận 100 tỷ, không nghĩ tới Đông Châu mới 300 ức, thế mà cũng bị trong tỉnh điểm danh tham gia, xem như đại biểu Giang Bắc. Hứa Thuần Lương cho rằng Đông Châu tới chính là đương mặt trái điển hình.
Tô Tình nghe hắn nói như vậy không khỏi nở nụ cười, lần này là cả nước văn lữ đại hội, cũng không phải tỉnh Bình Hải văn lữ đại hội, hẳn là nhất trí đối ngoại không đến mức nội đấu đi. Hứa Thuần Lương nói, Bình Hải 13 thị chưa hề đều là tương hỗ xem thường, Đông Châu vẫn luôn thụ xa lánh hàng rời Bình Hải, ngươi chưa nghe nói qua sao? Tô Tình nói, ngươi có phải hay không dự định đi Đông Châu văn lữ cục công tác? Hứa Thuần Lương cũng không gạt nàng, thành tương lai mình công việc kế hoạch đơn giản nói một lần, Phó Quốc Dân đề nghị rất không tệ, lấy trước mắt hắn cùng Trường Hưng trạng thái, hoàn toàn chính xác không thích hợp tại Trường Hưng tiếp tục lưu lại đi, còn là nhanh chóng nhất đao lưỡng đoạn, đem quan hệ chuyển tới văn lữ cục, hiện tại Đông Châu văn lữ cục vừa mới thành lập, thao tác phi thường dễ dàng. Căn bản không cần hắn đi đi lại, Phó Quốc Dân liền giúp hắn một tay xử lý, lấy văn lữ cục thân phận điều tạm đến Hồ Sơn Trấn. Vẫn đảm nhiệm phó trấn trưởng, chỉ bất quá đổi cái đông ra, điều tạm kỳ đầy hồi văn lữ cục công việc dạng này khẽ đảo đằng, hắn khoa cấp liền không hiển sơn không lộ thủy làm xong. Tô Tình dơ lên một chén trà xanh, lấy trà thay rượu chúc mừng hắn cao thăng. Hứa Thuần Lương nói, cái này không gọi cao thăng, gọi bình điều. Hai người trò chuyện nóng hổi, bên kia Phó Quốc Dân cùng Phạm Lý Đạt cũng không có qua tới quấy giày. Phó Quốc Dân cùng Phạm Lý Đạt thương lượng mấy ngày nay hội nghị phát biểu sự tình, ngày mai buổi sáng đại hội, buổi chiều có cái phân tổ thảo luận, lấy cấp tỉnh làm đơn vị. Phó Quốc Dân vừa mới tiếp nhận văn lữ công việc, cho nên phát biểu sự tình liền phải dựa vào Phạm Lý Đạt. Phó Quốc Dân chủ yếu là lo lắng cho mình tại một bang người trong nghề trước mặt nói ra ngoài nghề nói làm trò cười cho người khác. Phạm Lý Đạt nghe nói tỉnh văn lữ người phụ trách Hình Văn Hổ cũng sẽ tham gia phân tổ thảo luận, lập tức có chút đau đầu. Cái này Hình Văn Hổ là có tiếng không nể tình, đi qua Đông Châu Cục Du lịch tại cấp tỉnh trong hội nghị bị phê không ít, Phạm Lý Đạt lĩnh giáo qua mấy lần, luôn cảm thấy Hình Văn Hổ đối bọn hắn Đông Châu có thành kiến, đương nhiên bọn hắn tại văn lữ phương diện kiến thiết trình độ hoàn toàn chính xác lạc hậu. Phạm Lý Đạt nói, Phó Cục, chúng ta lần này tới đến người có chút ít. Phó Quốc Dân biểu thị tán đồng, những thành thị khác trên cơ bản đều là 7 người trở lên đội hình, còn có chuyên môn mang hình tượng đại sứ cùng theo đoàn phóng viên. Bọn hắn có chút sơ sót, cái này cùng Phó Quốc Dân vừa mới tiếp nhận văn lữ công việc thiếu kinh nghiệm có quan hệ, hắn cho rằng chẳng qua là họp, căn bản không nghĩ tới sẽ làm như thế toàn diện, dù sao cũng là văn lữ công tác hội nghị cũng không phải văn lữ hội trợ, bất quá Phạm Lý Đạt đi qua xử lý phương diện này công việc như vậy nhiều năm. Hẳn phải biết, hắn hẳn là nhắc nhở mình a. Phạm Lý Đạt cười khổ nói, hai năm này cũng không biết làm sao vậy, các nơi văn lữ trong cục quyền nghiêm trọng. Không ít địa phương văn lữ cục trưởng đều tự mình khoác ra trận, thúc ngựa hoành đao, dương cung bắn tên, xuống biển bắt cá múa côn làm bổng, thổi kéo đàn hát, dù sao có thể suy nghĩ đến cũng dám làm người trước. Phó Quốc Dân nói, ý của ngươi là cũng cho ta đập tiết mục ngắn cái chụp tóc trên. Phạm Lý Đạt nói, vậy phải xem ý của ngài. Phó Quốc Dân lắc đầu nói, ta cũng không thành, ta ngược lại thật ra có thể thông suốt được ra ngoài, nhưng ta hình tượng này lên trên một phát. Liền sợ nguyên bản định đến Đông Châu du lịch cũng không tới. Phạm Lý Đạt cười nói, ngài nhưng đừng khiêm nhường, ta cảm thấy ngài vẫn là rất có lực tương tác. Liền Phó Quốc Dân hình tượng này, hắn thực sự không có ý tứ khen anh Tuấn, chỉ có thể hướng bình dị gần gũi trên dựa vào. Phó Quốc Dân nói, Hứa Thuần Lương dáng rất không tệ, nếu không cho hắn một cái làm náo động cơ hội. Phạm Lý Đạt hướng cách đó không xa hai người nhìn thoáng qua, thấp giọng nói. Cô nương kia là chúng ta Đông Châu đài truyền hình người chủ trì Tô Tình a. Phó Quốc Dân lắc đầu, hắn đến Đông Châu công tác thời điểm Tô Tình liền đi, cơ hồ không chút nhìn qua Đông Châu đài truyền hình tiết mục, cũng không biết Tô Tình, bất quá cô bé này rất xinh đẹp, khí chất tự nhiên trà đại phương, Hứa Thuần Lương tiểu tử này chính là cái chiêu phong dẫn điệp mệnh, bên người cô gái xinh đẹp nhiều. Phó Quốc Dân bớt thời gian liên hệ một chút Đông Châu đài truyền hình, để bọn hắn hỗ trợ biên tập một đoạn tuyên truyền video mau chóng phát tới. Giữ lại tại trong hội nghị dự bị, cái này gọi lấy phòng ngừa vạn nhất, thừa dịp còn kịp, nắm chặt tiến đi một chút bổ cứu công việc. Phó Quốc Dân cho rằng Đông Châu tại loại này cả nước tính trong hội nghị chắc chắn sẽ không trở thành điểm sáng, căn cứ hội nghị nhật trình, mấy ngày nay đều là buổi sáng mở đại hội, buổi chiều tiến hành phân tổ thảo luận, phân tổ cũng không cố định, ngoại trừ ngày thứ nhất là bản tỉnh nội bộ thảo luận, về sau đều là xáo trộn trình tự, ngẫu nhiên tổ hợp, mục đích là để các nơi văn lữ bộ môn bù đắp nhau. Lấy thừa bù thiếu tương hỗ học tập. Sáng ngày thứ hai đại hội chính thức tổ chức, hội nghị cường điệu, muốn kiên trì lấy thời đại mới Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội tư tưởng là chỉ đạo, toàn diện quán triệt chứng thực tinh thần, chuẩn xác nắm chắc mới tình thế nhiệm vụ mới, chủ động biết biến ứng biến cầu biến,
thôi động hữu hiệu thị trường cùng có triển vọng chính phủ tốt hơn kết hợp, đề cao thị trường quản lý năng lực hiện đại hóa trình độ, lấy tình cảnh mới tân tác là thúc đẩy văn hóa cùng du lịch thị trường cao chất lượng phát triển. Văn hóa cùng du lịch bộ lãnh đạo chủ yếu, hội nghị tổ chức Nam Hoàn phó thư ký phân biệt tiến hành nói chuyện. Buổi chiều liền tiến vào phân tổ thảo luận khâu, ngày đầu tiên lấy các tỉnh làm đơn vị tiến hành phân chia. Tỉnh Bình Hải hôm nay tới đây tham dự tổng cộng có 7 tòa thành thị, lần này tỉnh Văn Lữ người đứng đầu Hình Văn Hổ tự mình đến đây, cũng đảm nhiệm cùng ngày thảo luận tổ tổ trưởng. Hứa Thuần Lương vẫn là lần đầu tham gia cao như vậy cấp bậc hội nghị, đi theo Phó Quốc Dân cùng Phạm Lý Đạt cùng một chỗ sớm đi tới phòng họp nhỏ, Phạm Lý Đạt hướng Hình Văn Hổ giới thiệu bọn hắn tân nhiệm Văn Lữ Cục trưởng Phó Quốc Dân. Hình Văn Hổ cùng Phó Quốc Dân nắm tay nói, Đông Châu là Bình Hải cái cuối cùng thành lập Văn Lữ Cục, ở phương diện này các ngươi rơi ở phía sau. Phó Quốc Dân cười nói, Hình Bí Thư, tốt cơm không sợ muộn, chúng ta Đông Châu tranh thủ phát sau mà đến trước gắng sức đuổi theo. Hình Văn Hổ nói, có quyết tâm là tốt, hắn đối Đông Châu ấn tượng chính là Văn Lữ kiến thiết trình độ lạc hậu. Mọi người phân biệt ngồi xuống, phòng họp nhỏ là hình bầu dục cái bàn, các thị Văn Lữ cục trưởng phó cục trưởng ngồi xuống. Cái khác tùy hành nhân viên chỉ có thể dựa vào tường ngồi, xem như dự thính, những người này trên cơ bản đều là chữ nhỏ bối. Hứa Thuần Lương tại Phó Quốc Dân sau lưng ngồi xuống, nhìn chung quanh một chút, mình trẻ tuổi nhất, những người khác nhìn không chớp mắt, tụ tinh hội thần nhìn xem đại lãnh đạo. Hình Văn Hổ nói, buổi sáng hội nghị tất cả mọi người tham gia, nói một chút cảm tưởng đi. Lão Dương, người nói trước đi, hắn trực tiếp điểm tên Nam Giang Văn Lữ người phụ trách Dương Kiến Vũ. Trắng trắng mập mập Dương Kiến Vũ cười nói, Hình Bí Thư để cho ta nói, vậy ta liền nói vài lời, chúng ta Nam Giang thị năm ngoái cả năm du lịch tổng thu nhập 1.989. 3 ức nguyên, du lịch tiếp đãi tổng số người 10.334. 65 vạn đợt người, người đồng đều tiêu phí 1.922 nguyên, sáng chế lịch sử mới cao, năm nay tình thế tốt tại năm ngoái, nếu không có gì ngoài ý muốn lại muốn sáng chế lịch sử mới cao. Có thể xác định chính là chúng ta Nam Giang tại từng cái chỉ tiêu trên như cũ vững vàng tỉnh Bình Hải thứ nhất. Hình Văn Hổ nói, Lão Dương, hôm nay là thảo luận hội, không phải khoe thành tích hội, Nam Giang thứ nhất không phải hẳn là sao. Lục Triều Cố Đô, lại là tỉnh lỵ, thứ nhất bình thường, không phải thứ nhất mới không bình thường. Tất cả mọi người nở nụ cười kỳ thật Bình Hải những thành thị khác đối Nam Giang cái này tỉnh lỵ đều là không phục, chiếm tốt như vậy tài nguyên GDP tại toàn tỉnh mới chỉ là lão nhị. Ở vào Cô Tô phía dưới, đây là gần nhất 2 năm chính sách không ngừng nghiêng, mới siêu việt Tân Ngô, lúc đầu mới là lão tam, về phần du lịch thu nhập, cùng Cô Tô chênh lệch cũng không rõ ràng. Mà lại ôm vào Nam Giang ngoại lai nhân khẩu bên trong hơn phân nửa đều là tỉnh lận cận Nam Hoàn người, Nam Giang phóng xạ hiệu ứng chủ yếu hơn là đối Nam Hoàn mấy tòa thành thị mà không phải đối Bình Hải huynh đệ thành thị, đây càng để kỳ huynh đệ thành thị cảm thấy bất mãn. Loại này bất mãn cũng biểu hiện tại bọn hắn đối Dương Kiến Vũ cách nhìn, cho rằng người này cả ngày lấy lão đại tự cho mình là, không phải liền là chiếm chính sách tiện nghi, nếu như trong tỉnh xử lý sự việc công bằng, những thành thị khác không dám nói, Cô Tô nhưng lấy nói tại du lịch phương diện treo lên đánh Nam Giang. Dương Kiến Vũ nói, chúng ta Nam Giang là cả nước sớm nhất một nhóm khai triển trí tuệ du lịch kiến thiết thành thị, trước mắt phát triển trình độ cũng ở vào cả nước hàng đầu, năm nay vẫn sẽ tại lĩnh vực này tiến hành thâm canh mảnh vân. Tranh thủ tiếp tục mở rộng tại ảnh hưởng của toàn quốc. Hình Văn Hổ gật đầu nói, Nam Giang, Cô Tô, Tân Ngô Văn Lữ công việc đều khiến cho rất không tệ. Hắn lật xem một lượt số liệu, Nam Giang cùng Cô Tô du lịch thu nhập năm nay đột phá 2.000 ức cũng không có vấn đề, Tân Ngô cũng có hy vọng đột phá 1.500 ức. Hắn tiếp tục nhìn xuống nhìn, Yêm Thành cũng tại tiến quân 100 tỷ, rất không tệ, Giang Đô những năm này có chút rơi ở phía sau nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Cổ Cửu Châu một trong, quốc gia phê chuẩn đám đầu tiên lịch sử danh thành, du lịch thu nhập tại bản tỉnh mới xếp tại già 5, 6 hơn 10 tỷ du lịch thu nhập thật sự là không xứng với thành thị hình tượng nha. Giang Đô Văn Lữ Cục trưởng Tề Hồng Diễm bị đương chúng điểm danh có chút ngượng ngùng, nàng thành khẩn nói, Hình Bí Thư, chúng ta ngay tại cải thiện Văn Lữ hoàn cảnh, tranh thủ trong tương lai 3 năm bước cái trước giai đoạn mới. Hình Văn Hổ tiếp lấy nhìn số liệu, Đông Châu vẫn chưa tới Giang Đô một nửa. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném, thành thị cùng thành thị ở giữa cũng là như thế này. Phó Quốc Dân có chút lúng túng, vị lãnh đạo này không có chút nào cho bọn hắn Đông Châu lưu bột. Phó Quốc Dân nói, Hình Bí Thư, chúng ta Đông Châu là già công nghiệp căn cứ, gần nhất mới bắt đầu tiến hành chuyển hình, cho nên tại Văn Lữ phương diện cất bước so các huynh đệ khác thành thị muốn trễ một chút.
Hình Văn Hổ nói, đừng cường điệu lý do, cất bước muộn là bởi vì các ngươi khuyết thiếu phát triển văn lữ ý thức. Đông Châu GDP không kém A, so Giang Đô cao hơn đi, làm sao du lịch thu nhập sẽ kém nhiều như vậy? Phạm Lý Đạt cười nói, thư ký mới, du lịch phương diện chúng ta cùng Giang Đô nhưng không so được, Giang Đô là lịch sử danh thành, chúng ta Đông Châu. Hình Văn Hổ nói, tiểu Phạm, lời này của ngươi ta nhưng không đồng ý, toàn bộ Bình Hải, thành lập thành thị sớm nhất chính là Đông Châu, nếu như ta nhớ không lầm hẳn là có hơn 2,6005 lịch sử, Giang Đô cùng Nam Giang một dạng đều là hơn 2,4005, nói tới lịch sử các ngươi Đông Châu không thể so với bất luận cái gì thành thị chênh lệch, thân là địa phương văn lữ lãnh đạo, ngươi trên khí thế đã thua. Phạm Lý Đạt đỏ bừng cả khuôn mặt, vị lãnh đạo này cũng quá không nể mặt mũi. Phó Quốc Dân nói, Hình Bí Thư, chúng ta cũng nhận thức được tự thân vấn đề, vừa mới hoàn thành cơ cấu cải cách, thành lập văn lữ cục, Đông Châu Thị Ban lãnh đạo cũng cho chúng ta văn lữ cục sự coi trọng lớn cùng chi cầm, chúng ta nhất định sẽ thật bắt thật kiền, cam đoan tại trong vài năm để Đông Châu văn lữ cái trước mới bậc thang. Hình Văn Hổ không thích nghe những lỗ hổng này hứa hẹn, hắn thích nghiên cứu số liệu, Đông Châu GDP tại trong tỉnh thứ 6, du lịch thu nhập toàn tỉnh thứ 9, cái này hoàn toàn không phù hợp các ngươi thành thị định vị A. Cả ngày nói mình là Giang Bắc lão đại ca, nhưng các ngươi cái này lão đại ca du lịch thu nhập liền Hải Châu cũng không sánh nổi. Phó Quốc Dân nói, Hải Châu tự nhiên tài nguyên muốn so với chúng ta phong phú. Hình Văn Hổ nói, nhỏ Phó A, ta phát hiện ngươi rất am hiểu tìm lý do, Hải Châu dựa vào Hải Nam sông dựa vào sông, vậy ngươi nói cho ta Yêm Thành có cái gì? Phó Quốc Dân trong lòng tự nhủ Yêm Thành có Thái Hồ Vịnh A, cố nén không nói ra, lãnh đạo đối công tác của bọn hắn không hài lòng. Thậm chí có chênh lệch chút ít gặp, lần này để bọn họ chạy tới tham dự quả nhiên là xem như mặt trái điển hình tiến hành gõ. Phạm Lý Đạt cũng không dám nói, ngay trước nhiều như vậy đồng hành bột bị phê tư vị không dễ chịu, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai để bọn hắn lạc hậu đâu. Lạc hậu liền phải bị đánh từ xưa đến nay chính là cái đạo lý này. Hai người bọn họ không dám nói lời nào, không có nghĩa là những người khác không dám nói lời nào, Hứa Thuần Lương có chút nhịn không được. Yêm Thành có Thái Hồ A. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, người trẻ tuổi kia thật sự là lá gan không nhỏ, sang bên ngồi dự thính, lãnh đạo không hỏi ngươi là không thể chủ động mở miệng nói chuyện. Hình Văn Hổ nhìn qua Hứa Thuần Lương, tiểu hỏa tử ngươi là. Ta là Đông Châu Văn Lữ Cục, ta gọi Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương đứng người lên, cũng không phải kính sợ quyền lực, mà là tối thiểu lễ phép. Hình Văn Hổ vui vẻ, ta cũng thích cùng người trẻ tuổi giao lưu. Người ngồi xuống nói. Hứa Thuần Lương nói, ta còn là đứng đấy đi, ngồi sợ ngài không nhìn thấy ta. Không ít người đều nở nụ cười, tiểu tử này thật là có điểm nghé con mới đẻ không sợ cọp hương vị. Phạm Lý Đạt âm thầm kêu khổ, hắn cảm thấy Hứa Thuần Lương không nên tại loại trường hợp này nói chuyện. Nhưng Phó Quốc Dân ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, Hình Văn Hổ đem bọn hắn nói đến không còn gì khác, nếu là một câu đều không nói. Tin tức truyền đến Đông Châu chỉ sợ mấy vị lãnh đạo cũng phải phê bình bọn hắn, vừa rồi Phó Quốc Dân cũng đang suy nghĩ hẳn là ứng đối như thế nào, nhưng Hứa Thuần Lương trước đứng ra. Hình Văn Hổ nói, tiểu Hứa, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi, ngươi cảm thấy Đông Châu du lịch tại sao lại tại toàn tỉnh như thế lạc hậu. Hứa Thuần Lương cười nói, Hình Bí Thư để cho ta nói, vậy ta liền nói vài lời, Đông Châu du lịch sở dĩ lạc hậu là bởi vì cục du lịch tiền nhiệm lãnh đạo năng lực không được. Chúng ta Đông Châu thị lãnh đạo phát hiện vấn đề này ngựa trên liền tiến hành chỉnh đốn và cải cách, tướng văn hóa cục, cục văn hóa khảo cổ, cục du lịch sát nhập, thành lập văn lữ cục, lại thông qua tầng tầng tuyển chọn, gây dựng một cái tuổi trẻ mà giàu có sức sống ban lãnh đạo, tin tưởng loại tình huống này lập tức liền có thể có được cải thiện. Phó Quốc Dân trong lòng cười thầm, tốt, đẩy thật tốt, tất cả đều là tiền nhiệm lãnh đạo sai, dù sao không quan hệ với ta. Hình Văn Hổ nói, chỉ là lãnh đạo nguyên nhân sao? Hứa Thuần Lương nói, còn có lịch sử nguyên nhân A, đi qua chúng ta Đông Châu chính là một sinh than đá chỗ ngồi, trong tỉnh cho chúng ta định vị chính là công nghiệp nặng căn cứ, chúng ta Đông Châu những năm này than đá liên tục không ngừng cung cấp toàn tỉnh, là các vị huynh đệ thành thị phát triển cống hiến lực lượng khổng lồ, dùng chúng ta môi sơn mỏ biển, đúc thành mọi người nước biết thanh sơn, hiện tại chúng ta tài nguyên khô kiệt, ô nhiễm nghiêm trọng, mọi người không thể ghét bỏ bọn ta lạc hậu A. Nếu như ngay từ đầu trong tỉnh đối với chúng ta định vị cũng là phát triển du lịch, chỉ bằng lấy chúng ta Đông Châu văn hóa lịch sử nội tình, khẳng định không thể so với bất kỳ một cái nào thành thị chênh lệch. Hiện trường lặng ngắt như tờ, đây là phàn nàn cũng là sự thật, đừng nhìn mọi người cùng ở tại một cái tỉnh,
nhưng là Giang Nam Giang Bắc hoàn toàn khác biệt, Đông Châu lại là Bình Hải là đặc biệt nhất thành thị một trong, thành phố này lịch sử lâu đời, là Giang Chiết Thượng Hải dân phong vạm vỡ nhất địa phương, nhưng Bưu Hán cũng không phải là ngang ngược, Đông Châu người thực chất bên trong mang theo hào sảng không bị cản trở, trong huyết mạch dung nhập Nhậm Hiệp trượng nghĩa. Thiên cổ Long Phi Địa, đế vương tướng tướng hương. Đông Châu danh xưng chín hướng đế vương chi hương, binh ra vùng giao tranh, phương Đông Aten, nhưng đi qua huy hoàng đại biểu không được hiện tại, cho dù là tại cùng tỉnh huynh đệ thành thị trong mắt, Đông Châu càng có tể lỗ chi phong, tòa thành này thị không có chút nào Giang Chiết khí chất. Hình Văn Hổ nói, tiểu hứa nói rất khá a, Đông Châu hoàn toàn chính xác cho Bình Hải làm ra quá nhiều cống hiến, mà những năm này, Bình Hải cho Đông Châu nâng đỡ nhỏ hơn tại Giang Nam, bây giờ Đông Châu tài nguyên khô kiệt, đứng trước thành thị chuyển hình, chúng ta những huynh đệ này thành thị có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ giúp một tay. Hứa Thuần Lương nói, thứ tự không trọng yếu, tiềm lực mới trọng yếu, ta cảm thấy chúng ta Đông Châu du lịch là tiềm lực phát triển lớn nhất, ngài cứng rắn muốn ta nói, ta cho rằng có thể cầm du lịch thu nhập tăng trưởng suất tương đối một chút, ta dám cam đoan Đông Châu du lịch thu nhập tăng trưởng suất năm nay khẳng định toàn tỉnh thứ nhất. Hình Văn Hổ cảm thấy tiểu tử này chẳng những gan lớn hơn nữa còn rất thông minh, biết dương trường tránh đoản, bọn hắn du lịch thu nhập cơ số thấp, cho nên so tăng trưởng suất là phi thường giảo hoạt lại hiện thực. Hình Văn Hổ gật đầu nói, tốt, tất cả mọi người nghe a, chờ năm nay cả năm số liệu ra, ta ngược lại muốn xem ngươi lời nói hùng hồn có thể hay không thực hiện. Tan họp về sau, Phạm Lý Đạt thở dài nói, Thuần Lương, ngươi không nên khen cái này cửa biển a, Hình bí thư người này hết sức chăm chú, nếu như chúng ta làm không được hắn khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm. Phó Quốc Dân nói, làm không được liền làm không được chúng ta khí thế trên không thể thua. Lúc này một đám cạo lấy đầu chọc hòa thượng từ trước mặt bọn hắn trải qua, tiếp lấy lại là một đám thân mặc đạo bào đạo sĩ đi qua, Phó Quốc Dân sửng sốt một chút, tình huống như thế nào? Phạm Lý Đạt tìm nhân viên công tác hỏi một chút mới biết được, hòa thượng là Thiếu Lâm Võ Giáo, đạo sĩ là Núi Võ đang nói học viện, xế chiều ngày mai các nơi văn lữ cục giao lưu an bài một chút tiết mục biểu diễn, người ta đã mở bắt đầu diễn tập. Phó Quốc Dân càng phát giác bọn hắn tại văn lữ trong công tác ý thức so những thành thị khác chênh lệch nhiều lắm, nhìn xem người ta công việc này làm được nhiều cẩn thận, lại xem bọn hắn cơ hồ là cái gì đều không chuẩn bị, hai mắt đen nhánh liền đến. Phó Quốc Dân cùng hai người bọn họ thương lượng, các người nói chúng ta là không phải cũng chuẩn bị cái tiết mục, thừa dịp lần này cơ hội tuyên truyền một chút chúng ta Đông Châu. Phạm Lý Đạt nói, ta sở trường chính là uống rượu, cái khác ta cũng không biết a. Phó Quốc Dân lại nhìn phía Hứa Thuần Lương cười nói, chúng ta cũng đừng góp cái này náo nhiệt, người ta đều là tỉ mỉ chuẩn bị. Phó Quốc Dân điện thoại di động vang lên, là Nam Giang Văn Lữ Cục trưởng Dương Kiến Vũ gọi cho hắn, Dương Kiến Vũ cũng nhắc lên xế chiều ngày mai biểu diễn sự tình, bọn hắn tỉnh Bình Hải phân phối hai cái tiết mục, quyết định Giang Nam một cái, Sông Bắc một cái. Phó Quốc Dân tranh thủ thời gian giải thích một chút tình huống cụ thể. Bọn họ chạy tới ba người cộng lại cũng góp không ra một cái văn nghệ tế bảo đến, chủ yếu là lo lắng ảnh hưởng tỉnh Bình Hải hình tượng. Dương Kiến Vũ để hắn không muốn từ chối, không phải cái gì chính thức biểu diễn, chính là văn lữ hệ thống lớn liên hoan, Đông Châu là Giang Bắc lão đại ca, nhất định phải đại biểu Bình Hải ra một cái tiết mục. Phó Quốc Dân có chút buồn bực Giang Đô cũng tại Giang Bắc, vì sao đơn độc đem bọn hắn cho liệt ra, Dương Kiến Vũ nói cho hắn biết. Giang Đô văn lữ cục tiểu tề tham gia bọn hắn bên kia tiết mục, mọi người hợp diễn vừa ra kinh kịch. Phó Quốc Dân minh bạch, Đông Châu đây là bị cô lập, người ta cái khác mấy tòa thành thị bão đoàn, đều không muốn mang bọn hắn Giang Bắc chơi, đừng nhìn Giang Đô cũng tại trường Giang phía Bắc, người ta lấy tên đẹp trong nước, tình nguyện đợi tại trong nước ngâm cũng không muốn cùng bọn hắn dính dáng. Phó Quốc Dân hơi tức giận, tổng cộng tới 7 tòa thành thị, 6 cái đoàn kết cùng một chỗ, không ai dẫn bọn hắn chơi. Không chơi liền không chơi đi, còn mẹ nó cho bọn hắn an bài tiết mục, bằng cái gì các ngươi 6 cái mới ra một cái tiết mục chúng ta Đông Châu đến đơn độc ra một cái. Nếu là đơn độc ra cũng nên là tỉnh lỵ Nam Giang, chúng ta Đông Châu không xứng có đãi ngộ như vậy a, mà lại chúng ta năm ngoái hàng năm du lịch tổng thu nhập mới hơn 30 tỷ. Nghĩ tới đây Phó Quốc Dân minh bạch, đây chính là chênh lệch quá lớn, không cùng một đẳng cấp, mà lại Giang Bắc Giang Nam văn hóa khác lạ, người ta dùng ngôn nông mềm giọng hát côn khúc. Bên này đều là thô kịch hào phóng giống đàn tứ, cứng rắn kéo cùng một chỗ cũng không cân đối. Phó Quốc Dân để điện thoại xuống tập trung vào Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương phát giác được hắn có loại phát hiện con mồi cảm giác, ho khan một tiếng nói, Phó Cục, ngài có thể đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn ta sao? Nhiều người như vậy ở đây. Phó Quốc Dân cười nói,
xế chiều ngày mai lớn liên hoan, chúng ta Đông Châu đạt được cái tiết mục. Hứa Thuần Lương ở bên hồ tìm được ngay tại ghi hình Tô Tình, không có quấy rầy nàng công việc, một bên lẳng lặng chờ đợi. Tô Tình thật sự là xinh đẹp, để chung quanh cái này như vẽ sơn thủy đều đã mất đi ba phần nhan sắc, trải qua người đi đường đều không chịu được hướng nàng nhìn lại. Hứa Thuần Lương ở một bên đợi nửa giờ, công tác của nàng mới có một kết thúc, cùng đồng sự bàn giao một tiếng, một đường chạy chậm đi vào Hứa Thuần Lương bên người, cười nói, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Hứa Thuần Lương nói, không có chuyện, công việc thứ nhất, ta dù sao cũng là nhàn rỗi. Tô Tình đề nghị đi Phi Vân Độ đi dạo, không muốn tiếp tục lưu tại nơi này làm cho người vây xem, nàng hai ngày này đều đang bận rộn công việc, vẫn luôn không có cơ hội hảo hảo du lãm Thái Minh Hồ. Khách sạn bên cạnh liền có xe đạp thuê xe điểm, bọn hắn có thể thuê hai cỗ xe đạp đi qua, trên đường thưởng thức một chút non sông tươi đẹp, còn có thể nói thoải mái. Bọn hắn thuê hai cỗ xe đạp, cưỡi ra khách sạn. Trên đường Hứa Thuần Lương thanh trong tỉnh cho bọn hắn phái biểu diễn nhiệm vụ sự tình nói cho Tô Tình. Tô Tình nói, vậy còn không dễ làm, người không phải am hiểu phi đao sao? Hứa Thuần Lương nói, người ta đều tuyên truyền địa phương đặc sắc, chúng ta đi lên soát một trận phi đao. Có phải hay không đến suy nghĩ điểm có ý nghĩa tiết mục? Tô Tình nói, nghĩ không ra ngươi đối lần này biểu diễn còn để ý như vậy. Hứa Thuần Lương nói cho nàng nguyên nhân, chủ yếu là cảm thấy Đông Châu bị các huynh đệ khác thành thị cho cô lập, cho nên nghĩ đang biểu diễn bên trong tìm về cái tràng diện này, nhất định phải để bọn hắn cảm giác được hôm nay ngươi nhìn ta không dậy nổi, ngày mai ngươi không với cao nổi. Tô Tình biết hắn thật mạnh, suy nghĩ một chút nói, Đông Châu là Long Phi chi địa, lại là Đại Hán chi nguyên, tại lịch sử nhân văn phương diện không kém gì bất kỳ một cái nào những thành thị khác, tiết mục này đến suy nghĩ thật kỹ một chút, tốt nhất có thể thanh lịch sử kết hợp lại có thể đột xuất Đông Châu lúc đầu đặc sắc. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, biểu diễn vẫn là lấy ngươi làm chủ, ta đi theo đương đạo cỗ là được. Hai người cũng nhanh đến Phi Vân Độ, ven đường xuất hiện một cái lớn biển quảng cáo, trên đó viết Trung Hoa Ba Ba Vườn, phối đồ là một con to lớn con rùa. Tô Tình nhìn qua con kia con rùa bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nếu không hai chúng ta sắp xếp cái bá vương biệt cơ đi. Hứa Thuần Lương lần theo ánh mắt của nàng nhìn lại, lập tức ý thức được nàng là từ cái này đại vương bát đạt được linh cảm, cố ý hỏi, ai diễn bá vương ai diễn cơ. Tô Tình lấy lại tinh thần, một tay vịn tay lái, đưa ra tay ở trên người hắn đập một quyền, đương nhiên là ngươi diễn bá vương ta diễn. Chán ghét, ngươi mắng chửi người. Hứa Thuần Lương dở khóc dở cười, ta chiếm ngươi cái gì tiện nghi. Rõ ràng là ngươi nhìn thấy cái này đại vương bát đạt được linh cảm. Tô Tình khanh khách nở nụ cười, là như vậy, ta tại Đông Châu đài truyền hình thời điểm, trong đài từng có qua một cái dạng này tiết mục, sáng ý cùng bố trí đều rất tốt, nhưng là về sau đài lãnh đạo cân nhắc đến không phù hợp Tết Xuân vui mừng bầu không khí bắt lại. Ta vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, nếu không hai chúng ta cộng tác diễn xuất một chút, cái này xuất diễn mặc dù là bá vương biệt cơ, nhưng là tổng thể bá vương diễn xuất độ khó không lớn, vũ đạo bộ phận trên cơ bản đều là nữ diễn viên hoàn thành. Hứa Thuần Lương nói, độ khó không lớn là được, ta thích hợp làm việc nặng, ngươi để cho ta tới cái bá vương cử đỉnh, bá vương thoát y cái gì đều được. Tô Tình lườm hắn một cái, gọi là bá vương gỡ giáp. Hứa Thuần Lương nói, bất quá cái này bá vương biệt cơ tại chúng ta Đông Châu tựa như là một món ăn, đoạn lịch sử này phát sinh ở Cai Hạ A. Tô Tình nói, Cai Hạ chính là cổ linh bích thuộc về Đông Châu A. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, quyết định như vậy đi, chúng ta đêm nay trở về liền tập, đều nghiêu bức cái gì. Còn xem thường chúng ta Đông Châu, ta mẹ nó quyển chết bọn hắn. Tô Tình nói, không trải qua cần một chút trang phục đạo cụ, ta để đồng học cho đưa tới. Người đồng học làm gì? Nam Hoàn Hí kịch viện. Đúng vậy. Hai người trò chuyện chính cao hứng đâu, sau lưng một xe minibus thổi còi lái tới, dọa Tô Tình nhảy một cái, tay lái nghiêng một cái kém chút không có cưỡi đến trong khe đi, may Hứa Thuần Lương một tay lấy tay lái hao ở. Hứa Thuần Lương cả giận nói, làm sao lái xe? Xe van két két một tiếng ngừng lại, từ trong xe phần phật một chút ra sáu tên tráng hán, Hứa Thuần Lương nhận ra lái xe cái kia chính là Lam Vịnh làng trài tiểu lão bản. Nhoáng cái đã hiểu rõ, cái này gọi oan ra ngõ hẹp, người ta là cố ý trả thù hắn đâu. Lam Vịnh làng trài lão bản chỉ vào Hứa Thuần Lương nói, ta nhận ra ngươi, chính là ngươi hướng ta cá đường bên trong đạn khói bụi, thanh cá của ta tôm đều cho độc chết. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi không ngốc, chính là ta làm, sao thế? Ngươi nhà có chứng cứ sao? Hứa Thuần Lương cười nói,
người vẫn rất sẽ lại, một điểm khói bụi có thể đem người cá đường bên trong tôm cá đều cho hạ độc chết. Người đi báo cảnh A, có chứng cứ đến bắt ta. Kia tiểu lão bản lần này tổn thất nặng nề, thô sơ giản lược đoán chừng đều có mười mấy vạn, mấy ngày nay nổi giận trong bụng không có chỗ phát tiết, tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta mẹ nó chẳng cần biết ngươi là ai, một cái thối bán cá ngươi nhiều bức cái gì? Tô Tình biết Hứa Thuần Lương là cái ai cũng không phục hạng người, tranh thủ thời gian khuyên hắn đừng cùng người ta xung đột, thật đánh nhau ảnh hưởng không tốt. Nhưng vấn đề là bây giờ không phải là Hứa Thuần Lương nghĩ dàn xếp ổn thỏa liền có thể giải quyết vấn đề, đối phương không buông tha, sáu người đem bọn hắn cho vây lên. Hứa Thuần Lương đang chuẩn bị xuất thủ giáo huấn đám người này thời điểm, một chiếc Audi lái tới, Bình Hải Văn Lữ người phụ trách Hình Văn Hổ vừa vặn từ bên này trải qua, nhìn thấy trước mắt một màn lập tức để lái xe dừng xe, lớn tiếng nói, làm cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Giống Hình Văn Hổ loại này cấp bậc cán bộ. Trên thân đều mang một cỗ cường đại khí chàng, lại thêm hắn chuyên bảng số xe xem xét đều không tầm thường, Lam Vịnh làng trài lão bản chỉ là nghĩ tìm người suốt ngụm ác khí, kỳ thật hắn cũng không cho rằng cá đường tôm cá chết hết đều là Hứa Thuần Lương đạn khói bụi nguyên nhân. Hắn chỉ Hứa Thuần Lương, tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, đừng để ta gặp lại ngươi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ còn không biết người nào đi vận đâu, hướng Trượng Nghĩa xuất thủ Hình Văn Hổ cười nói, Hình bí thư tốt. Hình Văn Hổ nhìn một chút hắn lại nhìn một chút Tô Tình, tình huống như thế nào a? Hứa Thuần Lương nói, không có gì, chính là bọn hắn loạn ấn còi, bị ta giáo dục vài câu. Hình Văn Hổ nói, đi ra ngoài bên ngoài thu liễm một chút tính tình, tận lực đừng tìm dân bản xứ phát sinh xung đột. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, tạ ơn Hình bí thư. Hình Văn Hổ nói, nhanh đi về đi. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta dự định đi Phi Vân Độ nhìn xem đâu. Đợi lát nữa liền trở về. Hình Văn Hổ cũng là đi Phi Vân Độ, nhắc nhở Hứa Thuần Lương chú ý an toàn, lên xe đi trước. Hứa Thuần Lương cùng Tô Tình hai người tới Phi Vân Độ. Phi Vân Độ cũng không phải là nơi đó quá nổi danh cảnh điểm, chủ yếu là nơi này sinh ra mảng lớn cỏ lau cùng địch hoa, thanh phong quét, địch hoa sóng cả chập trùng, tựa như hải dương màu trắng, cùng bên cạnh màu xanh biếc nước hồ tướng chiếu thành thú, đang bay mây độ đối diện trên núi còn có hai cái thác nước. Mặc dù quy mô không lớn nhưng là bay lưu thẳng xuống dưới, tiếng nước róc rách đổ cũng có một phen đặc biệt dã thú. Bọn hắn tại thác nước bên cạnh lại gặp Hình Văn Hổ, Hình Văn Hổ bám lấy giá ba chân ở nơi đó dùng chậm cửa quay chụp tấm lụa nước chảy hiệu quả, hắn là vị chụp ảnh kẻ yêu thích. Hứa Thuần Lương đưa tới, Hình Văn Hổ hướng hắn cười cười, thanh mình đập ảnh chụp cho hắn nhìn. Hứa Thuần Lương nói, Hình bí thư đây là đại sư cấp tiêu chuẩn A. Hình Văn Hổ trong lòng cao hứng. Ngoài miệng khiêm tốn nói, đâu có, chính là nghiệp dư yêu thích. Hứa Thuần Lương nói, cái này ảnh chụp đều có thể làm điện thoại screensaver, ngài phát cho ta mấy chương chứ sao? Hình Văn Hổ bị đập đến cái này dễ chịu, chủ động tăng thêm Hứa Thuần Lương WeChat. Tô Tình một bên nghe được thầm suy nghĩ cười, Hứa Thuần Lương đạo hạnh thật sự là càng ngày càng sâu, nghĩ thêm lãnh đạo WeChat lý do đều như thế thanh lệ thoát tục. Hình Văn Hổ nói, hai người các ngươi muốn hay không chụp ảnh chung? Ta giúp các người đập. Hắn còn cho hai người bọn họ là một đôi tình lữ. Người ta lãnh đạo đều như thế chủ động, Hứa Thuần Lương cũng không tiện cự tuyệt, thế là hắn cùng Tô Tình có nhân sinh lần thứ nhất chụp ảnh chung. Hình Văn Hổ hôm nay chụp ảnh nghiện triệt để bị cong lên, bình thường sao có thể gặp được tốt như vậy người mẫu, Hứa Thuần Lương dáng dấp anh tuấn, Tô Tình dung mạo rất mỹ lệ, cảnh vật chung quanh lại tốt như vậy, cho hai người đập mấy chương ảnh chụp, có loại thu lại không được tay cảm giác. Hứa Thuần Lương vừa mới bắt đầu còn hoài nghi lão Hình có phải hay không đối Tô Tình có cái gì ý nghĩ, về sau phát hiện người ta thuần túy chính là một cái cuồng nhiệt chụp ảnh kẻ yêu thích, còn biết tránh hiểm nghi, nói cho Hứa Thuần Lương, quay đầu thanh ảnh chụp xử lý một chút tất cả đều truyền cho hắn, mình là sẽ không lưu nội tình. Hứa Thuần Lương nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, thừa cơ mời Hình Văn Hổ cùng đi phụ cận ăn nông gia thổ đồ ăn. Hình Văn Hổ cùng bọn hắn ở chung vui sướng, đều không có do dự sẽ đồng ý. Hứa Thuần Lương cùng Tô Tình ra trước khi đến liền chuyên môn nghe qua, tại phụ cận có nhà màu anh thổ quán cơm danh tiếng không tệ. Hứa Thuần Lương tuyên bố trước bữa cơm này mình mời, chủ yếu là cảm tạ Hình bí thư giúp bọn hắn không ngại cực khổ chụp ảnh. Tô Tình phát hiện Hứa Thuần Lương xáo lộ là một vòng tiếp một vòng, tóm lại để vị này đại lãnh đạo không cách nào cự tuyệt, tiếp nhận ăn cơm khách còn cảm giác như thế tự nhiên. Hứa Thuần Lương điểm mấy đạo nơi đó đặc sắc thổ đồ ăn, đừng nhìn trong tiệm khách nhân không nhiều.
người ta thái độ phục vụ phi thường nhiệt tình, Hứa Thuần Lương phát hiện thái độ phục vụ bình thường cùng buôn bán tốt xấu hiện lên phát triển trái ngược, sinh ý càng tốt thái độ càng chênh lệch. Hứa Thuần Lương cầm bình nơi đó động dấu 20 năm, Hình Văn Hổ để hắn đừng quá long trọng. Tô Tình chủ động giúp bọn hắn rót đầy, Hứa Thuần Lương nâng chén kính Hình Văn Hổ, kính qua hai chén về sau, nói, Hình Bí Thư, ta có chuyện muốn nhờ. Hình Văn Hổ nghe xong liền cảnh giác lên, yến không tốt yến, tiểu tử này mời mình ăn cơm nguyên lai tại chỗ này đợi đây, nên không phải muốn để cho ta giúp hắn xử lý cái đại sự gì đi, tranh thủ thời gian cho Hứa Thuần Lương đánh một châm dự phòng châm, chúng ta ăn cơm không nói công sự. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài đừng sợ a, ta chuyện này không tính là công sự, cầu ngài giúp một tay cùng công sự càng không có bất cứ quan hệ nào, là như thế này. Hắn thanh ngày mai muốn cùng Tô Tình cộng tác diễn xuất Bá Vương Biệt Cơ, sự tình nói, liền là muốn mời Hình Văn Hổ giúp bọn hắn chụp mấy tấm hình. Hình Văn Hổ còn tưởng rằng cái đại sự gì, nghe xong chuyện này liền cười, đây là sở trường của hắn, mà lại cái này hai người mẫu đẹp mắt, không chút do dự đáp ứng xuống. Tô Tình cực kỳ thông minh, biết Hứa Thuần Lương là thông qua loại phương thức này tiến một bước cùng Hình Văn Hổ rút ngắn quan hệ, nàng nghĩ đến một ý kiến, Hình Bí Thư, ta cũng có chuyện xin ngài giúp. Hình Văn Hổ cười nói, một lần nói xong, không thể xa luân chiến. Mấy người đều nở nụ cười, Tô Tình nói, là như thế này, chúng ta cái này ra sân khấu kịch còn thiếu khuyết một vị diễn viên. Hứa Thuần Lương đều có chút mộng bức, thiếu khuyết diễn viên. Không nghe nói Bá Vương Biệt Cơ còn có cái bên thứ ba a. Tô Tình giải thích một chút, tại bộ này hí kịch bản bên trong, mở đầu có một vị khảo cổ thầy giáo giả, hắn dẫn xuất Bá Vương Biệt Cơ cố sự, chậm chậm triển khai hình tượng. Chính là muốn mời Hình Văn Hổ đến vai diễn vị này thầy giáo giả. Hình Văn Hổ còn muốn chối từ, Hứa Thuần Lương nói, Hình Bí Thư, ngài luôn mồm ủng hộ chúng ta Đông Châu văn lữ kiến thiết, không đợi chỉ nói không luyện a, ngài đến rơi vào thực chỗ. Hình Văn Hổ nói, ta không có bất kỳ cái gì biểu diễn kinh nghiệm a. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không có, ta cũng dám diễn Sở Bá Vương, ngài diễn một vị giáo sư còn không được sao. Đều không cần ngài trang điểm. Tô Tình nói, chủ yếu là ngài khí chất quá tốt rồi, hướng trên sân khấu vừa đứng có sức thuyết phục. Hứa Thuần Lương cười thầm, tiểu ni tử biết nói chuyện, sức thuyết phục gì, chủ yếu là quyền lực tác dụng, lão Hình là Bình Hải văn lữ người đứng đầu, để các ngươi những thành thị khác xa lánh chúng ta, không mang bọn ta chơi, ta chỉ có thể kéo cái này vị người đứng đầu tới tráng tráng uy danh. Hình Văn Hổ có chút đâm lao phải theo lao, bất quá vẫn là có chút do dự, có lời kịch sao? Không nhiều. Chính là vài câu thơ. Hình Văn Hổ gật đầu nói, tốt a, ta liền ủng hộ một chút Đông Châu văn lữ công việc. Hứa Thuần Lương bưng lên trước mặt ly pha lê, tạ ơn Hình Bí Thư đối với chúng ta Đông Châu văn lữ ủng hộ, ta làm một cái, ngài tùy ý. Hình Văn Hổ nói, đừng a, không thể như thế uống. Hứa Thuần Lương hướng lên cái cổ uống sạch sẽ, Hình Văn Hổ nhìn thấy hắn làm cái này một ly lớn mặt không đổi sắc, trong lòng thầm khen, tiểu tử này biết ăn nói còn có thể uống rượu. Rất có tiền đồ. Ba người xây cái nhỏ bầy, Tô Tình thanh kịch bản điện tử bản chia sẻ cho bọn hắn. Hình Văn Hổ nhìn một chút, quả thật không có vài câu từ, lập tức yên lòng, bọn hắn thương định 8 giờ tối nay đi phòng họp nhỏ đơn giản diễn tập một chút, Tô Tình cái này liên hệ nơi đó hí kịch viện đồng học thanh trang phục cho bọn hắn đưa tới. Ăn cơm xong về sau, Hình Văn Hổ để lái xe đi tính tiền, Hứa Thuần Lương tại gọi món ăn lúc sau đã thanh sổ sách cho nhận lấy. Hứa Thuần Lương cùng Tô Tình cưỡi xe đạp đường cũ trở về, Hứa Thuần Lương có thêm một cái tâm nhãn, để phòng cái kia chủ quán cơm lại đến báo thù, còn tốt một đường thuận thuận lợi lợi trở lại khách sạn. Hứa Thuần Lương vừa mới vào nhà, Phó Quốc Dân cùng Phạm Lý Đạt liền tìm tới, hỏi tiết mục khác chứng thực không có. Hứa Thuần Lương gặp hai người lòng như lửa đốt bộ dáng không khỏi nở nụ cười, ta nói chính là cái hội liên hoan, các ngươi gấp cái gì? Phạm Lý Đạt nói, ngươi là không biết. Người ta các nơi văn lữ cục đều thật sự quyết tâm, Trung Nguyên tỉnh mau đưa Thiếu Lâm tự cho chuyển tới. Hứa Thuần Lương nói, ngài chớ nhìn bọn họ chiến trận lớn, nếu thật là thực chiến còn chưa hẳn đánh thắng được ta. Một bên lái xe Tiểu Mạnh thổi phù một tiếng cười ra tiếng, cái này Hứa Thuần Lương niên kỷ không nhiều lắm rất có thể thổi như bức, cũng không biết cái này hai lãnh đạo nhìn chúng hắn cái gì, tận nghe hắn lắc lư. Phó Quốc Dân vốn là có chút nóng nảy, nghe được Tiểu Mạnh cười lên lập tức phát hỏa. Tiểu Mạnh, ngươi cười cái gì? Không có, không có cười cái gì a. Phó Quốc Dân nói, lửa cháy đến nơi sự tình, quan hệ đến chúng ta Đông Châu thành thị vinh dự, ngươi giúp không được gì coi như xong,
còn ở bên cạnh chế giễu, làm sao liền chút tập thể vinh dự cảm giác đều không có. Không phải, phó cục, ngài hiểu lầm, ta người này chính là yêu cười không có ý tứ gì khác. Phạm Lý Đạt nhìn thấy phó quốc dân thật sự nổi giận, tranh thủ thời gian kéo hắn đi ra ngoài tản bộ. Hai người rời đi về sau, Tiểu Mạnh ủy khuất hướng Hứa Thuần Lương nói, người nói ta là trêu ai ghẹo ai. Ta liền không thể cười. Hứa Thuần Lương nói, có thể cười, nhưng là ngươi cười đến không phải lúc, Tiểu Mạnh A một người tài xế một người bí thư nhất là phải chú ý biểu lộ quản khống, người phương diện này phải thật tốt tăng cường. Hứa Thuần Lương nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, đứng dậy đi diễn tập. Phó quốc dân cùng Phạm Lý Đạt rời tửu điếm đi vào bên hồ, Phạm Lý Đạt cho hắn bên trên một điếu thuốc, phó cục, ngài đừng nóng vội nha, Tiểu Hứa không phải nói đã làm xong. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, chúng ta cứ yên tâm giao cho hắn đi. Phó quốc dân thở dài nói, ta nào biết được văn lữ hệ thống như thế quyển A, chúng ta là thật mở ra sẽ, người ta là đến tú tồn tại cảm, lão Phạm, không phải ta nói ngươi, ta vừa tới không có kinh nghiệm, ngươi làm cái này A nhiều năm công việc, ngươi hẳn phải biết A. Phạm Lý Đạt cười khổ nói, phó cục, ngài thật không thể trách ta, đi qua chúng ta cục du lịch nào có nhiều như vậy hoa sống. Hiện tại thật đúng là không đồng dạng, các nơi văn lữ cục trưởng cũng bắt đầu đi lưới đỏ lộ tuyến, tài nghệ là một cái thi đấu một cái lợi hại. Phó quốc dân điện thoại di động vang lên, lão bà hắn lại tới tra cương vị, phó quốc dân lại thở dài, đi một bên nghe, Phạm Lý Đạt nhìn qua bóng lưng của hắn lắc đầu, con hàng này cũng không dễ dàng, bỏ rơi vợ con về đến Đông Châu, mặc dù đảm nhiệm văn lữ cục trưởng, nhưng công việc nào có tốt như vậy khai triển, hôm nay phó quốc dân tìm văn hóa cục Lý Ngọc Sơn nhờ giúp đỡ. Muốn từ Đông Châu kéo điểm cứu binh tới, lâm thời mau cứu trận nhưng Lý Ngọc Sơn liền nói tìm không thấy người, rõ ràng chính là không phối hợp công việc. Nếu như từ hệ thống khác điều người lại vô cớ xuất binh, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng tại Hứa Thuần Lương trên thân. Phạm Lý Đạt đốt một điếu thuốc, bởi vì ban đêm uống nhiều mấy cốc bia, cảm giác có chút mắc tiểu, nhìn chung quanh một lần, đi vào một địa phương không người giải khai dây lưng đi tiểu tiện, nước tiểu đến say sưa sướng đâu, đột nhiên trước mắt một bạch. Phạm Lý Đạt bị cường quang lung lay mắt, đang muốn ai thất đức như vậy đâu, nhưng lập tức lại sáng lên một cái, đem hắn bạo lộ ở bên ngoài bộ phận chiếu lên rõ ràng rành mạch, hắn ý thức được một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình, mình bị người cho chụp lén. Phạm Lý Đạt nhìn thấy một mặc mũ áo nam tử liền đứng tại cách đó không xa, cầm điện thoại di động nhắm ngay chính mình. Phạm Lý Đạt phát hỏa, còn lại bộ phận chất lỏng ngạnh sinh sinh từ niệu đạo nghẹn trở về bàng quang. Hắn giống lớn một tiếng, người mẹ nó đứng lại cho ta. Nam tử kia quay đầu liền chạy. Phạm Lý Đạt một bên xách quần một bên truy. Phó quốc dân bị Phạm Lý Đạt một cuống họng giật nảy mình, nhìn thấy Phạm Lý Đạt như bị điên truy đuổi trước mặt một nam tử. Hắn cuống quýt cúp điện thoại, cũng đi theo đuổi theo, lão Phạm. Lão Phạm, Phạm Lý Đạt thật cấp nhãn, nếu như đối phương chỉ là cái tâm lý vặn vẹo biến thái coi như bỏ qua, nhưng vạn nhất người ta đến có chuẩn bị, chuyên môn vì chụp lén hắn. Hậu quả kia coi như nghiêm trọng, những hình này nếu là phát đến trên mạng, hắn chính trị kiếp sống liền triệt để xong. Phạm Lý Đạt đuổi hơn 800 mét, mệt mỏi thở hồng hộc, giống hắn loại này sống an nhàn sung sướng cán bộ bình thường thiếu thiếu rèn luyện, nếu như không phải chưa từng có cảm giác nguy cơ cùng lòng xấu hổ đỉnh lấy, hắn căn bản không kiên trì được như thế lâu. Phó quốc dân bị hắn hất ra một khoảng cách lớn, thể chất còn không bằng thường xuyên câu cá Phạm Lý Đạt đâu, thở không ra hơi nói, lão Phạm. Đừng đuổi theo, đến bây giờ đều không có náo minh bạch Phạm Lý Đạt thế nào trên như thế lớn lửa. Phạm Lý Đạt vẫn tại kiên trì, sự nghiệp trên thật vất vả mới có điểm chuyển cơ, cũng không thể bị đi tiểu làm hỏng, lúc này phía trước đột nhiên ra bốn tên đại hán, từng cái tay sách gậy gỗ xông lên chiếu vào Phạm Lý Đạt không nói lời gì chính là một trận đánh đau. Phạm Lý Đạt lúc đầu thể lực tiêu hao đến liền không sai biệt lắm, đối phương nhiều người không nói, mà lại từng cái thân thể khỏe mạnh hoàn thủ cầm gậy gỗ. Phạm Lý Đạt liền sức hoàn thủ đều không có, chỉ còn lại bị đòn phần, hắn ôm đầu tận lực tránh cho bị người ta đánh mặt. Đám người này mới bất chấp tất cả, vung lên gậy gỗ chiếu vào Phạm Lý Đạt đổ ập xuống chính là một trận đập mạnh. Phạm Lý Đạt liền gọi cứu mạng. Phó quốc dân hét lớn, làm gì? Ta báo cảnh sát, ta báo cảnh sát. Hắn từ dưới đất nhặt lên một viên gạch xông về phía trước, hắn không phải người ngu, làm lãnh đạo đã muốn biểu hiện ra đảm đương dũng khí, còn phải nắm chắc tốt tiêu chuẩn. Hơn 300 mét khoảng cách, ta coi như muốn giúp nhất thời bán hội cũng không đuổi kịp đi, nếu thật là chạy tới cũng phải cùng theo bị đánh. Phó quốc dân dưới chân tiết tấu khống chế được gắt gao, không thể để cho người cảm thấy hắn lâm trận bỏ chạy,
cũng không thể thật đi xông pha chiến đấu, làm cái người đứng đầu dễ dàng sao ta, đến có cái nhìn đại cục, càng đến có phong hiểm ý thức. Kia mấy tên đại hán tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Thanh Phạm Lý Đạt sửa chữa một trận về sau lập tức rút lui, vừa rồi chụp lén Phạm Lý Đạt lưu điểu dâu quai nón ra hỏa còn uy hiếp Phạm Lý Đạt, người mẹ nó dám báo cảnh, ta liền đem ngươi ảnh chụp cái chụp tóc đi lên. Phạm Lý Đạt bị đánh cuộn lại trên mặt đất, thật sự là khổ tám đời, ta ngay tại không ai địa phương tè dầm, về phần chiêu như thế đại báo ứng sao? Không nghĩ ra a, loại chuyện này ta bình thường uống nhiều quá làm không ít, thế nào ở chỗ này không được? Phó Quốc Dân chạy tới thời điểm đám người kia đã bên trên một xe minibus đi, Phó Quốc Dân thanh sưng mặt sưng mũi Phạm Lý Đạt từ dưới đất nâng đỡ, lão Phạm, ngươi không sao chứ? Sao thế đây là... Phạm Lý Đạt mắt trái đều bị đánh sưng thành một đường, phó cục. Tuyệt đối đừng báo cảnh, vừa rồi hai tay ôm đầu phòng hộ vẫn có chút không đúng chỗ, cao thấp mặt bị người đánh. Phó Quốc Dân nói, thế nào? Phạm Lý Đạt thở dài, hắn thanh sự tình vừa rồi nói, Phó Quốc Dân nghe nói hắn đi tiểu bị chụp lén Trương Lưu điều đồ, cố nén cười, ai bảo ngươi tùy chỗ đi tiểu tới. Bất quá Phạm Lý Đạt cũng có khó khăn khó nói, niên kỷ mặc dù không tính lớn, nhưng tuyến tiền liệt không nhỏ. Gần nhất có đốt đuốc lên, nước tiểu nhiều lần mắc tiểu triệu chứng hết sức rõ ràng, động một chút lại nghĩ đi tiểu, chung quanh nơi này cũng không có nhà vệ sinh, người sống cũng không thể bị nghẹn nước tiểu chết, tìm không ai địa phương bón phân tưới hoa, cũng không tính được cái gì thói xấu lớn. Phó Quốc Dân nhìn thấy Phạm Lý Đạt này tấm hình dạng, lại có chút đồng tình, tranh thủ thời gian cho Hứa Thuần Lương cùng Tiểu Mạnh gọi điện thoại, để bọn họ chạy tới hỗ trợ, Phó Quốc Dân cũng lo lắng đám người kia sẽ ngóc đầu trở lại. Chỉ bằng vào hai người bọn họ nhưng ứng phó không được, đến tìm hai sinh lực quân tới. Hứa Thuần Lương chính tập luyện đâu, nghe nói Phạm Lý Đạt bị đánh, cũng lấy làm kinh hãi, hắn để Tiểu Mạnh lái xe đi, chờ đến lúc đó, nhìn thấy Phó Quốc Dân bồi tiếp Phạm Lý Đạt tại ven đường đứng đấy đâu. Phạm Lý Đạt cái này chật vật a, mặt mũi bầm dập không nói, giày cũng ném đi một con. Tiểu Mạnh nói, tranh thủ thời gian đưa bệnh viện đi. Phạm Lý Đạt khoát tay áo nói, không cần. Ta chính là bị thương ngoài da. Phó Quốc Dân nói, vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút, vạn vừa đưa ra nội thương liền phiền toái, làm CT yên tâm. Phạm Lý Đạt là hắn mang ra đi công tác, nếu thật là xảy ra vấn đề gì, hắn cái này đương lĩnh đạo chính là phải chịu trách nhiệm. Hứa Thuần Lương hỏi một chút tình huống, trong lòng đại khái có đấy, Phạm Lý Đạt ngay tại chỗ lại không có thủ gì người, liên tưởng tới hai ngày này kinh lịch, Hứa Thuần Lương nhận định 89 phần 19 là Lam Vịnh làng trải đám người kia làm. Phó Quốc Dân hình dung một chút kia xe minibus, hắn cũng không thấy rõ biển số xe, Phạm Lý Đạt chỉ nhớ kỹ chụp lén hắn người lớn một mặt dâu quai nón. Phạm Lý Đạt kiên trì không cho báo án, Hứa Thuần Lương gặp hắn cũng không có việc lớn gì, để bọn hắn đi trước phụ cận bệnh viện xử lý một chút vết thương, mình còn phải trở về diễn tập. Phạm Lý Đạt mặc dù trong miệng nói ngươi nhanh đi mau lên, nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu, tiểu huynh đệ này có chút quá lạnh lùng, chính mình cũng bị đánh thành cái dạng này. Nhiều ít cũng hẳn là cùng đi lội bệnh viện đi. Hứa Thuần Lương chờ bọn hắn sau khi đi, tại nơi khởi nguồn điểm tìm được một cây đoạn mất một nửa gậy gỗ, đám người này ra tay cũng điên rồi, hôm nay đã liên tiếp phát sinh hai khởi nhằm vào bọn họ trả thù sự kiện, nếu như tùy ý loại tình huống này đi, không chừng ngày mai muốn phát sinh cái gì, nhất định phải nhanh tướng tai họa ngầm tiêu trừ. Lam Vịnh làng trài hôm nay vẫn không có khai trương, cá chết sự kiện đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn. Cá đường bên trong tôm cá toàn đều đã chết, vùng này bọn hắn sinh ý tốt nhất, đồng hành tướng kỵ, bọn hắn xảy ra sự tình, lập tức có vô số cái phiên bản lời đồn đại ra, dù sao chung quanh tiệm cơm đều vụng trộm vui. Lão bản Hoàng Vĩnh Quân hai ngày này liền vội vàng thanh cá chết đổi nước, hôm nay lại tân tiến một nhóm tươi mới tôm cá, đêm hôm khuya khoắt còn tại hướng đường tử bên trong ném cá đâu, càng sớm khai trương, càng sớm vãn hồi tổn thất, dù sao đến trước mắt mới thôi cũng chưa từng xuất hiện cá chết hiện tượng. Hứa Thuần Lương mang theo một nửa cây gậy đi vào Lam Vịnh làng trài thời điểm, bên trong mười mấy người đang bề bộn đến khí thế ngất trời. Hứa Thuần Lương đứng tại cá đường một bên, chậm rãi từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, móc ra bật lửa còn chưa kịp đánh lửa, liền nghe được có người giận dữ hét, ngươi! Làm cái gì? Hứa Thuần Lương không có vội vã đốt thuốc, nhìn thấy hướng mình nổi giận đùng đùng đi tới chính là chủ tiệm Hoàng Vĩnh Quân. Hứa Thuần Lương thanh thuốc lá thả trở về, cười tủm tỉm nhìn qua Hoàng Vĩnh Quân. Hoàng Vĩnh Quân nhận ra hắn, ngươi tới làm gì? Muốn bị đánh à? Hứa Thuần Lương nói, ngươi người này làm sao không có chút nào hữu hảo à, vừa mới có phải hay không tìm người đánh bằng hữu ta?
ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hứa Thuần Lương cười nói, để tiểu tử kia thanh ảnh chụp giao ra, không phải ngươi cơm này cửa hàng không mở được. Hoàng Vĩnh Quân hai tay chống nạnh, lúc này, cho hắn hỗ trợ hỏa kế đều đến đây, mười mấy người đứng tại Hoàng Vĩnh Quân sau lưng, Hoàng Vĩnh Quân dùng tay chỉ Hứa Thuần Lương nói, ngươi mẹ nó hướng ta cá đường bên trong đạn khói bụi thanh ta cá cho độc chết, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi thế mà tới tìm ta, tiểu tử, gan rất lớn a, ngươi làm gì? Hứa Thuần Lương nói, coi bói, ta nhìn ngươi cơm này cửa hàng phong thủy không tốt, hôm nay những này cá còn phải chết. Muốn bị đánh a? Hoàng Vĩnh Quân sau lưng một cái mọc ra râu quai nón đại hán vạm vỡ giận dữ hét. Hứa Thuần Lương nói, vừa rồi tại cửa tửu điếm chính là ngươi chụp lén a? Chết biến thái, mình không có a, không phải đập người khác. Ngươi mẹ nó nói cái gì? Râu quai nón xông lên duỗi ra hai tay liền đi đẩy Hứa Thuần Lương, nhưng hai tay đẩy lên Hứa Thuần Lương trên lồng ngực, cảm giác như là đẩy tại một con lươn trên, hai tay trượt đi, thân thể bởi vì quán tính xông về phía trước Hứa Thuần Lương chân trái không để lại dấu vết nhất câu, râu quai nón hướng về phía cá đường liền cắm đi vào, phù phù một tiếng rớt xuống cá đường bên trong. Lần này Thanh Hoàng Vĩnh Quân một đám đều cho chọc giận, bọn hắn chuẩn bị cùng nhau tiến lên, Hứa Thuần Lương chỉ vào cá đường nói, nhìn, nhìn. Để ta vừa nói đi, cá lại chết. Chỉ gặp cá đường bên trong, vừa mới bỏ vào không bao lâu cá một đầu tiếp lấy một đầu lại lật bạch cái bụng, râu quai nón chính hướng trên bờ bơi đâu, bên người cá chết đều không ngừng đi lên hiện, hắn bị một màn trước mắt dọa cho ngốc, tràng diện này đi qua tại phim kinh dị bên trong thấy qua, hắn kêu thảm nói, nhanh. Mau đỡ ta đi lên. Đồng bạn đang chuẩn bị đưa tay hỗ trợ. Hứa Thuần Lương nói, trên người hắn có độc, cá chính là hắn cho hạ độc chết, ai đụng ai chết. Hắn kiểu nói này, ai cũng không dám tùy tiện đưa tay, tràng diện này quá kinh khủng, râu quai nón biến thành tôm cá kết thúc người, ai cũng không biết rõ cái này trong hồ nước cá đến cùng có phải hay không hắn cho hạ độc chết. Hoàng Vĩnh Quân nhìn thấy vừa thả đi xuống cá lại tập thể tử vong, đau lòng hắn cũng quên công kích Hứa Thuần Lương, kêu to, đừng thả, đừng đi đến thả, đều đã chết, đều mẹ nó chết rồi. Hắn gấp đến độ thẳng dậm chân, hai mắt tràn ngập oán độc nhìn qua Hứa Thuần Lương, cho rằng khẳng định chính là Hứa Thuần Lương làm. Hứa Thuần Lương cười đến có chút vô tội, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta chính là một coi bói, ngươi xong, ngươi hồ cá này chúng ta, mặc kệ thả cái gì xuống dưới đều phải chết. Hắn lời còn chưa nói hết đâu, một con đại vương bát đảo cái bụng nâng lên. Râu quai nón ướt đẫm bò lên bờ, cóng đến run rẩy. Hứa Thuần Lương nhìn qua hắn nói, ngươi cũng không ngoại lệ, sống không quá đêm nay. Một chốc lát này cá đường bên trong phiêu đến tất cả đều là cá chết, râu quai nón nhìn thấy trước mắt một màn dọa đến hồn phi phách tán, không quan hệ với ta, không quan hệ với ta, nhanh. Nhanh đưa ta đi bệnh viện, Hứa Thuần Lương nói, đi bệnh viện vô dụng, nơi này chúng ta, bác sĩ cũng không cứu được các ngươi, không tin các ngươi thử một chút, thả nhiều ít cá chết nhiều ít cá. Hoàng Vĩnh Quân chỉ vào Hứa Thuần Lương nói, chính là ngươi. Ngươi bỏ xuống độc, con hàng này xuất hiện tại cá đường bên cạnh hai lần đều phát sinh lớn diện tích cá chết hiện tượng, tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Hứa Thuần Lương nói, có chứng cứ liền đi báo cảnh, không có chứng cứ đừng nói hưu nói vượt, râu quai nón, ta đoán chừng ngươi còn có thể sống 2 giờ, tranh thủ thời gian bàn giao hậu sự, không phải không còn kịp rồi. Hứa Thuần Lương nói xong xoay người rời đi. Hoàng Vĩnh Quân kêu lên, đừng để hắn đi, ngăn lại hắn. Bọn hắn đám người này bị Hứa Thuần Lương cho sợ choáng váng, không có một cái nào chủ động tiến lên, Hoàng Vĩnh Quân phất phất tay, đại hắc. Một con chó săn hướng Hứa Thuần Lương lao đến, Hứa Thuần Lương mỉm cười, đột nhiên phát ra một tiếng như dã thú gào thét, chó săn chạy đến nửa đường dọa đến gào thét một tiếng, không biết làm sao lại cải biến phương hướng, trực tiếp nhảy cá đường bên trong đi. Đám người hướng cá đường nhìn lại, đã thấy đầu kia chó săn nhảy đi xuống liền không có nổi lên. Hứa Thuần Lương thở dài nói, xem ra ta nói thật ra không ai tin a. Râu quai nón bỗng nhiên tách ra đám người xông tới, hắn cũng không phải công kích Hứa Thuần Lương, đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt hai tay hợp thành chữ thập, xin khoan dung nói, đại ca, ngài tha cho ta đi, ngài có thể cứu ta, ngài nhất định có xử lý pháp cứu ta. Lúc này sau lưng truyền đến một tràng thốt lên. Lại là vừa vặn nhảy đi xuống con chó kia nổi lên, thẳng tắp phiêu ở trên mặt nước. Râu quai nón hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một chút cho Hứa Thuần Lương quỳ xuống, lấy điện thoại cầm tay ra, đại ca, ta xóa còn không được sao. Đều là Hoàng Vĩnh Quân để cho ta làm, ta cùng các ngươi không cừu không oán, ngài tha ta, ngài tha ta. Hứa Thuần Lương xoay người sang chỗ khác,
cười tủm tỉm nhìn qua Hoàng Vĩnh Quân. Hoàng Vĩnh Quân hiện tại đánh đáy lòng cảm thấy chần đến hoảng, nếu như lần thứ nhất cá đường cá tập thể tử vong kia là ngẫu nhiên hiện tượng, lần này giải thích thế nào? Chó cũng đã chết giải thích thế nào? Con hàng này người nào? Thật chẳng lẽ là coi bói? Chẳng lẽ ta chỗ này thật chúng ta? Hứa Thuần Lương từ dâu quai nón cầm trong tay quá điện thoại di động, dựa theo hắn cho mật mã mở ra điện thoại, con hàng này điện thoại chống nước tính năng không tệ, rớt xuống cá đường bên trong thế mà không có ngâm xấu, ấn mở album ảnh, nhìn thấy Phạm Lý Đạt ảnh chụp, cái này mấy chương chim nhỏ xuất thủy đồ đập đến thật đúng là đủ rõ ràng. Hứa Thuần Lương lật chụp mấy bức lại nhìn chằm chằm hắn thanh ảnh chụp cho xóa bỏ. Hứa Thuần Lương móc ra trong túi thuốc lá, để dâu quai nón giúp hắn đốt, mấy người bị hắn cho dọa cho sợ rồi, ai cũng không dám động thủ với hắn, đương nhiên sợ nhất chính là dâu quai nón, con hàng này nhìn thấy đầy đường chết cá, cho là mình 8-9 phần 10 cũng trúng độc. Hứa Thuần Lương dùng sức hít vài hơi khói, thanh thuốc lá hướng dâu quai nón trên thân phun, dâu quai nón cũng không dám động, cháu nội ngoan một dạng đứng tại Hứa Thuần Lương trước mặt mặc cho hắn bài bố, đừng nói là hướng trên mặt hắn phun khói, coi như hướng hắn trên mặt nhổ nước miếng hắn cũng phải nhẫn. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ dâu quai nón bả vai, trên người ngươi nằm sấp mấy cái quỷ nước. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, dâu quai nón hàm răng run lên, cũng không biết là cóng đến vẫn là bị dọa sợ đến. Hứa Thuần Lương thuốc lá xám hướng đỉnh đầu hắn gõ gõ, đi thôi, nhảy cầu bên trong bơi một vòng, đưa nước quỷ về nhà. Dâu quai nón cắn răng, phù phù một tiếng lại nhảy cầu bên trong, chịu đựng giá rét thấu xương, tại cá đường bên trong bơi một vòng. Để tất cả người không tưởng tượng được chính là, con hàng này một chút nước, con chó kia liền tỉnh lại, ẩm ướt rơi bò lên bờ, cụp đuôi chạy trốn. Tiếp lấy thức tỉnh là con kia đại vương bát, cuối cùng là trong nước đảo bạch cái bụng cá, mất một lúc đã tất cả đều khôi phục bình thường. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sẽ không ai tin tưởng cả, nhưng hết thảy đều là thật sự phát sinh. Sâu quai nón thủy tính không tệ, tại trong hồ nước bơi một vòng vòng, thẳng đến Hứa Thuần Lương gọi hắn. Hắn mới dám bơi vào bờ, cóng đến bờ môi tím thẫm. Hứa Thuần Lương nói, từ giờ trở đi, các ngươi tại cá đường bốn góc mang lên lư hương, nhóm lửa hương hỏa, 7-7-49 ngày bảo trì hương hỏa bất diệt, hết thảy có thể bình thường trở lại, nếu không. Hắc hắc, Hứa Thuần Lương không có nói đi xuống, nhưng tất cả mọi người minh bạch, tối nay là gặp được cao nhân. Hoàng Vĩnh Quân lòng như đao cắt, 49 ngày, đến chậm trễ hắn nhiều ít sinh ý, lại càng không cần phải nói tiêu hao tinh lực. Hắn hiện đang hối hận, căn bản liền không nên chiêu trêu người ta, con hàng này quá lợi hại. Hiện lấy một trương già mặt tiến đến Hứa Thuần Lương bên người, vị đại sư này, ngài nhìn còn có hay không biện pháp khác, ta mở cửa làm ăn, 49 ngày đến chậm trễ không ít tiền. Hứa Thuần Lương nói, lúc trước nếu là hòa khí sinh tài, nào có nhiều như vậy phiền phức, cho nên nói làm người không thể cản rỡ, may người gặp phải là ta, lấy ơn báo oán, đổi thành người khác ai chịu cứu ngươi. Hoàng Vĩnh Quân liên tục gật đầu, hắn hiện tại là không có chút nào dám phản cưỡng. Hứa Thuần Lương nói, bị các người đánh người kia là bằng hữu ta, tiền thuốc men dinh dưỡng phí nói thế nào? Ta bồi, 1 vạn được không? Hứa Thuần Lương cười lạnh một tiếng, Hoàng Vĩnh Quân nói, 2 vạn, ta cái này chuyển cho ngài. Hứa Thuần Lương nói, đuổi ăn mày đâu, ta cũng không lừa ngươi, ngươi làm chuyện xấu, nghĩ tiêu nghiệt liền phải dùng tiền, 1 vạn một ngày. Còn phải muốn tiền mặt, người xem đó mà làm thôi. Hoàng Vĩnh Quân cắn răng, trong lòng suy nghĩ nếu là liền quan 49 ngày hắn thật không thường nổi, thấp giọng nói, 5 vạn, ta chỉ có 5 vạn tiền mặt, ngài thấy có được không? Ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, đại sư, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng chấp nhặt với ta, quấn ta một lần được không? Hứa Thuần Lương nói, dạng này a, vậy cũng phải hương hỏa 7 ngày 7 đêm bất diệt. Hoàng Vĩnh Quân thầm nghĩ, 7 ngày 7 đêm dù sao cũng so 7-7-49 ngày muốn mạnh hơn nhiều lắm, con hàng này chính là cái ôn thần, nghĩ trăm phương ngàn kế bắt hắn cho đưa tiễn, về sau ta nếu là nhìn thấy ngươi liền lẫn mất xa xa. Hắn đi lấy tiểu hắc bao điểm 5 vạn cho Hứa Thuần Lương, đây hết thảy đều là hai người đơn độc tiến hành. Hứa Thuần Lương nắm loại này liền thôn bá cũng không tính tiểu lão bản đơn giản không nên quá dễ dàng, Hoàng Vĩnh Quân nếu là dám can đảm lại làm văn chương. Cái này Lam Vịnh làng trài liền không còn có xoay người cơ hội, cách trước khi đi lại để cho mấy tên đánh người cuồng đồ đập xin lỗi video, một là quay đầu cho Phạm Lý Đạt nhìn, hai là giữ lại chứng cứ, về sau tùy thời có thể nắm đám gia hỏa này. Phạm Lý Đạt bị thương không nặng, tại bệnh viện làm xong kiểm tra cũng không có vấn đề gì lớn, hắn cùng Phó Quốc Dân đạt thành chung nhận thức,
việc này không nên lộ ra, vạn nhất bị đại hội tổ chức mới biết, coi như có thể giúp hắn tìm tới hung tay, nhưng danh dự của hắn thậm chí Đông Châu hình tượng cũng sẽ thụ tổn hại, thậm chí sẽ trở thành mọi người đàm tiếu. Hiện tại lo lắng nhất đến chính là ảnh chụp bị tiết lộ ra ngoài, bất quá trên đường trở về liền nhận được Hứa Thuần Lương tin tức, Hứa Thuần Lương truyền cho hắn mấy chương chim nhỏ xuất thủy đồ, Phạm Lý Đạt xấu hổ sau khi cũng rất cảm thấy vui mừng. Nguyên lai Hứa Thuần Lương sở dĩ không có cùng hắn đi bệnh viện là giúp hắn dập lửa đi, dạng này huynh đệ có thể kết giao. Trở lại khách sạn, Hứa Thuần Lương đơn độc đi Phạm Lý Đạt gian phòng, đưa cho hắn 2 vạn khối tiền, đây là giúp hắn muốn tới tiền thuốc men cùng dinh dưỡng phí, mặt khác 3 vạn là mình vất vả phí, thuận tiện cho Phạm Lý Đạt nhìn đám người kia xin lỗi video. Phạm Lý Đạt nói cái gì không chịu lưu nhiều như vậy, hắn lưu lại 1 vạn, còn lại 1 vạn cho Hứa Thuần Lương. Đã là cảm động đến rơi nước mắt, Hứa Thuần Lương chẳng những giúp hắn xả giận, còn cứu vãn hắn chính trị kiếp sống nếu như lưu điểu đồ bị giải đến trên mạng, Phó Quốc Dân cũng không giữ được hắn. Hình Văn Hổ được mời tham gia Đông Châu Văn Lữ biểu diễn tin tức để Bình Hải các thị đại biểu đều có chút ngoài ý muốn, không qua mọi người rất nhanh liền nghĩ minh bạch, khẳng định là Hình Bí Thư phát giác được Đông Châu được mọi người cho cô lập, cho nên thông qua loại phương thức này đến tiến hành cân bằng, nhưng cân bằng thì phải làm thế nào đây? Liền Đông Châu đội hình như vậy có thể chơi ra hoa dạng gì? Xế chiều hôm đó hội liên hoan tại khách sạn phòng hội nghị lớn cử hành. Hứa Thuần Lương mấy người đi vào hội trường về sau, nhìn thấy mấy chục đài truyền hình đều đi tới hiện trường, tràng diện này hơi cường điệu quá, Bình Hải cái khác 6 thị hợp diễn một bộ Sa Gia Banh, lấy Cô Tô làm chủ, đạo cụ phục hóa đều là từ Cô Tô đài truyền hình mang tới. Bọn hắn tiết mục làm mở màn, Giang Đô Thị Văn Lữ Cục Tề Hồng Diễm đóng vai A Khánh Tẩu. Nam Giang Văn Lữ Cục trưởng Dương Kiến Vũ đóng vai Hồ Truyền Khôi, Cô Tô Văn Lữ Cục trưởng Trương Học Đông đóng vai Kèn Ăn Đức Một, cái khác mấy cái cục trưởng đóng vai cho Hồ Tư Lệnh Người Hầu, không thể không nói bọn hắn mấy tòa thành thị hay là vô cùng đoàn kết. Nhắc tới Tề Hồng Diễm nhưng khó lường, nàng đi qua chính là chuyên nghiệp kinh kịch diễn viên, vừa đăng tràng liền nghênh đón cả sảnh đường màu, bất quá Dương Kiến Vũ cùng Trương Học Đông 2 người cuối cùng không được, biểu hiện tương đối kéo hông, hát kinh kịch còn mang lấy khẩu âm. Bọn hắn bộ phận dưới đài cười vang rõ ràng quá nhiều tiếng vỗ tay. Nếu như riêng lấy nghiệp sư tiết mục đến luận, bọn hắn cái này biểu diễn còn không tính quá không mất, nhưng ngay sau đó là Trường An Văn Lữ Cục tập thể vũ đạo Đại Đường Phong Hoa, người ta vừa đăng tràng, từ múa đẹp đến phục sức đến biểu diễn trực tiếp thực hiện miểu sát, cái này cũng khó trách, người ta Trường An Văn Lữ Cục trực tiếp thanh tỉnh ca vũ kịch đoàn cho chuyển tới. Phó Quốc Dân có chút cười trên nỗi đau của người khác, tâm nói các ngươi không mang bọn ta Đông Châu chơi. Còn nghĩ đến đám các ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì, thật sự là trong nội chiến đi ngoại chiến ngoài nghề, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Nhưng Phó Quốc Dân trò cười người hoàn mỹ nhà lập tức liền nghĩ đến mình, dù sao 6 thị đồng minh còn có thể lấy ra một vị chuyên nghiệp diễn viên, Tề Hồng Diễm A Khánh Tẩu hát đến vẫn là rất địa đạo, bọn hắn bên này làm sao bây giờ, chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô Tình vị này chuyên nghiệp người chủ trì trên thân, Hứa Thuần Lương khẳng định là không được. Dù sao không phải chuyên nghiệp diễn viên. Lúc đầu cảm thấy Trường An, Đại Đường Phong Hoa, đã là hôm nay biểu diễn đỉnh phong, nhưng ngay sau đó lớn vịnh khu tới một cái múa sư, thanh không khí hiện trường tô đậm đến càng phát ra náo nhiệt. Tân Môn Văn Lữ Cục Tướng Thanh, Đông Bắc Văn Lữ Cục Tiểu Phẩm, một cái thi đấu một cái lợi hại. Đừng nhìn người xem đều mừng rỡ ngửa tới ngửa lui, nhưng là Bình Hải Văn Lữ Cục người đứng đầu Hình Văn Hổ biểu lộ lại trở nên chưa từng có nghiêm trọng, qua loa. Không nghĩ tới cả nước văn lữ hệ thống bên trong cuốn thành cái dạng này, đây không phải văn lữ vòng, nhanh gặp phải văn nghệ vòng, chủ yếu là người ta chuẩn bị so với bọn hắn muốn đầy đủ, Bình Hải lên đài tốt xấu là văn lữ cục đội hình, cái khác tỉnh thị phần lớn mời ngoại viện. Hình Văn Hổ cũng bắt đầu nghĩ lại xem ra lạc hậu không chỉ là Đông Châu văn lữ ý thức, toàn bộ Bình Hải đều có chút rơi ở phía sau, không phù hợp bọn hắn kinh tế tỉnh lớn thân phận A. Làm mở màn tiết mục Sa Gia Banh đã bị các tỉnh văn lữ nghiền ép, Bình Hải đã là văn hóa tỉnh lớn lại là kinh tế tỉnh lớn, liền lấy ra dạng này tiết mục mất mặt A, đại hội còn đặc địa cho bọn hắn Bình Hải 2 cái tiết mục đãi ngộ, bây giờ có thể cho Bình Hải tìm về điểm mặt mũi hy vọng tất cả đều ký thác vào Đông Châu cái tiết mục này bên trên. Đại hội tổ chức nhân viên nhắc nhở bọn hắn đi chuẩn bị, Hình Văn Hổ cùng Hứa Thuần Lương cùng rời đi. Phó Quốc Dân không mất cơ hội cơ hướng Hình Văn Hổ nói, Hình Bí Thư cố lên. Hình Văn Hổ cười cười. Đông Châu Văn Lữ Cục Bá Vương biệt cơ tại Nam Hoàn Văn Lữ Cục kịch Hoàng Mai Thiên Tiên Phối, về sau đăng tràng, tất cả mọi người cho rằng đây cũng là một cái châu ngọc phía trước diễn xuất sắp xếp, bởi vì Nam Hoàn Văn Lữ Cục phái ra vẫn là chuyên nghiệp đội ngũ,
bọn hắn biểu diễn cũng thắng được chưa từng có tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngay sau đó, Bình Hải Văn Lữ người đứng đầu Hình Văn Hổ liền đăng tràng. Ánh đèn sáng lên, một chùm sáng đánh tới trên sân khấu, Hình Văn Hổ vai trò chuyên nghiệp khảo cổ nhân viên ngay tại trên sân khấu đào móc cái gì, hắn phát hiện một thanh kiếm, tháo kiếm lão xuống, trầm giọng nói, đây là cái gì? Hình Văn Hổ vừa mới mở miệng, dưới võ đài liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, dẫn đầu vỗ tay chính là Bình Hải Văn Lữ hệ thống đại biểu, đại lãnh đạo đừng nói niệm lời kịch, coi như thả cái rắm cũng là hương. Phía sau hình chiếu đánh ra ba chữ to, Đông Châu Hí Mã Thai, đây là Đông Châu mang tính tiêu chí điểm du lịch một trong. Trước công nguyên năm 206, Hạng Vũ diệt Tần về sau, tự lập làm Tây Sở Bá Vương, định đô Đông Châu, tại thành Nam gần dặm Nam Sơn bên trên, cấu trúc sùng đài, để xem hí ngựa, tên cổ Hí Mã Thai. 4. Một tay cầm kiếm Hình Văn Hổ nâng đỡ kính lão, cất cao giọng nói, Hí Mã Thai. Năm đó Tây Sở Bá Vương cùng Ngu Cơ hí ngựa ngắm cảnh chỗ. Nhớ năm đó, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ, Sở Bá Vương cỡ nào anh hùng. Ánh đèn lại lần nữa toàn diệt, một lần nữa sáng lên thời điểm, tiếng giết trận trận Hứa Thuần Lương vai diễn thân xuyên trọng giáp Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ sải bước đi hướng sân khấu. Hiện trường lặng ngắt như tờ, đừng quản Hứa Thuần Lương diễn kỹ như thế nào, cái này hóa trang thật sự là uy mãnh, một thân bầm đen sắc cương giáp, người khoác đỏ chót áo choàng, đầu báo vòng mắt, tóc dài râu quai nón. Tay cầm thiên long phá thành kích, hướng chỗ ấy vừa đứng, uy phong lẫm liệt, bá khí bên cạnh lộ, hiển nhiên một cái chiến thần trùng sinh. Hứa Thuần Lương bộc phát ra hét lớn một tiếng, này! Ai dám đến chiến? Cái này một cuống họng thanh tất cả mọi người kinh ngạc một chút, đã hoàn toàn đắm chìm trong năm đó Hán Sở tranh hùng cao chót vót trong năm tháng. Vai diễn Ngu Cơ Tô Tình đăng tràng, nàng cổ trang quá đẹp, khuôn mặt như vẽ, khí chất siêu phàm thoát tục, cả người liền như là trong tranh đi ra tới. Liền hai người này hướng trên sân khấu vừa đứng, nam tịnh nữ Mỹ, dễ vốn không dùng biểu diễn, quá đẹp mắt. Đại vương, cũng may cái này cai hạ chi địa, chạm gác cao tuyệt nham, không dễ đánh vào, đợi đến cơ hội, lại đổ phá vây cầu cứu, cũng còn không muộn. Ứng phó có rượu, sẽ cùng đại vương đối ẩm mấy chén. Như thế, rượu đến. Hai người đối ẩm một tôn. Hứa Thuần Lương thở dài nói, nghĩ ta Hạng Vũ Hồ. Lực bạt sơn hà khí cái thế, lúc bất lợi này truy không trôi qua này nhưng làm sao, ngu này nại như thế nào. Con hàng này thanh âm to, trung khí 10 phần, thanh âm trong đại sảnh vang vọng thật lâu, đài này từ bản lĩnh tương đương có thể, liền Tô Tình đều cảm thấy hắn có biểu diễn thiên phú. Tô Tình ảm đạm, đại vương khẳng khái bi ca, thúc người rơi lệ. Đợi thiếp phi ca múa một lần, trò chuyện để giải lo như thế nào. Làm phiền ái phi. Hai người bốn mắt tương giao, tình ý giả dích, Tô Tình một đôi mắt đẹp bên trong ẩn ngấn lệ, nàng thậm chí thật muốn trở lại lúc ban đầu, chỉ cần dài bạn bên cạnh hắn, coi như làm ái phi lại như thế nào. Trong lòng một trận ngượng ngùng, vì sao lại có ý nghĩ như vậy? 5. Như thế thiếp phi bêu xấu. Tô Tình lui ra, lại trèo lên sân khấu thời điểm, cầm trong tay hai vai, đưa lưng về phía Hứa Thuần Lương xóa đi nước mắt, dưới võ đài người xem đã hoàn toàn đắm chìm trong nàng biểu diễn bên trong. Quả nhiên là ta gặp càng yêu, cái này Đông Châu Văn Lữ cục quá lợi hại, lại có xinh đẹp như vậy thành viên liền Tô Tình cái này nhan trị, coi như Ngu Cơ trùng sinh cũng không gì hơn cái này. 3. Tô Tình ảm đạm hít một tiếng, a, à, bắt đầu quay người múa kiếm. Tô Tình là nhận qua chuyên nghiệp vũ đạo huấn luyện, nàng múa kiếm cũng không phải là nặng như võ bản thân, mà là thiên về tại vũ đạo, mặc dù không có cái gì thực chiến tác dụng, nhưng là so với võ thuật bản thân càng thêm phiêu giật đẹp mắt. Mắt thấy Tô Tình tại trên sân khấu dáng múa nhẹ nhàng như xuân yến dương cánh, khi thì lại phiên nhược giao long, nàng diễn dịch rất có đánh vào thị giác lực, dưới đài người xem từng cái hoa mắt thần mê, tiếng vỗ tay không ngừng, gọi tốt không ngừng bên tai. Phó Quốc Dân cùng Phạm Lý Đạt liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là mừng rỡ, giao cho Hứa Thuần Lương chuẩn không sai, lần này có thể nói trên cơ bản là ổn, chỉ ít vượt qua 6 thị liên minh, xa ra banh là không có vấn đề. Trên sân khấu truyền đến lời thuyết minh. Vẫn là Hình Văn Hổ khách mời. Khởi bẩm đại vương, quân địch tứ phía đến công, chuyên tới để báo biết. Hứa Thuần Lương tiến lên một bước, phân phó chúng tướng tứ phía nghênh địch. Khởi bẩm đại vương, bát ngàn bộ đội con em đều đã tan hết. Hứa Thuần Lương chuyển hướng Tô Tình, ái phi, mau mau theo cô giết ra khỏi trùng vây. Tô Tình chỉ hướng ra phía ngoài, hán binh, hắn, bị giết tiến đến rồi. Hứa Thuần Lương quay người nhìn lại.
hắn vừa quay đầu lại, Tô Tình liền rút ra bên hông hắn bảo kiếm, Hứa Thuần Lương ý thức được bị lừa, mãnh vừa quay đầu lại, kinh gặp bên hông dành thời gian vỏ kiếm. Ngu Cơ đã huy kiếm tự vẫn tại trước mặt hắn. Hứa Thuần Lương phát ra đau đến không muốn sống tiếng hô, hắn ôm chặt Tô Tình thân thể mềm mại, bình tĩnh mà xem xét con hàng này biểu diễn khoa trương một chút, nhưng là trên sân khấu muốn được chính là cái này hiệu quả. Lúc này đèn chiếu đánh vào trên người của bọn hắn, không biết từ chỗ nào bay tới từng cái hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, quay chung quanh tại chung quanh bọn hắn thật lâu không muốn rời đi. Tiếng âm nhạc vang lên, một khúc khúc dương cầm hóa bướm vang lên, trong nháy mắt tướng không khí hiện trường đẩy tới đỉnh điểm, thăng hoa. Quá nghiêu bức, quá hợp với tình hình, chỉ là cái này hồ điệp tình huống như thế nào. Để tất cả người không tưởng tượng được chính là, đánh đàn dương cầm chính là Bình Hải Văn Lữ Cục người đứng đầu Hình Văn Hổ. Lão Hình hôm nay có thể nói tướng tự thân tài nghệ phát phung tới cực hạn, mặc dù khúc dương cầm cùng Bá Vương Biệt Cơ không hòa hợp, nhưng là tại dạng này bầu không khí hạ diễn dịch ra làm ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm, nhìn xem người ta Bình Hải Văn Lữ, người ta chơi chính là cao nhã, lịch sử nhân văn kết hợp, cổ điển cùng hiện đại kết hợp, bi tình cùng lãng mạn kết hợp, tình yêu cùng chiến tranh kết hợp, ngắn ngủi trong vòng 10 phút, có cố sự, có âm nhạc, có địa phương văn lữ mở rộng. Còn có Mạn Thiên Phi Vũ Hồ Điệp. Tất cả mọi người không rõ, cái này Hồ Điệp là từ đâu mà khai ra, máy tính làm ra sao. Công nghệ cao quá nghiêu bức. Một con bướm bay đến Nam Giang Văn Lữ Cục trưởng Dương Kiến Vũ trước mặt, Dương Kiến Vũ duỗi ra hai tay, đánh con ruồi một dạng tướng cái này con bướm chụp chết tại trong lòng bàn tay. Hắn cũng không phải muốn giết sinh, mà là đơn thuần nghĩ nghiệm chứng một chút cái này Hồ Điệp là thật là giả. Nhìn qua trong lòng bàn tay chết Hồ Điệp, hắn có thể xác nhận. Cái này hồ điệp là thật. Bên người vai diễn A Khánh Tẩu Tề Hồng Diễm nhíu mày, cái này Dương Kiến Vũ tay cũng quá đen tối, xinh đẹp như vậy hoa hồ điệp trêu chọc ngươi rồi. Xuất thủ liền cho chụp chết, đây chính là hiện thực bản là thủ tồi hoa. Trên sân khấu ánh đèn sáng lên, Tô Tình từ Hứa Thuần Lương trong ngực ngồi dậy, mời Hình Văn Hổ cộng đồng chào cảm ơn, thẳng đến bọn hắn đi xuống sân khấu, tiếng vỗ tay đều không gián đoạn qua. Hình Văn Hổ trong lòng cái này thống khoái A. Cái gì gọi là càng già càng dẻo dai, cái gì gọi là lão tướng xuất mã. Cũng làm cho cả nước đồng hành kiến thức một chút chúng ta Bình Hải Văn Lữ hùng hậu thực lực. Hứa Thuần Lương đi ở bên cạnh hắn không mất cơ hội cơ nịnh nọt nói, lão tướng xuất mã một cái đỉnh hai, năm đó Hạng Vũ bên người nếu là có ngài vị lão tướng này, đoán chừng Lưu Bang cũng chơi không lại hắn. Hình Văn Hổ cười ha ha vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai, khôi giáp có chút cấn tay cái này thân khôi giáp mặc dù uy mãnh, nhưng là già chìm. Người bình thường nhưng hâu không ở, hắn để Hứa Thuần Lương nhanh đi hậu trường tháo trang sức. Hình Văn Hổ vốn chính là hiện đại giả ra hiện, căn bản không cần tháo trang sức, trực tiếp về tới thính phòng, giúp một tay hạ đụng lên đến nhao nhao cho hắn điểm tán. Phó Quốc Dân động tác hơi chậm một chút, đều không có chen vào Hình Văn Hổ bên người. Thẳng đến Hình Văn Hổ ngồi xuống, cùng Phó Quốc Dân còn cách hai chỗ ngồi, Hình Văn Hổ chủ động hướng Phó Quốc Dân cười nói, các ngươi Đông Châu Văn Lữ rất có tiềm lực. Phó Quốc Dân trong lòng kích động vạn phần, có thể có được lãnh đạo khẳng định thật sự là không dễ dàng, may mắn mà có Hứa Thuần Lương, cái này kiên định hơn hắn muốn đem Hứa Thuần Lương cho đào được Văn Lữ Cục quyết tâm, việc này không nên chậm trễ, lập tức liền xử lý, nhân tài như vậy ngàn vạn không thể bị người khác nhanh chân đến trước. Có thể là Bá Vương Biệt Cơ, diễn xuất hiệu quả thực sự quá rung động, tiếp xuống mấy cái tiết mục đều để mọi người cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Cái cuối cùng áp trục tiết mục là võ thuật biểu diễn. Đầu tiên là Thiếu Lâm võ giáo tập thể biểu diễn Thiếu Lâm quyền, sau đó là võ đăng đạo sĩ biểu diễn võ đăng kiếm, nói trắng ra chính là thể dục đồng diễn, cái đồ chơi này chủ phải để ý cái đều nhịp. Sau đó trong nước mấy đại vũ thuật chi hương thay nhau đăng tràng, đầu tiên ra sân chính là Ký Bắc sư thành vũ kiến minh mông hồ có biểu biển hùng phong mà nói. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, tại Minh Thanh thời kỳ đi ra võ tiến sĩ, cử nhân võ 1937 tên. Nguyên khởi hoặc lưu truyền sư thành môn phái, quyền giới đạt 52 loại nhiều, chiếm cả nước 4 thành, danh xưng võ thuật nơi phát nguyên chi. Thế kỷ trước đầu thập niên 90, bị quốc gia thể ủy đám đầu tiên mệnh danh là võ thuật chi hương, trở thành cả nước cái thứ nhất lấy được vinh hạnh đặc biệt này địa cấp thành phố. Sư thành văn lữ phái ra đại biểu mạnh đức chính là cả nước ba giới bát cực quyền quán quân, một bộ bát cực quyền đánh cho hổ hổ sinh phong. Lỗ Nam Tào Châu cũng là võ thuật chi hương. Bọn hắn hôm nay phái ra đại biểu lên đài biểu diễn hoa mai quyền. Đại Loan Thiện Thành Vịnh Xuân cao thủ Lương Tán đăng tràng dẫn tới toàn trường gieo hò, dù sao Vịnh Xuân bởi vì phim, Diệp Vấn, nhiệt độ chính cao,
hắn cũng rất hợp với tình hình mặc vào áo trắng quần đen, chợt nhìn qua cùng Diệp Vấn từ trong phim ảnh đi tới giống như. Ba vị tông sư ăn mặc cao thủ riêng phần mình sau khi biểu diễn, lại cùng Thiếu Lâm Võ Đang đám đệ tử kia từng đôi chém giết, biểu diễn tất cả đều là xáo lộ, trên cơ bản đều là quyền cước còn không có chúng vào người đối chiến liền khoa trương hoặc lui ra phía sau hoặc ngã xuống đất. Hiện trường người xem cũng phi thường cổ động, tiếng vỗ tay không ngừng, trên màn hình đánh ra trong nước chứ danh võ thuật chi hương danh tự, nhưng là chưa từng xuất hiện Đông Châu cùng Hán huyện danh tự, Hán huyện là nhóm đầu tiên, Đông Châu là nhóm thứ ba. Sư thành bát cực quyền quán quân Mạnh Hữu Đức liên tiếp lấy xinh đẹp thiếp sơn kháo đụng bay hai vị tăng nhân, hét lớn, còn có ai? Đây là biểu diễn bên trong một cái khâu, tiếp xuống hẳn là ký Bắc Hình Châu Đàm Thối đại sư Mã Bảo Dân ra sân, Mã đại sư hướng trên sân khấu thời điểm ra đi, bên người có người như một trận gió vào tới. Mã đại sư có chút mộng bức, con hàng này là ai a? Người ta đã đến trên sân khấu, cất cao giọng nói, Đông Châu Hứa Thuần Lương, trước tới khiêu chiến. Ngựa đại sư lời kịch là Hình Châu Đàm Thối truyền nhân chuyên tới để lĩnh giáo, lần này hắn triệt để mơ hồ, hiện tại là lên hay là không lên. Mã Bảo Dân mộng bức, trên đài Mạnh Hữu Đức càng mộng bức, nói tốt lắm biểu diễn, này làm sao còn tới một cái đập phá quán. Cho là ta không biết ngươi a, Hứa Thuần Lương, vừa mới diễn hạng vũ cái kia, thật sự cho rằng ngươi diễn Sở Bá Vương liền vô địch thiên hạ rồi. Trên khán đài đa số người đều cho rằng là biểu diễn. Nhưng là Tô Tình phi thường rõ ràng không phải. Vừa mới gỡ xong trang trở lại dưới đài Tô Tình cả kinh đôi mắt đẹp trợn lên, Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương, ngươi thật là không bớt lo, chúng ta tiết mục đều biểu diễn xong, ngươi lại đi tới tú tồn tại gì cảm giác. Hứa Thuần Lương hướng Mạnh Hữu Đức vẫy vẫy tay nói, này, ai dám đến chiến. Lại đem vừa rồi lời kịch lặp lại một lần. Dưới đài ồn ào cười to, cảm giác có ý tứ, có chút quan công chiến Tần Quỳnh hương vị. Hứa Thuần Lương hướng Mạnh Hữu Đức vẫy vẫy tay nói, người qua đây a. Mạnh Hữu Đức lúc này mới nhận ra Hứa Thuần Lương, vừa rồi bọn hắn ở phía sau đài gặp được, Hứa Thuần Lương nhìn thấy bọn hắn một đám người ở phía sau đài thời điểm, nghe nói bọn hắn đang nghị luận võ thuật chi hương, chủ động tới chụp vào hai câu gần hồ, nói bọn hắn Đông Châu, Hán huyện cũng là võ thuật chi hương. Mạnh Hữu Đức khịt mũi coi thường, trực tiếp tới một câu chưa nghe nói qua, một câu thanh Hứa Thuần Lương đắc tội. Hứa Thuần Lương người này từ trước đến nay là ngươi kính ta một thước, ta cũng kính ngươi một thước, ngươi nếu là được một tấc lại muốn tiến một thước, ta phải hướng phía trước nhiều tiến một trượng. Mạnh Hữu Đức gật đầu nói, Đông Châu hạng vũ, ta đến lĩnh giáo. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, giống như mãnh hổ xuống núi hướng Hứa Thuần Lương phát khởi công kích. Bát cực quyền đón đánh cứng rắn tiến không ngăn cản, toàn thân cao thấp nhưng vì trước, thiếp sơn kháo lấy vai khuỷu tay chi lực đến nhờ đánh đối diện vật thể, uy lực to lớn. Thiết sơn dựa vào cần lấy chân phá vỡ, lấy vượt phá vỡ vai khuỷu tay là đỉnh điểm, hướng địch nhân đỉnh ra, nặng tại sức eo phát lực, cung cấp đầy đủ lực lượng, cung cấp tồi khô lạp hủ kinh lực, làm địch nhân bị thương nặng, thụ lực điểm nhỏ hơn, lực giảm sóc khoảng cách muốn vừa phải, có xả thân không ta chi ý, dũng cảm không sợ hào khí. Đón đánh cứng rắn tiến, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Mạnh Hữu Đức vừa mới ra tay đều chỉ là biểu diễn, lần này là đến thật. Đương nhiên cũng không hề dùng đem hết toàn lực, không muốn cho đối phương tạo thành tổn thương, chỉ là nghĩ đụng Hứa Thuần Lương một cái giấm đôn, để hắn ở trước mặt mọi người mất mặt mà lại hắn hô lên Đông Châu hạng vũ, thật thanh Hứa Thuần Lương đánh bại, theo một ý nghĩa nào đó tương đương tướng Đông Châu võ thuật tại chỗ nghiền ép, cái gì Đông Châu võ thuật chi hương, cùng chúng ta sư thành so, các ngươi tính cái đến con a. Mạnh Hữu nước mắt thấy là phải đâm vào Hứa Thuần Lương trên thân, Hứa Thuần Lương bước chân khẽ động, linh xà bát bộ đã khởi động. Mạnh Hữu Đức thấy hoa mắt lập tức đã mất đi mục tiêu, hắn dù sao cũng là trong môn cao thủ, phát hiện tình huống biến hóa về sau, lập tức thu hồi lực lượng dừng bước lại, cũng may mắn hắn mới vừa rồi không có đem hết toàn lực, không phải nghĩ lập tức thu hồi lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy. Dưới đài truyền đến một tràng thốt lên, lại là Hứa Thuần Lương đã linh hoạt né tránh Mạnh Hữu Đức công kích, vây quanh phía sau hắn, lấy thiếp sơn kháo đối thiếp sơn kháo. Hứa Thuần Lương công lực mặc dù chưa thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng là hắn tại võ học trên tầm mắt không có chút nào lui bước, đến hắn loại này cảnh giới tông sư, bất kỳ môn phái nào võ học chỉ muốn nhìn lên một cái trên cơ bản liền có thể rõ ràng trong lòng. Hứa Thuần Lương sử xuất chính là cùng Mạnh Hữu Đức cơ hồ giống nhau như đúc thiếp sơn kháo, hắn cũng không có ra sao dùng sức, cái này gọi thuận nước đẩy thuyền. Mạnh Hữu Đức lực lượng còn chưa hoàn toàn thu hồi, bị Hứa Thuần Lương đẩy, lập tức đặt chân bất ổn.
bạch 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 xông về trước ra hơn 10 bước, vậy mà vọt thẳng đến sân khấu biên giới, Mạnh Hữu Đức vẫn là không cách nào đứng vững, chỉ có thể nhảy xuống sân khấu. Hứa Thuần Lương khoát tay áo, ý là ngươi không được, hét lớn, còn có ai? Vịnh Xuân Lương Tán, áo trắng quần đen, một bộ tông sư khí phái Lương Tán ra sân. Vịnh Xuân quyền cường điệu gần hơn đánh làm chủ, lấy hai tay làm chủ, lấy khoái công làm chủ. Gần thể đánh chiếm thành công yếu quyết, chính là thời gian thứ nhất, hết thảy kỹ thuật động tác đồng đều phụ thuộc tại thiết tiết kiệm thời gian, làm cân nhắc kỳ thật dùng khi nào chỗ nào tiêu chuẩn. Vịnh Xuân quyền nhất là cường điệu ngắn cách lý niệm, tỉ như muốn quyền đoạt trung tuyến lấy đạt khoảng cách ngắn nhất cùng thời gian nhanh nhất tấn công mạnh. Tại kỹ pháp trên cường điệu tinh giản lý niệm, dùng đơn giản nhất động tác hoàn thành trực tiếp nhất tiến công, tinh giản thực dụng gọn gàng dứt khoát khoái công động tác phù hợp hiện đại quyền thuật khái niệm. Muốn làm gần thể thực chiến đánh thật hay, huyền bí ở chỗ làm đối phương mất đi cân bằng. Tỉ như xoay đấu lúc thị giác khó mà phát huy, toàn bằng tứ chi xúc giác phản xạ có điều kiện, lập tức cảm giác đối thủ trọng tâm biến động mà cấp tốc phản ứng, khiến cho mất ổn mà bị đánh bại hoặc ngã sấp xuống. Đương trung khu thần kinh hệ thống thành lập phức tạp phản xạ có điều kiện lúc, hai tay có thể đạt tới phản ứng số không mẫn cùng tùy cơ ứng biến, đang nhanh chóng thiên biến vạn hóa trong thực chiến có thể ứng phó từ như. Bởi vậy, có thể cho rằng nó là Vịnh Xuân quyền căn cứ cơ bản kỹ thuật hệ thống tổng kết ra vô chiêu thắng hữu chiêu tư tưởng chủ yếu căn cứ. Lương Tán dáng người không cao, thích hợp cận chiến, nương tựa theo linh hoạt bộ pháp trong nháy mắt gần sát Hứa Thuần Lương, bình thường tới nói ứng đối Vịnh Xuân nên dương trường tránh đoạn. Nhưng là Hứa Thuần Lương cũng không tận lực kéo xa lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Lương Tán mừng rỡ trong lòng quyền khuỷu tay xuôi theo mình trung tuyến phát ra, đánh về phía đối thủ trung tuyến bình thường là khoảng cách gần không tốt nhất phòng thủ địa phương. Lương Tán ra quyền về sau, Hứa Thuần Lương chân kế tiếp thuấn di động tác, tướng khoảng cách giữa hai người kéo xa, Lương Tán một quyền này lập tức thất bại. Lương Tán không cho Hứa Thuần Lương cơ hội thở dốc, lợi dụng chi, eo, vai, khuỷu tay, cổ tay, quyền chỉnh thể tính công kích, thậm chí tăng thêm toàn thân bắn vào bốc đồng, từng bước ép sát, gắng đạt tới mỗi một lần công kích đều có thể đạt tới lớn nhất đả kích tốc độ cùng lực lượng, bộ pháp trên cũng là từng bước tới gần, không cho Hứa Thuần Lương tướng khoảng cách kéo xa. Vịnh Xuân quyền giảng cứu kinh tế nguyên tắc, đã quyền đánh đi ra, coi như thất bại, cũng sẽ không thu về, tận lực bên ngoài phát sinh biến hóa, nếu một kích không trúng, liền cải biến phương hướng lại kích, đây chính là trường kiều phát lực chi ý. Cũng chính là thường nói thốn kinh. Hứa Thuần Lương tránh thoát Lương Tán xông quyền. Lương Tán lập tức mượn cầu tướng tay tiếp trong nháy mắt sử dụng dính tay nghĩ phải nhanh chí thắng, song quyền như máy xay gió đánh về phía Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương khen một câu, tốt. Lương Tán ra quyền động tác tại trong mắt người bình thường nhanh như thiểm điện, nhưng là tại Hứa Thuần Lương xem ra lại như là động tác chậm chiếu lại, hai người tại tu vi võ học trên chênh lệch thật sự là quá lớn, không phải Lương Tán quyền pháp không tinh. Mà là hắn không xảo ngộ đến một vị kiếp trước hoành hành võ lâm ma đầu. Hứa Thuần Lương một cái xông quyền kích ra, thốn kình phát lực, rõ ràng là đạt được Vịnh Xuân tinh túy. 3. Lương Tán gần như không thể tin tưởng con mắt của mình, người này cũng hiểu Vịnh Xuân, mà lại quyền nhanh chóng chí ít vượt qua bản thân gấp đôi, kỳ thật đâu chỉ gấp đôi, chỉ là hắn nhận biết chỉ có thể đến tới tình trạng như vậy. Lương Tán xuất thủ bảo vệ chặt trung tuyến, tận chiếm ngắn nhất quyền quỹ chi ưu thế. Hắn thấy vô luận đối phương một tay xuất kích hoặc song phương liên kích, hắn đồng đều nhưng đoạt trước chúng đích, lại theo tay chân tức tiêu tay lý lẽ niệm, đồng thời tướng đối phương công kích hóa giải thành vô hình bên trong, nhưng là tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, hết thảy đều thùng rỗng kêu to. Hứa Thuần Lương một quyền đánh trúng Lương Tán bộ ngực, Lương Tán chỉ cảm thấy một cỗ chưa từng có lực lượng cường đại truyền tới trên người mình, hắn căn bản là không có cách đứng thẳng, bay lên không bay ngược mà lên. Lương Tán thầm kêu không ổn. Lần này muốn tại trước mặt mọi người quảng cái ngã chồng vó, mình bại việc nhỏ, Vịnh Xuân mất mặt chuyện lớn. Rơi xuống đất thời điểm hắn muốn kiệt lực đứng vững, nhưng là tại như thế lực lượng cường đại hạ nghĩ phải gìn giữ cân bằng nói nghe thì dễ. Đúng vào lúc này, có người tại sau lưng của hắn nhẹ nhàng nâng lên một chút, Lương Tán rốt cục vẫn là đứng yên tại trên sân khấu, không có đặt mông ngồi dưới đất, dù là như thế đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tập trung nhìn vào. Lại là Hứa Thuần Lương thời khắc mấu chốt ra tay giúp hắn hóa giải xấu hổ, mới không còn khiến cho hắn quá khó nhìn. Hứa Thuần Lương cũng coi là hạ thủ lưu tình. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở hướng hắn chắp tay nói, lĩnh giáo. Hình Châu Đàm Thối đại sư Mã Bảo Dân lúc này cũng lên đài, hắn cũng là mộng nửa ngày mới hiểu rõ trạng huống, vị này hạng vũ là đến đập phá quán. Mã Bảo Dân không chút khách khí, trực tiếp trên tuyệt chiêu,
10 đường đàm thối liên phát mà tới. Một đường thuận bước đơn roi thế, hai đường thập tự khởi nhảy đạn, ba đường đóng mã tam thế, bốn đường nghiêng đá chống đỡ xóa cản. Hứa Thuần Lương mới mặc kệ hắn mấy đường, Mã Bảo Dân dùng chân hắn cũng dùng chân. Mã Bảo Dân tự xưng là thối công có thể nứt ra thạch, nhìn thấy người trẻ tuổi kia làm một mình cùng mình cứng đối cứng, trong lòng tự nhủ chính hợp ý ta, đá không chết ngươi quản đổi. Nhưng là hắn 10 đường đàm thối chỉ đi tới thứ tư đường liền tiến hành không nổi nữa, Hứa Thuần Lương chân so tảng đá cứng rắn nhiều, hai người chân đối chân va chạm, thua thiệt là Mã Bảo Dân. Mã Bảo Dân kỳ thật sự xuất thứ nhất đường đàm thối liền biết lợi hại, nếu như không phải thấy rõ đối thủ thật sự coi chính mình đá trúng thiết bản đi lên. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Mã Bảo Dân cái này phiền muộn a, sớm biết liền không được, lần này tốt, có chút đâm lao phải theo lao, đầu óc hắn cũng đủ linh hoạt, chân đau đến thanh lời kịch cho nhớ lại, người đến người nào. Hứa Thuần Lương lại hét lớn một tiếng, Đông Châu Hạng Vũ. Mã Bảo Dân bị hắn trung khí 10 phần thanh âm dọa đến trong lòng sợ run cả người, còn tốt con hàng này tự xưng Hạng Vũ, ta Mã Bảo Dân thua ở Hạng Vũ trong tay cũng không mất mặt. Trên sân khấu một bang thiếu lâm võ đang đệ tử đều mơ hồ, diễn tập thời điểm không có một màn này a, à, cái này Hạng Vũ đến cùng từ nơi nào nhảy ra. Lúc này trên khán đài tiếng vỗ tay như sấm không rõ nội tình, người xem đều kêu lên, trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, dù sao mọi người trên cơ bản đều đã nhìn ra, cái này Đông Châu Hạng Vũ có thể đánh cực kỳ. Hứa Thuần Lương thấy tốt thì lấy, hướng đám người ôm quyền, có ai không phục, đến Đông Châu tìm ta. Con hàng này quay người xuống đài, Mã Bảo Dân cùng Lương Tán hai mặt nhìn nhau, lúc đầu bọn hắn còn có đối chiến đâu, tiếp xuống diễn vẫn là không diễn. Còn tốt đã đến giờ, người chủ trì đi đến sân khấu, tạ ơn các vị đặc sắc diễn xuất. Cùng ngày hội liên hoan kết thúc sau lại là ăn liên hoan, cả nước các nơi văn lữ cục tề tụ một đường, nâng ly cạn chén, trao đổi lẫn nhau, tại trên bàn rượu liền đạt thành không ít chung xây hiệp nghị. Đừng nhìn Đông Châu văn lữ cục hôm nay tiết mục thu được cả sảnh đường màu, nhưng là Đông Châu du lịch tài nguyên nghiệp nội đều rõ ràng, không có có người chủ động tìm bọn hắn trò chuyện chung xây, một cái có ý hướng đều không có. Phó Quốc Dân nhìn qua loay hoay quên cả trời đất Nam Giang văn lữ cục trưởng và Cô Tô văn lữ cục trưởng. Loại này bị người vắng vẻ tư vị cũng không tốt thụ. Hứa Thuần Lương không có cảm thấy có cái gì, an ủi Phó Quốc Dân nói, hôm nay ngươi nhìn ta không dậy nổi, ngày mai ngươi không với cao nổi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng hiện thực tình trạng để Phó Quốc Dân có chút khó xử, nếu như cứ như vậy trở về, chẳng phải là quá lúng túng, người khác không tìm bọn hắn có thể chủ động xuất kích a. Phạm Lý Đạt cùng bản tỉnh cái khác thành thị văn lữ cục trưởng tương đối quen thuộc, chuyện này đến làm cho hắn đi. Quay người phát hiện Phạm Lý Đạt không ở bên người, bốn phía siêu tầm thời điểm, Phạm Lý Đạt mang theo kính râm đến đây, đeo kính râm nguyên nhân là một con mắt còn sưng, sợ bị người khác nhìn ra. Phạm Lý Đạt vừa mới đi nhà cầu, từ khi bị chụp lén về sau, hắn liền rơi xuống nước tiểu nhiều lần mau bệnh, động một chút lại muốn đi nhà xí, hoài nghi mình tuyến tiền liệt có vấn đề, dự định về Đông Châu về sau ngay lập tức đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra một chút. Phó Quốc Dân để Phạm Lý Đạt đi chủ động xuất kích. Phạm Lý Đạt bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đi, hắn lựa chọn là Giang Đô Văn Lữ Cục, thứ nhất là bản tỉnh huynh đệ thành thị, thứ hai lần này tới 7 tòa thành thị bên trong, bọn họ khoảng cách Giang Đô du lịch thu nhập tiếp cận nhất, cũng chính là chính bọn hắn cho rằng như vậy, người ta Giang Đô du lịch thu nhập vượt qua bọn hắn gấp đôi còn mang rẽ ngoặt. Tề Hồng Diễm nghe nói Đông Châu nghĩ cùng bọn hắn ký tên chung xây hiệp nghị, lập tức cười nói, cái này thì không cần đi, hai chúng ta thành thị khoảng cách quá gần. Bản thân liền là một cái tỉnh huynh đệ thành thị, vẫn là nhất trí đối ngoại. Ngoài miệng nói đến mặc dù khách khí, nhưng ý tứ chân chính vẫn là cự tuyệt, chung xây loại chuyện này cũng giảng cứu cái môn đăng hộ đối, song phương đều không tại một cái phát triển trình độ bên trên, cùng các ngươi chung xây chúng ta có thể có chỗ tốt gì. Phạm Lý Đạt đụng phải cái mềm cái đinh, nhưng là cấp trên giao cho hắn nhiệm vụ hắn cũng không thể không chấp hành, dù sao lần này hắn cùng Hứa Thuần Lương đều là khâm điểm ra mở rẽ. Người ta Hứa Thuần Lương biểu hiện sao mà ưu tú, lại nhìn nhìn mình, ở bên ngoài tè dầm còn bị đánh bỗng nhiên đánh, cuối cùng may mắn mà có Hứa Thuần Lương giúp hắn tìm về tràng diện. Phạm Lý Đạt quyết định tìm độ khó thấp, Tế Châu Văn Lữ Cục, trước đây bởi vì Nguy Sơn Hồ Quốc gia du lịch nghỉ phép khu sự tình hắn cùng đối phương cục trưởng Tiêu Văn Cử liên lạc qua mấy lần, mà lại tất cả mọi người đang kiến thiết cùng một cái hạng mục, có được Nguy Sơn Hồ cái này cộng đồng chủ đề, ký cái chung xây hiệp nghị còn không là chuyện đương nhiên. Bưng chén rượu tìm được Tiêu Văn Cử, phát hiện Tiêu Văn Cử chính cùng Trường An Văn Lữ Cục lôi kéo làm quen đâu,
Phạm Lý Đạt chỉ thật kiên nhẫn chờ lấy, cuối cùng đến phiên hắn, Phạm Lý Đạt cùng Tiêu Văn Cử uống hai chén rượu, thanh ký tên chung xây hiệp nghị ý nghĩ nói ra. Tiêu Văn Cử lắc đầu, nói cho Phạm Lý Đạt, Tế Châu nghĩ ký tên chung xây đơn vị là cùng bọn hắn tồn tại bổ sung thành thị, Đông Châu ở phương diện này không chiếm ưu thế, Đông Châu có bọn hắn Tế Châu trên cơ bản đều có, bọn họ Tế Châu có Đông Châu không có. Phạm Lý Đạt đi qua biết Đông Châu du lịch tồn tại cảm yếu, nhưng là không nghĩ tới yếu như vậy thành thị này cùng thành thị ở giữa, cũng cùng quan hệ nhân mạch không sai biệt lắm, nghèo tại ven đường không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Phạm Lý Đạt mất một lúc liền nếm lấy hết thói đời nóng lạnh, rũ cục lấy đầu trở lại bên cạnh bàn, không đợi Phó Quốc Dân mở miệng hỏi đâu, hắn lại đứng dậy đi nhà cầu thật sự là không nín được. Lần này đi công tác, Phó Quốc Dân xem như thấy được Phạm Lý Đạt năng lực, con hàng này ngoại trừ có thể uống rượu, làm gì cái gì không được, vẫn là người ta hứa thuần lương ưu tú, người cùng người quả nhiên là không thể so được. Phó Quốc Dân suy nghĩ Đông Châu văn lữ sự nghiệp gánh nặng đường xa, lần này trở về nhất định phải thật làm chút chuyện thật. Lúc này Trung Nguyên tỉnh văn lữ cục lãnh đạo đến đây, người ta là tìm Hình Văn Hổ uống rượu, bên cạnh còn đi theo Thiếu Lâm võ giáo hiệu trưởng Thích Vĩnh Cường, vị hiệu trưởng này chủ động tìm tới Hứa Thuần Lương. Thích Vĩnh Cường hôm nay tại dưới võ đài nhìn thấy Hứa Thuần Lương biểu hiện, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, hắn lúc ấy liền đánh giá ra Hứa Thuần Lương võ công muốn tại mấy vị cái gọi là đại sư phía trên. Thích Vĩnh Cường là tục gia đệ tử, không cần thủ cái gì thanh quy giới luật, cùng Hứa Thuần Lương uống liền hai chén nói, đi qua ta liền nghe nói các ngươi Đông Châu giới võ thuật ngọa hổ tàng long, hôm nay xem như thấy được. Hứa Thuần Lương cười nói, ta đại biểu không được Đông Châu giới võ thuật, nhiều nhất chỉ có thể đại biểu Đông Châu văn lữ. Thích Vĩnh Cường nói, văn thể không phân biệt chúng ta bình thường liền cùng tỉnh văn lữ cục liên hệ nhiều nhất. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ một cái Thiếu Lâm tự vé vào cửa thu nhập đều vượt qua Đông Châu toàn thành phố vé vào cửa thu nhập. Lúc này võ đang đạo học viện hiệu trưởng Lý Học Nghĩa cũng tới, người ta cũng không phải chạy Đông Châu lữ bơi tới, đều là bị Hứa Thuần Lương biểu hiện hôm nay cho kinh diễm, cho nên mới có chủ động trèo giao suy nghĩ. Bọn hắn đều là bản xứ du lịch trụ cột sản nghiệp, bọn hắn vừa đến, nơi đó văn lữ cục lãnh đạo cũng tới, Thích Vĩnh Cường chủ động đề nghị, muốn theo Đông Châu giới võ thuật nhiều tăng cường liên hệ. Trung Châu thị văn lữ cục trưởng một bên nghe, lập tức nói, hai chúng ta thị văn lữ cũng có thể hợp tác một chút nha, ký cái chung xây hiệp nghị như thế nào. Phó Quốc Dân thật sự là mừng rỡ, người ta Trung Châu là Trung Nguyên tỉnh lỵ, cấp bậc trên so với bọn hắn còn cao hơn nửa cấp, hắn cái nào có khác biệt ý đạo lý, Trung Châu phương diện một biểu thị, Vân Dương văn lữ cục cũng muốn ký, bọn hắn sướng nghị, mấy đại vũ thuật chi hương cộng đồng ký tên một cái chung xây hiệp nghị, dùng võ thuật giao lưu cộng đồng xúc tiến văn lữ phát triển. Bởi vì cái gọi là hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh Đông Châu văn lữ vừa mới bắt đầu liền bản tỉnh huynh đệ thành thị đều xem thường, đến cuối cùng, lại bởi vì Hứa Thuần Lương hiển lộ ra công phu thay đổi cục diện, cùng bảy cái có được võ thuật chi hương thành thị ký tên văn lữ chung xây hiệp nghị. Hình Văn Hổ cũng vì Đông Châu văn lữ lấy được thành quả cảm thấy cao hứng, dù sao hôm nay biểu diễn hắn cũng ra một phần lực. Nam Giang văn lữ cục trưởng Dương Kiến Vũ nghe nói Đông Châu văn lữ ký bảy cái chung xây đơn vị, có chút chua xót nói, bọn hắn không phải văn lữ chung xây, rõ ràng là võ lữ chung xây. Hình Văn Hổ nói, Tiểu Dương, người cái này không đúng, chỉ cần có thể chấn hưng địa phương văn lữ, người quản người ta là lấy văn hội bạn còn là dùng võ kết bạn. Thông qua lần này hội nghị, hắn phát hiện trong tỉnh các thị văn lữ đơn vị phi thường không đoàn kết, nhất là đối Giang Bắc thành thị rõ ràng bài xích. Đó là cái thật không tốt hiện tượng, Hình Văn Hổ quyết định sau khi trở về muốn nhằm vào loại này hiện tượng tiến hành chỉnh đốn và cải cách, tăng cường nội bộ đoàn kết, đánh vỡ địa vực ngăn cách, cũng chỉ có dạng này mới có thể xúc tiến toàn bộ Bình Hải văn lữ phát triển. Phạm Lý Đạt nước tiểu nhiều lần triệu chứng là càng ngày càng nghiêm trọng, tiệc tối trong lúc đó nhà vệ sinh liền đi 6 lần, có thể nói là khổ không thể tả, cân nhắc đến ngày thứ 2 là khảo sát nơi đó văn lữ tình trạng, kỳ thật chính là tập thể du lịch. Phạm Lý Đạt hướng Phó Quốc Dân xin nghỉ, hắn dự định đi làm địa y viện nhìn xem, thật sự là chịu không được nước tiểu nhiều lần hành hạ. Phó Quốc Dân nghe nói trạng huống của hắn, không chịu được nhắc nhở hắn, vì cái gì không tìm Hứa Thuần Lương nhìn xem, Hứa Thuần Lương thế nhưng là hồi xuân đường truyền nhân, gia học uyên thâm, thiên phương không ít. Phó Quốc Dân sở dĩ dám giúp đỡ Phạm Lý Đạt đề cử, là bởi vì hắn tự mình thể nghiệm qua, Hứa Thuần Lương y thuật tương đương lợi hại. Hắn nội tiết phương diện mau bệnh chính là Hứa Thuần Lương hỗ trợ chỉ tốt. Phạm Lý Đạt ôm thái độ muốn thử một chút, đêm đó gõ vang lên Hứa Thuần Lương cửa phòng.
Tiểu Mạnh đang xem tivi, Hứa Thuần Lương tại phòng tắm tắm rửa đâu. Ngay trước Tiểu Mạnh, Phạm Lý Đạt cũng không tiện nói gì, con hàng này miệng có chút nhanh, nếu như cho hắn biết, qua trận khả năng Văn Lữ cục tất cả mọi người biết, Phạm Lý Đạt thật không biết Phó Quốc Dân dùng như thế nào hắn đương lái xe, định tìm cơ hội nhắc nhở một chút, lãnh đạo bên người lái xe miệng nhất định phải nghiêm. Hứa Thuần Lương sau khi đi ra, Phạm Lý Đạt đề nghị ra ngoài đi một chút. Hứa Thuần Lương nguyên bản không có ý định đi ra ngoài, nhưng cũng không tiện Phạm Lý Đạt mặt mũi, cùng hắn sau khi ra cửa, Phạm Lý Đạt lại cải biến chủ ý, nếu không đi phòng ta tâm sự. Hứa Thuần Lương nhìn ra hắn xoắn suýt, cười nói, Phạm ca, ngài có chuyện gì một mực nói thẳng. Phạm Lý Đạt cái này dù sao cũng là dính đến tự thân tư ẩn, có chút lúng túng nói, vẫn là đến trong phòng nói. Hứa Thuần Lương đi theo hắn đi đến trong phòng, Phạm Lý Đạt đóng cửa lại, đi trước một chuyến toilet, lúc này mới đem mình nan ngôn chi ẩn nói cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, ngươi loại tình huống này tiếp tục bao lâu? Phạm Lý Đạt nói, cũng chính là lần này tới họp mới phát sinh, ta đoán chừng là không quen khí hậu, nếu không phải là thận mắc lỗi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ hẳn không phải là không quen khí hậu, trước là Phạm Lý Đạt bắt mạch, Phạm Lý Đạt mạch tượng, tâm mạch phù phiếm, dư mạch bình, mạch chìm là tâm, mạch phù là ruột, hư là ruột khí hư. Hứa Thuần Lương nói, người bệnh này cùng thận không quan hệ, là ruột non công năng hạ xuống nguyên nhân. Ruột non ở dạ dày dưới, thụ thịnh trong dạ dày nước cốc mà phân chia thanh khí chọc khí, thủy dịch bởi vậy mà thấm tại trước, cặn bã bởi vậy mà quy về sau ruột non bí khác công năng hỗn loạn, vận hóa cùng bài tiết hệ thống liền sẽ phát sinh hỗn loạn, tướng không có hấp thu trình độ trực tiếp đặt cược bàng quang, cho nên sinh ra tiểu tiện dị thường, biểu hiện ra nước tiểu nhiều lần nước tiểu đau triệu chứng. Phạm Lý Đạt nghe hắn nói đến đạo lý rõ ràng, trong lòng đối Hứa Thuần Lương y thuật cũng tin mấy phần. Thỉnh giáo nói, ngươi nhìn ta bệnh này chỉ thật tốt sao? Hứa Thuần Lương nói, ăn mấy phó thuốc đông y liền tốt, quay đầu ta để ra da của ta giúp ngươi cho cái toa thuốc. Phạm Lý Đạt vội vàng nói tạ, một chốc lát này lại nhìn không nổi, đứng dậy đi toilet. Hứa Thuần Lương nhìn hắn một hồi này thời gian đều đi hai chuyến, có thể thông cảm con hàng này thống khổ, mấy ngày nay bởi vì trắng đêm không ngủ, Phạm Lý Đạt vành mắt đều đen, lại thêm trước đó bị người đánh một trận, trạng thái rõ ràng không tốt. Phạm Lý Đạt sau khi đi ra, vẻ mặt đau khổ nói, lão đệ, uống thuốc thật sự là quá chậm, ta mấy ngày nay đều ngủ không ngon, nước tiểu nhiều lần càng ngày càng nghiêm trọng sự tình gì cũng không thể làm, có cái gì hiệu quả nhanh chóng pháp tử. Hứa Thuần Lương nói, cũng không phải là không có thể châm cứu. Phạm Lý Đạt nói, quá tốt rồi, người giúp ta châm cứu một chút được không? Hứa Thuần Lương nói, ta mặc dù hiểu được thuật châm cứu, nhưng là ta không có bằng hành nghề thầy thuốc. Ngươi dám để cho ta châm sao? Phạm Lý Đạt nói, người ta huynh đệ có cái gì tốt cố kỵ, ta đối với ngươi là 100% tín nhiệm, ngươi một mực động thủ, thật xuất ra bất cứ vấn đề gì ta cũng sẽ không trách ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi đầy đổ không cần sợ hãi, ta chỉ cần xuất thủ, khẳng định tay đến bệnh trừ, nhưng là ta có cái yêu cầu, ngươi đến giữ bí mật cho ta giúp ngươi chữa bệnh sự tình, ngươi không thể lại nói cho hắn biết ngươi. Phạm Lý Đạt liên tục gật đầu. Chỉ cần có thể đem hắn nước tiểu nhiều lần chữa khỏi, hắn khẳng định thủ khẩu như bình, mà lại loại bệnh này dính đến cá nhân tư ẩn, hắn ước gì giữ bí mật. Nói như vậy trị liệu nước tiểu nhiều lần phương pháp châm cứu có cục bộ lấy huyệt cùng ở xa lấy huyệt hai loại phương thức. Phạm Lý Đạt triệu chứng mặc dù rất nặng, nhưng là bệnh nguyên thân không nghiêm trọng lắm, Hứa Thuần Lương quyết định khai thác cục bộ lấy huyệt, trước giúp hắn hóa giải một chút triệu chứng. Cục bộ lấy huyệt, lựa chọn phần bụng cùng eo đế bộ. Phần bụng tuyển dụng bên trong cực, thủy đạo, quan nguyên, khí hải các loại huyệt vị, tướng châm cảm truyền đạt đến niệu đạo đưa đến tiêu trừ nước tiểu đường kích thích chứng tác dụng. Eo đế bộ thì lựa chọn sử dụng tám liêu, thận du, đại tràng du, ruột non du các loại huyệt vị, hiện đại trung y, lựa chọn bộ vị kim châm sẽ chọn dùng điện châm, thông qua vi lượng dòng điện sóng kích thích huyệt vị, Hứa Thuần Lương thuần túy là thông qua nội lực truyền đến kích thích huyệt đạo, so với dòng điện sóng càng thêm ôn hòa, hiệu quả cũng càng tốt hơn. Châm cứu qua đi, lập tức đã mang lại hiệu quả nhanh chóng tác dụng, Phạm Lý Đạt nước tiểu nhiều lần mắc tiểu triệu chứng cấp tốc đạt được làm dịu. Lúc này Phạm Lý Đạt đối Hứa Thuần Lương y thuật đã là vui lòng phục tùng, đứng dậy về sau, hai tay ôm quyền, lão đệ a, người thật sự là gia học uyên thâm, đi qua ta còn không tin trung y, hôm nay ta là thật phục. Hứa Thuần Lương nói, ta chỉ là học được Hứa gia y thuật gia lông thôi, nếu như ta gia tại, một châm liền có thể giải quyết vấn đề.
hắn là khiêm tốn, coi như Hứa Trường Thiện ở chỗ này, cũng không có khả năng một châm liền chữa khỏi Phạm Lý Đạt, mà lại coi như Hứa Trường Thiện nhìn thấy cháu trai châm pháp cũng phải cam bái hạ phong. Phạm Lý Đạt nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau chỉ cần ngươi có thể cần dùng đến ca ca địa phương, ta tất toàn lực ứng phó. Hắn đối Hứa Thuần Lương là phát ra từ nội tâm cảm kích, mấy ngày nay cứu vãn sự nghiệp của hắn, cứu vãn hắn mặt mũi, còn cứu vãn thân thể của hắn, có thể nói thiếu Hứa Thuần Lương quá tình nhân tình. Hứa Thuần Lương cười nói, người một nhà không cần đến nói lời khách khí. Hắn lại cho Phạm Lý Đạt mở một tề phương thuốc, châm cứu có thể hóa giải hắn nước tiểu nhiều lần triệu chứng, nhưng là không cách nào trừ tận gốc, muốn triệt để trừ tận gốc còn phải phối hợp uống thuốc chén thuốc. Hứa Thuần Lương lại căn dặn Phạm Lý Đạt đây là lão Hứa gia tổ truyền bí phương, ngàn vạn không thể tiết lộ. Rời đi thời điểm, tại hành lang gặp Đàm Thối đại sư Mã Bảo Dân cùng Bát Cực Quyền đại sư Mạnh Hữu Đức, hai người vừa uống rượu trở về, Mạnh Hữu Đức bị Hứa Thuần Lương trước mặt mọi người đẩy tới sân khấu, trong lòng cực kỳ khó chịu, trước đây còn có thể đè ép lửa, hiện tại uống một chút rượu, bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ngăn cản Hứa Thuần Lương đường đi, nha, đây không phải Đông Châu Hạng Vũ sao? Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ta gọi Hứa Thuần Lương, trên sân khấu chỉ là diễn kịch, chỗ đắc tội, bỏ qua cho a. Hắn nhưng thật ra là nhắc nhở Mạnh Hữu Đức, đừng đem diễn kịch đưa vào đến trong sinh hoạt đến, đều là tới mở sẽ, cũng không cần thiết thanh mâu thuẫn kích thích. Mạnh Hữu Đức nói, người Bát Cực Quyền rất lợi hại, có hứng thú hay không so tài nữa một chút. Hứa Thuần Lương gặp hắn hùng hổ dọa người lập tức không có tính nhẫn nại, lạnh nhạt cười nói, không hứng thú. Vạn nhất làm bị thương ngươi luôn luôn không tốt. Mạnh Hữu Đức có chút nén giận, ngươi nói cái gì? Người này đơn giản quá cuồng vọng. Mã Bảo Dân còn tính là tương đối lý trí, giữ chặt Mạnh Hữu Đức nói, lão Mạnh, ngươi uống nhiều quá. Hứa Thuần Lương lắc đầu không đáng cùng một con ma men chấp nhặt. Sáng sớm hôm sau, đại hội người tổ chức an bài hai chiếc du thuyền chở mọi người đi Thái Minh Hồ khảo sát nơi đó du lịch tình trạng. Hứa Thuần Lương cùng Tô Tình cũng hộ tống mọi người cùng nhau lên thuyền, buổi sáng vòng hồ, giữa trưa tại giữa hồ một tòa không biết tên đảo nhỏ ăn nông ra đồ ăn, buổi chiều tập thể đến cha thôn cổ trấn đánh kẹt su lãm. Hình Văn Hổ hôm nay cõng ống kính máy chụp hình hào hứng khá cao, Phó Quốc Dân cuối cùng tìm được cơ hội, cướp cho đại lãnh đạo ba lô, bưng trà đổ nước loay hoay quên cả trời đất. Tô Tình bận bịu xong công tác, đi tìm Hứa Thuần Lương, nhìn thấy Hứa Thuần Lương đang đứng tại một quán nhỏ bên cạnh cò kè mặc cả. Tô Tình nhìn không được cười, cảm thấy cái dạng này Hứa Thuần Lương có chút đáng yêu. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Tô Tình, đưa cho nàng một thanh gỗ hoàng dương lược, đưa cho ngươi. Tô Tình cười nói, tạ ơn, nhìn thấy Hứa Thuần Lương hết thảy mua hai thanh, không cần hỏi, mặt khác một thanh nhất định là Mai Như Tuyết. Tô Tình tâm tình ảm đạm, bất quá lập tức lại nghĩ tới, người ta Mai Như Tuyết mới là Hứa Thuần Lương chính quy bạn gái, mình trong lòng hắn chỉ là một người bạn bình thường thôi, chuyện tình cảm thật không thể cưỡng cầu. Hứa Thuần Lương lại mua điểm dễ sắn phấn, làm măng, loại hình địa phương đặc sản, đưa cho Tô Tình hai bao dễ sắn phấn, ngươi cầm đi uống. Tô Tình nói, không cần. Đừng khách khí với ta. Kia bán đồ cụ bà nói, khuê nữ, bạn trai ngươi đối ngươi thật biết quan tâm, cái này dễ sắn phấn khá tốt, mỹ dung ngực lớn. Tô Tình một gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng, lão thái thái này nói chuyện không có át cản, đến một lần Hứa Thuần Lương không phải mình bạn trai. Thứ hai đưa cho mình dễ sắn phấn, cũng chưa hẳn là quan tâm, còn không biết cuối cùng tiện nghi ai đâu. Tô Tình cảm giác mình xong, làm sao đầy trong đầu đều là suy nghĩ lung tung, cúi đầu giả ra chọn lựa đồ vật dáng vẻ. Hứa Thuần Lương trả tiền phát hiện ngoại trừ hai người bọn hắn không có những người khác tại, nha, đại bộ đội đi nơi nào. Tô Tình nói, vốn chính là tự do hoạt động, người còn lo lắng lạc đường a. Hứa Thuần Lương cười nói, ta ước gì thanh tĩnh điểm. Tránh khỏi có người quấy rầy chúng ta. Tô Tình cảm giác hắn lời nói này đến có chút mập mờ, chỉ trước mặt Thạch Củng Kiều, để Hứa Thuần Lương giúp nàng chụp ảnh. Tô Tình đi đến cầu đá, nhìn thấy trên trời mây đen liền phiêu đến đây, nói khẽ, trời muốn mưa, chúng ta phải nắm chặt trở về. Hứa Thuần Lương giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, khoảng cách tập hợp còn có 2 giờ, không vội, ngươi không phải mang dù sao. Ta đây là che nắng dù. Hứa Thuần Lương cho nàng chụp 2 phát ảnh chụp, mưa liền hạ xuống. Tô Tình chống lên che nắng dù, hai người một đường chạy chậm đi bên cạnh dân túc bên trong tránh mưa. Thật vừa đúng lúc, tại cửa ra vào lại gặp Bát Cực Quyền đại sư Mạnh Hữu Đức, lần này cùng Mạnh Hữu Đức cùng nhau còn có một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân,
Hứa Thuần Lương đối với người này không có nhiều ấn tượng. Mạnh Hữu Đức cùng Hứa Thuần Lương ở giữa xem như kết cửu oán, hai người có chút oan ra ngõ hẹp dáng vẻ. Tối hôm qua Mạnh Hữu Đức mặc dù uống nhiều quá, nhưng là vẫn nhớ kỹ Hứa Thuần Lương nói mình không phải đối thủ của hắn sự tình. Mạnh Hữu Đức hướng Hứa Thuần Lương cười cười nói, thật sự là xảo a, tiểu Hứa, ta nhớ được tối hôm qua ngươi đã nói ta không phải là đối thủ của ngươi. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ chính ngươi bao nhiêu cân lượng không biết a. Hôm qua bị mình trước mặt mọi người đẩy tới sân khấu, hiện tại còn dám tới khiêu khích, đến cùng là hẳn là khen ngươi dũng khí hơn người đâu vẫn là phải nói ngươi không biết điều. Không phải để cho ta đánh ngươi cái răng rơi đầy đất mới biết được khó coi. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, không sai, ngươi bắt cực quyền hỏa hầu còn chưa đủ. Đã chủ động tìm tai vạ, cũng không cần thiết cho con hàng này lưu mặt mũi. Mạnh Hữu Đức lạnh hừ một tiếng nói, vậy ta đổ muốn thỉnh giáo. Liên tục ba giới cả nước quán quân thế mà bị người ta nói hỏa hầu không đủ, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hứa Thuần Lương nói, như thế địa phương tốt, đều là văn vật, vạn nhất hư hại kia đến bao lớn sai lầm. Mạnh Hữu Đức nói, đằng sau có viện tử. Hứa Thuần Lương nói, không cần. Ánh mắt hướng bốn nước đến đường sân vườn nhìn thoáng qua, trong sân vườn trưng bày một con đường kính 2 mét chứa nước vạc, bên trong đã chứa đầy nước mưa. Hứa Thuần Lương nói, nơi này cũng không tệ. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên vững vàng rơi vào chứa nước vạc biên giới, dứt bỏ hắn bật lên lực không nói, người bình thường coi như đứng tại nước này vạc biên giới đã rất khó bảo trì cân bằng, mà Hứa Thuần Lương khí định thần nhàn đứng tại vạc nước phía trên, thân thể không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương đưa tay, Mạnh Hữu Đức hít vào một ngụm khí lạnh, bắt đầu hối hận đưa ra khiêu chiến. Bát cực quyền thuộc về đoàn đả quyền pháp, động tác giản dị tự nhiên lại phát lực tấn mãnh. Tại quyền thuật thủ pháp trên coi trọng tất đoạn tất cầm, đón đánh cứng rắn mở. Mấu chốt là bát cực quyền phát lực tại gót chân, đi tại thắt lưng, sâu đầu ngón tay lực bộc phát cực lớn, có rất nhiều quyền thuật chi đặc sắc, danh xưng lắc bàng đụng trời đổ, dậm chân chấn cửu châu. Hứa Thuần Lương tướng luận bàn địa điểm tuyển tại vạc nước bên trên, Mạnh Hữu Đức nếu là ứng chiến, như vậy có thể nói là hoàn toàn đánh mất chủ động, dưới chân nếu như phát lực, vạc nước tất nát không thể nghi ngờ, dưới chân nếu là không dám phát lực, hắn tám cực quyền uy lực lại từ đâu nói đến. Mạnh Hữu Đức trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan, bên người trung niên nhân cười cười nói, sư đệ, nếu không ta thay ngươi lãnh giáo một chút vị này tiểu lão đệ cao chiêu. Tên trung niên nhân này là Mạnh Hữu Đức sư huynh cha Hữu Lương, hắn chính là cha thôn nhân, căn này dân túc liền là của hắn, cha Hữu Lương tại danh khí phương diện xa kém xa cả nước ba giới quán quân Mạnh Hữu Đức, nhưng là hắn truyền nghề lớn sư huynh, tu vi ở trên hắn. Cha Hữu Lương cũng là thả người nhảy lên, rơi vào chứa nước vạc phía trên. Hứa Thuần Lương con mắt nhìn một chút mặt nước, nhìn thấy bình tĩnh trên mặt nước nổi lên có chút gợn sóng, khóe môi lộ ra mỉm cười, cái này cha Hữu Lương có thể, hẳn là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Tô Tình vốn định khuyên Hứa Thuần Lương được rồi, nhưng nhìn đến trận thế này đoán chừng không phân được thắng bại là không thể từ bỏ ý đồ, thông qua vũ lực giải quyết phiền phức là nam nhân thường dùng nhất phương thức. Tô Tình đối với cái này cũng không ghét, dù sao nàng nhận định Hứa Thuần Lương tất thắng. Mưa rơi xuống từ trên không, rơi vào Hứa Thuần Lương cùng cha Hữu Lương trên thân. Bát cực quyền phát lực tại gót chân, bởi vì đứng tại vạc nước bên trên, gót chân không dám phát lực, cho nên cha Hữu Lương chỉ có thể toàn bằng phần eo phát lực, tiến lên trước một bước, thân thể vận động, phần eo lực lượng chăm chú tại trên nắm tay, một quyền hướng Hứa Thuần Lương công tới, hữu quyền phá không. Cùng không khí cao tốc ma sát vậy mà phát ra pháo tiếng vang. Mạnh Hữu Đức thầm than, mấy năm không thấy sư huynh võ nghệ lại có tinh tiến, ngược lại là mình trầm mê ở việc xã giao, tu vi phương diện không tiến ngược lại thụt lùi. Hứa Thuần Lương thân thể nghiêng về phía trước, vậy mà một chân bước vào vạc nước. Mạnh Hữu Đức trong lòng khẽ giật mình, người này vì tránh né sư huynh một quyền chẳng lẽ muốn chủ động nhảy vào vạc nước hay sao? Bất quá hắn lập tức liền ý thức được, nếu như là vì tránh né, sao không nhảy xuống nước vạc, vì sao muốn rơi xuống nước kia a chật vật. Cha Hữu Lương lại bác nhưng biến sắc, Hứa Thuần Lương chẳng những tránh thoát hắn một quyền này, mà lại lấn nhập hắn trung môn, Hứa Thuần Lương đạp ở trên mặt nước chân của hắn như là dẫm tại thực địa trên, mượn mặt nước đảo ngược sức nổi lấy chân thôi động hông, lấy vượt thúc vai khuỷu tay là đỉnh điểm, hướng cha Hữu Lương đỉnh ra, sức eo phát lực, tồi khô lạp hủ kình lực hướng cha Hữu Lương công tới. Mạnh Hữu Đức trợn mắt hốc mồm. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Hứa Thuần Lương vậy mà có thể tại nước này vạc thượng sứ ra thiếp sơn kháo, đến tột cùng là như thế nào phát lực.
chỉ dựa vào hông eo lực lượng tựa hồ không cách nào hình thành uy lực lớn như vậy, Hứa Thuần Lương đạp ở trên mặt nước một bước kia cực kỳ mấu chốt, nhưng vì sao hắn như là đạp ở kiên cố trên mặt đất một dạng. Cái này hoàn toàn lật đổ Mạnh Hữu Đức nhận biết, không đơn thuần là võ học phương diện, mà lại là vật lý phương diện. Cái này vạc nước sức nổi có như thế lớn sao? Cha Hữu Lương đối diện cường đại như thế thế công, chỉ có lựa chọn nhượng bộ, hướng về sau nhảy xuống nước vạc, trên mặt biểu lộ cực kỳ kinh hãi. Hứa Thuần Lương cũng không có thừa thắng xông lên, một cái lộn ngược ra sau rơi vào Tô Tình bên người. Mặc dù hai người chỉ là điện quang thạch hỏa đổi một chiêu, cha Hữu Lương đã ý thức được người trẻ tuổi kia võ công hơn xa mình, chắp tay nói, Hứa tiên sinh võ công cao cường, cha mỗ mặc cảm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Thuần Lương cũng hướng hắn hoàn lễ nói, cha tiên sinh khách khí, đa tạ thủ hạ lưu tình. Này bằng với là cho cha Hữu Lương tròn mặt mũi. Mạnh Hữu Đức mắt thấy sư huynh cùng Hứa Thuần Lương giao thủ, trong lòng đã triệt để minh bạch, mình tuyệt không phải Hứa Thuần Lương đối thủ. Cha Hữu Lương nói, Hứa tiên sinh bát cực quyền là từ đâu học được? Người có năng lực mới có thể thắng người khác tôn trọng, từ cha Hữu Lương đối Hứa Thuần Lương xưng hô liền có thể nhìn ra, rõ ràng đối người trẻ tuổi này coi trọng mấy phần. Hứa Thuần Lương nói, trên TV, kỳ thật đến cảnh giới của hắn, thiên hạ võ học chỉ muốn nhìn lên một cái liền có thể nhìn ra môn đạo. Cha Hữu Lương thầm than, chỉ bằng Hứa Thuần Lương vừa rồi triển lộ ra một chiêu thiếp sơn kháo, người này khẳng định sư thừa bát cực quyền danh túc, chỉ là người ta không muốn nói, hắn cũng không tiện truy vấn, cha Hữu Lương đến bây giờ đều náo không rõ bạch, Hứa Thuần Lương tại vạc nước trên đến tột cùng là như thế nào phát lực. Lúc này một vị cầm trong tay trúc trượng lão giả chống đỡ ô giấy dầu từ bên trong đi tới, hắn vừa đi vừa dùng trúc trượng đập mặt đất, trên mặt kính dâm dùng để che lấp sớm đã mù nhiều năm hai mắt, thanh âm khàn khàn nói Hữu Lương. Gặp không có gặp A Hoàng. Cha Hữu Lương nói, cha, ta không thấy được, trời mưa như thế lớn, ngài đừng đi khắp nơi. Lão giả này là phụ thân của hắn cha Ân Hiên. Trong nhà mình ta lại mê không được đường, cha Ân Hiên đi vào Hứa Thuần Lương bên cạnh dừng bước lại. Hít mũi một cái nói, có khách nhân đến rồi. Cha Hữu Lương nói, sư đệ ta Mạnh Hữu Đức còn có hắn hai vị bằng hữu. Mạnh Hữu Đức hoảng hốt vội nói, cha bá bá, ta hôm nay tiện đường trải qua, đặc địa bái phỏng một chút sư huynh, còn chưa kịp đi cho ngài già thỉnh an. Cha Ân Hiên biến sắc, lạnh hừ một tiếng nói, không cần, các ngươi còn ngại hại hắn không đủ. Mạnh Hữu Đức mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hứa Thuần Lương vừa nhìn liền biết ở trong đó khẳng định có cố sự, chỉ là người ra môn phái nội bộ sự tình cũng không tới phiên hắn nhúng tay, nhìn đi ra bên ngoài mưa rơi dần dần tiểu Hứa Thuần Lương hướng cha Hữu Lương cáo từ, theo lễ phép hướng cha Ân Hiên nói, cha lão gia tử, chúng ta đi. Cha Ân Hiên lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên thanh Hứa Thuần Lương xem như cùng Mạnh Hữu Đức cùng một bọn. Cha Hữu Lương có chút xấu hổ, ra hiệu bọn hắn đi trước. Tô Tình giật giật Hứa Thuần Lương cánh tay. Không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này tự chuốc nhục nhã, hai người nên rời đi trước. Mạnh Hữu Đức cũng không tốt ở lâu, đi theo phía sau bọn họ đi, trước khi chuẩn bị đi, hướng sư huynh ôm quyền. Cha Hữu Lương làm cái chỉ có bọn hắn đồng môn mới hiểu thủ thế, ý là để Mạnh Hữu Đức khống chế cảm xúc, đừng lại cùng Hứa Thuần Lương phát sinh xung đột. Cha Hữu Lương là có hảo ý, Mạnh Hữu Đức nếu như lại dám ra tay khiêu khích đến lúc đó khó coi khẳng định là chính hắn. Mưa đã không sai biệt lắm ngừng. Hai người vượt qua phía trước hẻm nhỏ, Hứa Thuần Lương bỗng nhiên đưa tay ngăn ở Tô Tình trước người, lại thấy phía trước hai đạo một vàng đỏ lên thân ảnh đánh đến tới lúc gấp rút, phụ cận còn có một nam một nữ hai cái trẻ tuổi người ngồi xổm ở nơi đó ngay tại quay chụp. Một con đại hoàng mèo cùng một đầu xích liên xà bên phải phía trước trong bụi cỏ ngươi tới ta đi, công kích lẫn nhau, xích liên xà ngẩng đầu thổ tín, đại hoàng mèo ba cái chân chống đỡ lấy thân thể, phải chân trước giơ lên cao cao, tại xích liên xà phát động công kích sát na. Bỗng nhiên một chảo vỗ ra, chính giữa xích liên xà đầu, sau đó như thiểm điện đập ra, cắn một cái vào xích liên xà bảy tấc. Tô Tình duyên dáng gọi to một tiếng, chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy, dân gian gọi là long hổ đấu cũng là khó gặp tràng diện. Mạnh Hữu Đức đi theo phía sau bọn họ, nhìn thấy thời điểm, đại hoàng mèo đã lấy được toàn thắng, xích liên xà còn tại làm vùng vẫy giấy chết, thân rắn cuốn lấy đại hoàng mèo thân thể, đại hoàng mèo gắt gao cắn xích liên xà phần cổ không thả. Theo nó răng nhọn càng cắn càng chặt, xích liên xà cũng dần dần từ bỏ phản kháng. Lúc này cốc 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 trúc trượng tiếng vang lên, lại là cha Ân Hiên tìm đi qua, Mạnh Hữu Đức hảo tâm nhắc nhở hắn một tiếng, bá phụ, phía trước có rắn. Cha Ân Hiên chỉ đương không có nghe thấy, đại hoàng.
kia hoàng mèo ngậm lấy bị nó cắn chết Xích Liên xà kéo tới Cha Ân Hiên bên cạnh. Cha Ân Hiên ngồi xổm người xuống đi từ hoàng mèo trong miệng lấy xuống đầu kia Xích Liên xà, thanh âm ôn nhu nói, không xấu hay không, đại hoàng càng ngày càng bản sự, ban đêm ta vừa vặn dùng để hầm canh rắn. Hắn trái tay nắm lấy đầu rắn, tay phải móng tay móc vào Xích Liên xà phần cổ, xoẹt một tiếng, móng tay của hắn sắc bén như đao, vậy mà tướng Xích Liên xà từ đầu tới đuôi toàn bộ xé ra. Tràng diện thật sự là quá mức huyết tinh, Tô Tình dọa đến quay người nhào vào Hứa Thuần Lương trong ngực, gương mặt xinh đẹp chôn ở đầu vai của hắn. Hứa Thuần Lương cũng lấy làm kinh hãi, lão nhân này lợi hại a. Cha Ân Hiên móc ra Xích Liên xà mật đắng, trực tiếp nhét vào miệng bên trong nuốt xuống, một bên ăn vừa nói, đại hoàng thật sự là hiếu thuận. Mạnh Hữu Đức cũng lên một thân nổi da gà, lão già này thần kinh không bình thường, vậy mà nuốt sống mật rắn, hắn vốn định khuyên một câu, nhưng nói đến bên môi lại nuốt trở vào, làm gì tự tìm phiền phức. Cha Ân Hiên mang theo đầu kia Xích Liên xà, quay người đi về phía nhà, đại hoàng mèo cùng ở phía sau hắn. Mạnh Hữu Đức đưa mắt nhìn một người một mèo đi xa, lắc đầu, đã sớm ngồi xổm ở nơi đó quay chụp mèo rắn đại chiến video, hai người cũng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ Tô Tình vai, Tô Tình đỏ mặt rời đi đầu vai của hắn, nhỏ giọng nói, làm ta sợ muốn chết. Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút, Tô Tình cái này ôm ấp yêu thương tức hợp tình hợp lý lại ngoài ý liệu. Mạnh Hữu Đức nói, qua kinh ngủ đông, sấm mùa xuân chợt động, vạn vật khôi phục. Hắn chưa nói xong, một đạo thiểm điện như lưỡi dao bổ ra mây đen, lập tức đỉnh đầu vang lên một tiếng sấm rền. Tô Tình nói, lại trời muốn mưa. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, mau đi trở về đi.